Vương Hạo Nhiên một người xuyên không. Trước khi xuyên không, anh là một đứa trẻ trong thành phố lớn, gần 30 tuổi vẫn lông bông vô tích sự, thậm chí còn không tán đổ được một cô gái. Sau khi xuyên không, anh là một phú nhị đại, gia thế tốt, đẹp trai, học giỏi, tiền tiêu vặt nhiều đến mức không tiêu hết. Tuy nhiên, anh phát hiện ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Chúc mừng ký chủ, hệ thống siêu phản diện đã được kích hoạt. Hệ thống tiêu chuẩn của người xuyên không đã được kích hoạt là một hệ thống siêu phản diện. Vào ngày hôm qua, vì học sinh cá biệt bét lớp đi gần với hoa khôi trường, ba tên chân chó kia liền không nhịn được mà nịnh nọt. Ban đầu định dạy dỗ tên cá biệt kia một bài học, ta một trận giáo huấn sâu sắc, nhưng kết quả là ba tên đàn em bị lôi đi. Vương Hạo Nhiên của thế giới Bắc Dương kiếp trước tự nhiên phát hiện ra điều bất thường. Đây chẳng phải là tình tiết học sinh cá trong biệt tiểu thuyết đô thị bá vương hoa sao? Thông qua hệ thống, anh biết mình đã xuyên không vào một thế giới song song được xây dựng từ tiểu thuyết đô thị. Trong cốt truyện, học sinh cá biệt kia chính là nam chính hiện tại, còn anh với tư cách là phản diện, là công cụ để nam chính đánh bại. Chưa đến 100 chương đã bị nam chính xuyên không thành cái gì không xuyên, lại cứ bắt tôi xuyên không thành phản diện. Sống chưa đến 100 chương, diễn mặt với tôi đấy à? Nhưng muốn mà tôi cam chịu số phận, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đại ca, đây là một trong ba tên đàn em bên cạnh Vương Hạo Nhiên. Tên là Phạm Tiện, hai tên còn lại một tên là Phạm Thông, một tên là Tần Thư Sinh. Đại ca, anh có muốn bôi thuốc không? Tùy cậu. Chúng tôi làm anh mất mặt rồi. Sao chỉ có mỗi mình cậu, hai người kia đâu? Thưa đại ca, tôi chạy nhanh hơn một chút, nên ít bị ăn đòn hơn, họ yếu hơn một chút. Chạy chậm nên bị đánh thảm rồi, nửa mặt sưng vầy biến dạng luôn rồi. Chắc phải mất mấy ngày mới khỏi đấy. Ha ha ha. Vương Hạo Nhiên nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của đối phương, không khỏi cảm thấy cạn lời. Tác giả não tàn này cho mình cái loại đàn em gì thế này? Đàn em thiểu năng chạy nhanh, ít bị ăn đòn hơn, vậy mà lại còn vinh vào muốn khoe khoang. Sao? Còn muốn tôi khen cậu nữa à? Cậu mà còn cười thêm cái nữa là tôi tát cho một cái vào mặt đấy. Đại ca đừng đừng. Tôi sai rồi. Không cười nữa, đại ca yên tâm. Chuyện này tôi nhất định sẽ trả thù. Tôi không tin. Tên đó có 3 đầu 6 tay. Hôm nay tôi gọi mời anh em. Thôi đi, vô ích thôi. Vô ích vậy đại ca. Tôi gọi 20 người. Nói làm thế. Nói rồi vô ích thôi. Sao có thể? Vậy tôi gọi 30 người được rồi. Cậu gọi mẹ cậu luôn đi. Vương Hạo Nhiên không nhịn được mà buông một câu tục. Gọi mẹ tôi á đại ca? Không được đâu. Mẹ tôi người yếu ớt làm sao đánh nhau được. Vương Hạo Nhiên không khỏi đau đầu. Đây là loại đàn em thiểu năng gì vậy? Cô nén cơn giận, bình tĩnh lại. Sau này đừng làm mấy chuyện này nữa. Đại ca, tên đó tán tỉnh chị dâu đấy. Hắn ta là cái thá gì chứ? Chúng tôi thật sự không thể nhịn được. Tôi hỏi cậu, tôi đẹp trai hay tên đó đẹp trai? Tất nhiên là đại ca đẹp trai hơn. Tên đó là cái gì? Cùng lắm nát ơ nhìn thôi. Nhà tôi giàu hay nhà hắn ta giàu? Nhà đại ca mấy trăm tỷ tài sản cơ mà. Nhà tên đó bình thường. Hoàn toàn không thể so sánh được. Thành tích của tôi tốt hay thành tích của hắn ta tốt? Thành tích của đại ca đứng top 10 toàn trường, học bá chính hiệu. Tên đó đứng bét. Chỉ là một học cha thôi. Vậy chẳng phải xong rồi điều sao? Điều kiện của tôi tốt như vậy, chẳng lẽ còn thua tên cá biệt đó sao? Thằng nghèo kiết xác, lo chuyện bao đồng làm gì? Đại ca, tôi hiểu rồi. Hiểu rồi, là chúng tôi xen vào việc của người khác. Không có lệnh của anh, chúng tôi sẽ không xen vào nữa. Tên đó căn bản không xứng để so sánh với anh. Phạm Tiện cuối cùng cũng đã hiểu ra. Vương Hạo Nhiên gật đầu, nhìn tên đàn em thiểu năng này với ánh mắt ngu si tứ chi phát triển. Đột nhiên trong đầu xuất hiện một thông báo nhắc nhở của hệ thống. Tin, hướng dẫn hành 6 của đàn em, thay đổi đôi chút hướng đi của cốt truyện, nhận được 100 điểm phản diện. Sự việc bất ngờ khiến Vương Hạo Nhiên sững sờ. Đây là lần đầu tiên nhận được thông tin như vậy sau khi có được hệ thống siêu phản diện. Và trong đầu còn xuất hiện thêm một bảng điều khiển. Mở bảng điều khiển ra xem. Hệ thống, Vương Hào Quang phản nghĩa diện là gì? 99 là nhiều hay ít? Thưa ký chủ, Vương Hào Quang phản diện là thứ mà ngài độc quyền sở hữu. Cũng giống như nam chính sở hữu Vương Hào Quang nam chính. Vương Hào Quang nam chính thấp nhất cũng không dưới 300. 99 điểm của ký chủ. Con số này hơi thấp, có thể sẽ chốt sớm. Hả? Vậy có cách nào để tăng điểm Vương Hào Quang phản diện không? Ký chủ thành công chèn ép nam chính, cướp đoạt cơ duyên của nam chính, chiếm đoạt thân xác và tâm hồn của nữ chính, nam đều nam có thể tăng điểm Vương Hào Quang phản diện. Chiếm đoạt nữ chính, cái này tôi thích. Vương Hạo Nhiên cười gian xảo hỏi tiếp, vậy nếu điểm Vương Hào Quang phản diện của tôi bằng với điểm Vương Hào Quang nam chính, hoặc là nhiều hơn hắn ta, vậy có phải là tôi sẽ không phải đối mặt với kết cục chất thảm? Ký chủ, hiểu biết của ngài không hoàn toàn chính xác. Khi điểm của ngài bằng với nam chính, ngài sẽ là trùm phản diện cuối cùng, có thể sống đến cuối chuyện rồi mới chết. Chỉ khi điểm của ký chủ vượt qua nam chính thì mới không chết, nhưng cũng chỉ là không chết thôi. Nghĩa là kết cục vẫn thê thảm, chỉ là không chết thôi. Vương Hạo Nhiên có chút lo lắng rồi quyết tâm hỏi, vậy tôi có thể giết chết nam chính không? Chúc mừng ký chủ cuối cùng cũng đã có giác ngộ của phản diện. Khi điểm của ký chủ càng vượt xa nam chính thì càng có khả năng giết chết nam chính. Xem ra tôi nhất định phải đối đầu với nam chính rồi. Vương Hạo Nhiên coi như đã hoàn toàn giác ngộ. Vậy điểm phản diện có tác dụng gì? Điểm phản diện có thể dùng để quay thưởng và đổi vật phẩm trong siêu thị siêu phản diện, giúp ký chủ chống lại nam chính, đồng thời còn có thể tra cứu thông tin về nam chính, nữ và chính, các chỉ số thuộc tính của các nhân vật quan trọng khác. Siêu thị ở đâu? Mở siêu thị cho tôi. Siêu thị siêu phản diện hiện đang ở trạng thái chưa mở. Khi điểm phản diện của ký chủ đạt 500 sẽ tự động mở. Vậy làm thế nào để có điểm phản diện? Thay đổi hướng đi của cốt truyện gốc, chèn ép nam chính thành công, nam, tất cả nam, những hành động có lợi cho ký chủ đều có khả năng nhận được điểm phản diện. Sau khi hệ thống trả lời xong câu hỏi này, Vương Hạo Nhiên cũng hiểu được đại khái rồi, đồng thời trong lòng cũng đang suy nghĩ kế hoạch đối phó với nam chính. Gọi điện thoại bảo hai tên kia đến trường. Á, gì vậy? Nhanh làm theo lời tôi. Đừng hỏi gì cả, làm đi.
Phạm Tiện lấy điện thoại ra, lập tức làm theo. Sau khi Phạm Tiện gọi điện thoại xong, hai người đi về phía lớp học. Ê, kia chẳng phải là chị dâu sao? Chào buổi sáng. Phạm Tiện hét lên với người ở đằng xa. Cô ấy tên là Hứa Mộ Nghiên, là ủy viên học tập lớp Vương Hạo Nhiên, Hoa Khôi trường được mọi người công nhận. Tất nhiên cũng là nữ chính, hoặc là một trong những nữ chính. Vì theo mô típ của tiểu thuyết đô thị, sao có thể chỉ cho nam chính một nữ chính Hoa Khôi được? Trong cốt truyện mà tác giả não tàn xây dựng, Vương Hạo Nhiên hóa thân thành một tên si tình, yêu Hứa Mộ Nghiên say đắm. Nhưng Hứa Mộ Nghiên lại không thèm để ý, cuối cùng bị nam chính xúi dục hại chết Vương Hạo Nhiên. Mà trước khi chết, vì quá yêu Hứa Mộ Nghiên, Vương Hạo Nhiên vậy mà không hề trách cô ta. Mẹ kiếp cái tên tác giả não tàn này. Tôi không muốn kết cục bi thảm như vậy xảy ra với mình. Bây giờ vẫn là giai đoạn đầu của cốt truyện, Hứa Mộ Nghiên đối với nam chính cũng chỉ coi như bạn học bình thường. Còn đối với mình chỉ có chút ít chán ghét và bài xích. Mà Hứa Mộ Nghiên nghe thấy Phạm Tiện gọi mình là chị dâu, vừa tức giận vừa xấu hổ, gương mặt trắng nõn đỏ bừng lên. Phạm Tiện, cậu đừng nói bậy. Tôi và Vương Hạo Nhiên không có gì đâu, đừng gọi tôi là chị dâu nữa. Chẳng phải chuyện sớm muộn thôi sao? Dù sao cô cũng sẽ là người của đại ca tôi, nhanh chóng theo đại ca tôi đi. Hi hi, cái tôi gì? Là người của đại ca cậu à? Cậu đừng nói bậy nữa, sau này không được gọi tôi là chị dâu nữa. Chị dâu, chị dâu, chị dâu. Hứa Mộ Nghiên không cho gọi, Phạm Tiện cứ cố tình gọi càng hăng. Cầm miệng. Vương Hạo Nhiên quát. Sau đó tiến lại gần Hứa Mộ Nghiên. Anh ta muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn ôm tôi trước mặt mọi người? Hoặc là quá đáng hơn, muốn hôn tôi? Hứa Mộ Nghiên có linh cảm chẳng lành, không khỏi lùi lại một bước, muốn chạy khỏi đây, nhưng Phạm Tiện lại chặn đường cô. Nhưng Hứa Mộ Nghiên đã quyết tâm, sẽ liều chết phản kháng. Xin lỗi. Này, nghe thấy chưa? Nhanh xin lỗi đi. Tôi bảo cậu xin lỗi Hứa Mộ Nghiên, còn nữa, sau này không được gọi cô ấy là chị dâu nữa. À, cái gì? Nhanh xin lỗi đi. Xin lỗi bạn Hứa Mộ Nghiên. Tôi sai rồi, sau này sẽ không gọi bừa nữa. Vương Hạo Nhiên nhìn Hứa Mộ Nghiên đang ngạc nhiên. Cách gọi chị dâu này đều là do bọn họ trêu chọc thôi, không liên quan gì đến tôi. Sau này ai dám gọi như vậy, tôi sẽ đánh gãy mồm. Còn những tin đồn kia, nói tôi thích cô đều là giả. Dù sao bây giờ cũng là năm lớp, học hành là quan trọng nhất. Yêu đương gì đó tôi thật sự chưa nghĩ đến. Cô đừng nghĩ nhiều nữa. Nói xong, Vương Hạo Nhiên không quay đầu lại mà đi thẳng vào lớp. Thay đổi cái nhìn của Hứa Mộ Nghiên đến một trong những nữ chính đến về ký chủ, độ hảo cảm tăng 20. Tổng độ hảo cảm hiện tại duy trì ở mức người bình thường. Ký chủ ảnh hưởng đến hướng đi của cốt truyện gốc, nhận được 200 điểm phản diện. Vương Hạo Nhiên vừa đi đến cửa lớp, liền nghe thấy thông báo của hệ thống. Anh không hề cảm thấy ngạc nhiên về điều này. Lý do Hứa Mộ Nghiên trước đây có chút chán ghét anh, phần lớn là vì những tin đồn kia. Bây giờ Vương Hạo Nhiên đã nói rõ mọi chuyện, Hứa Mộ Nghiên đương nhiên sẽ không còn chán ghét Vương Hạo Nhiên nữa. Hệ thống, mở bảng thuộc tính, điểm phản diện đã có 300 rồi, thêm 200 nữa là có thể mở hệ thống siêu thị rồi. Giá mà có thứ gì đó có thể tăng lực chiến thì tốt biết mấy. Tên cá biệt kia có thể một mình đánh bại hơn 3 nữa người. Còn hoàn toàn áp đảo, lực chiến chắc chắn vượt xa giá trị trung bình 100. Mình hoàn toàn không phải đối thủ của hắn ta. Ngay khi Vương Hạo Nhiên đang thầm nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt đầy thù hận đang nhìn mình. Người này chính là nam chính cá biệt của chúng ta đến Sở Bạch. Nghe cái tên này là biết không đơn giản rồi. Đây chính là một trong bốn họ lớn của nam chính Uyết Na Vân đấy. Tiêu, Sở, Dạ, Trung đứng thứ tư. Hệ thống, tra cứu các thuộc tính của Sở Bạch cho tôi. Dữ liệu, tra cứu cần tiêu hao 100. Điểm phản diện, có tra cứu không? Có, hóa ra là nam chính có dị năng nhìn xuyên thấu. Chỉ số sức hút có 100, cũng chỉ là mặt mũi bình thường thôi. Vậy mà trong cốt truyện gốc lại tán đổ được nhiều cô gái xinh đẹp như thật vậy. Thật là vô lý. Lực chiến 155, nhiều hơn giá trị trung bình một nửa. Trong cốt truyện gốc, Sở Bạch có rất nhiều phân cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, giành được trái tim của các cô gái xinh đẹp. Nhưng mà cái này cũng quá hư cấu thời rồi. Thời đại nào rồi, làm gì có nhiều lưu manh như vậy. Lại còn toàn gặp Sở Bạch, không những cứu mỹ nhân thành công, mà mỹ nhân còn lấy thân báo đáp. Thời buổi kinh tế này, chẳng phải đẹp trai và giàu có mới là chân lý sao? Tôi là một phú nhị đại đẹp trai người người, lại bị nữ chính ghét bỏ, tại sao chứ? Hệ thống, tôi bỏ tiền ra thuê người giết chết Sở Bạch luôn, tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Vương Hạo Nhiên nảy ra ý tưởng, định làm thẳng tay luôn. Điểm vầng hào quang nam chính của đối phương cao hơn, với số điểm vầng hào quang phản diện hiện tại của ký chủ, tỷ lệ thành công gần như bằng không. Mẹ kiếp, tôi biết ngay mà. Tỷ lệ thành công gần như bằng không, vậy tức là vẫn có một chút khả năng đúng không? Tôi thử xem sao. Không khuyến khích ký chủ thực hiện thao tác này. Nam chính được vầng hào quang bảo vệ, khi gặp nguy hiểm lớn chắc chắn sẽ kích hoạt cơ duyên. Nam chính không những sẽ hóa giải được nguy cơ, mà còn trở nên mạnh mẽ hơn. Điều này cực kỳ bất lợi cho ký chủ. Vầng hào quang nam chính bá đạo thật đấy. Ký chủ đừng nản lòng. Ngài có thể cướp đoạt cơ duyên của nam chính và chiếm đoạt thân xác lẫn trái tim bằng của cách này chính. Liên tục làm suy yếu vầng hào quang nam chính, nâng cao điểm vầng hào quang phản diện rồi mới thực hiện các thao tác như vậy. Xem ra chỉ có thể từng bước cướp đoạt cơ duyên và các cô gái rồi phá vỡ vầng hào quang nam chính của hắn ta. Không làm như vậy, tôi chỉ có con đường chết. Trong lúc Vương Hạo Nhiên đang giao tiếp với hệ thống, Hứa Mộ Nghiên cũng đã đến lớp. Sở Bạch lập tức mỉm cười đi về phía Hứa Mộ Nghiên. Bạn Hứa, bạn đến rồi, còn một lúc nữa mới vào học, tôi có rất nhiều vấn đề về học tập muốn hỏi bạn một chút, bạn có rảnh không? Có, là ủy viên học tập và có tấm lòng tốt Hứa Mộ Nghiên. Khi bạn học cùng lớp muốn hỏi cô ấy vấn đề học tập, cô ấy đương nhiên sẽ không từ chối. Cảm ơn bạn đã dạy kèm cho tớ, nếu không thì thành tích của tớ không thể nào từ top 10 từ dưới lên được giữa lớp như bây giờ. Chủ yếu là do bạn vốn đã rất thông minh rồi. Những gì tớ nói đều là những gì giáo viên đã dạy trên lớp cả. Nếu bạn nghe giảng cẩn thận, thành tích chắc chắn sẽ rất tốt. Không không, chủ yếu là do bạn Hứa quá xinh đẹp nên những gì bạn giảng tớ đều nghe lọt tai cả. Hứa Mộ Nghiên được khen như vậy, không khỏi có chút ngại ngùng. Vương Hạo Nhiên nhìn thấy cảnh này, không khỏi cảm thán, phải nói là ở độ tuổi còn non nớt, những chàng trai mặt dày tán gái thật sự rất có ích. Vương Hạo Nhiên biết thành tích học tập của Sở Bạch có thể tiến bộ vượt bậc,
hoàn toàn là nhờ dị năng nhìn xuyên thấu. Bam lấy Hứa Mộ Nghiên để được dạy kèm, chỉ là muốn tán tỉnh Hứa Mộ Nghiên mà thôi. Vương Hạo Nhiên đã nhìn thấu tất cả, đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn được. Hứa Mộ Nghiên, bài tập về nhà mà thầy toán giao hôm qua, bạn làm rồi chứ? Làm rồi, nhưng tớ không biết đáp án của mình có đúng không. Tớ cũng đã viết đáp án rồi, nhưng tớ cũng không biết có đúng không. Chúng ta cùng so sánh và thảo luận nhé. Được đó bạn Hứa. Tôi đến trước rồi. Chỉ một lát thôi, chờ chút nhé. Sở Bạch cứng đờ mặt, ngây ngốc đứng bên cạnh. Đối với những gì Vương Hạo Nhiên và đang thảo luận, cậu ta chẳng khác nào đang nghe hoàn toàn trời. Không hiểu. Vương Hạo Nhiên không khỏi thầm cười trong lòng. Nói về điểm chung và chủ đề, cùng là học bá, anh và Hứa Mộ Nghiên ăn ý hơn nhiều. Vương Hạo Nhiên cố ý kéo dài chủ đề học tập đang thảo luận. Hứa Mộ Nghiên say sưa thảo luận, vô tình bỏ qua sự tồn tại của Sở Bạch. Vương Hạo Nhiên, cậu cố tình chạy đến đây thảo luận vấn đề với bạn Hứa. Rõ ràng là miệng nam mô bụng bồ dao găm, thảo luận vấn đề là giả, mục đích thực sự là muốn tiếp cận bạn Hứa, muốn giở trò đối bại với bạn Hứa. Cậu là đồ đạo đức giả. Tên này lấy cớ dạy kèm, lợi dụng cơ hội để tán tỉnh Hứa Mộ Nghiên thì là chuyện đương nhiên. Tôi học theo thì lại không được. Mẹ kiếp, hai mặt quá đấy. Sở Bạch, cậu hiểu lầm Vương Hạo Nhiên rồi. Vì trước đó Vương Hạo Nhiên đã giải thích rồi, phải tập trung học tập. Vì vậy, Hứa Mộ Nghiên tốt bụng, đương nhiên là chọn tin những gì Vương Hạo Nhiên nói. Tôi không hề hiểu lầm. Suốt thời gian qua cậu dạy kèm cho tôi, hắn ta nhìn không được. Hôm qua sai đàn em chặn đường tôi sau khi tan học, còn nói bạn là vật sở hữu riêng của Vương Hạo Nhiên, cảnh cáo tôi tránh xa bạn ra. Hứa Mộ Nghiên nghe vậy, ngạc nhiên nhìn Vương Hạo Nhiên. Chuyện này không phải tôi sai khiến, là phạm tiện bọn họ tự ý làm thôi. Đừng nói chuyện này không phải tôi làm, cho dù thật sự là tôi làm thì câu trả lời vẫn là đàn ông, dám làm dám nhận. Cậu ta muốn Vương Hạo Nhiên thừa nhận chuyện này, để Hứa Mộ Nghiên đề phòng Vương Hạo Nhiên, sau này giữ khoảng cách với Vương Hạo Nhiên. Này, hình như cậu vừa rồi chưa nói hết câu, phạm tiện. Ba người họ chặn đường cậu đúng là sự thật, nhưng ba người họ mới là người bị đánh, cậu chẳng hề hấn gì. Vì tôi giỏi, ba tên nhóc đó làm sao là đối thủ của tôi được. Nói đến chuyện này, Sở Bạch không khỏi có chút đắc ý. Cậu ta thường xuyên trốn học đi chơi với đám thanh niên bất hảo, đánh nhau là chuyện cơm bữa, cứ như vậy mà luyện được một thân võ nghệ. Hơn nữa còn ra tay rất tàn nhẫn. Phạm Tiện, lại đây, cho Hứa Mộ Nghiên xem kỹ, cậu bị đánh thành cái dạng gì rồi. Mặc dù Phạm Tiện đầu óc không được nhanh nhẹn lắm, nhưng nghe xong câu này, cậu ta cũng hiểu. Đại ca muốn tố cáo Sở Bạch trước mặt Hứa Mộ Nghiên. Cậu ta lập tức vươn cổ ra, khoe vẻ mặt bầm dập của mình. Ôi sao? Sao lại bị đánh thành ra thế này? Tôi còn đỡ đấy. Phận Thông và Tần Thư Sinh bị đánh còn thảm hơn. Chúng tôi quỳ xuống cầu xin cũng vô dụng. Sở Bạch đuổi đánh chúng tôi muốn chết luôn. Đáng đời. Mặc dù là do Phạm Tiện ba người bọn họ cậu là tự vệ, nhưng tự vệ cũng phải có chừng mực chứ. Họ không bị gãy tay, cũng không bị gãy chân, nên cảm ơn tôi đã nương tay mới phải. Theo Sở Bạch, đây là do lực chiến của cậu đánh ta. Phạm Tiện bọn họ như thế nào cũng không quá đáng. Hứa Mộ Nghiên nghe vậy thì nhíu mày. Ít có cô gái nào thích bạo lực. Cô ấy cũng không ngoại lệ, chỉ là Sở Bạch đang đắm chìm trong sự hả hê khi đánh bại Phạm Tiện, chưa nhận ra sự thay đổi nhỏ trong nét mặt của Hứa Mộ Nghiên. Vương Hạo Nhiên lại chú ý đến những chi tiết này, thầm mừng trong lòng. Hai cậu cũng đến rồi à? Ngẩng đầu lên, đừng có che che giấu giấu. Ngay lập hai tức, cái đầu heo xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hứa Mộ Nghiên giật mình, không nỡ nhìn. Sao lại bị đánh thành ra thế này? Ra tay tàn nhẫn quá. Theo tôi thấy thì cả hai bên đều có lỗi. Hay là như thế này đi, Sở Bạch xin lỗi Phạm Tiện ba người bọn họ, còn tiền thuốc men của họ tôi trả, chuyện này coi như xong. Mọi người thấy sao? Được, không vấn đề gì, tôi đồng ý. Đại ca đã lên tiếng rồi. Phạm Tiện, Phạm Thông và Tần Thư Sinh đương nhiên là ủng hộ vô điều kiện. Có thể dàn xếp ổn thỏa là tốt nhất, nhưng nam chính sẽ dễ dàng xin lỗi phản diện sao? Đương nhiên là không thể. Nếu xin lỗi, cậu ta còn là nam chính nữa sao? Cố nhiên Sở Bạch rất cứng rắn đáp lại. Mẹ kiếp, tôi xin lỗi bọn họ à? Không thể nào. Sở Bạch chỉ cần nói câu xin lỗi thôi mà. Rõ ràng là bọn họ sai, tại sao tôi phải xin lỗi? Buồn cười thật đấy. Mơ, nam chính đa phần đều ra trường, hoàn toàn không nghe lời khuyên bảo. Sở Bạch chính là như vậy, ngay cả lời của Hứa Mộ Nghiên cũng không có tác dụng. Ký chủ phá hoại mối quan hệ giữa nam chính Sở Bạch và nữ chính Hứa ảnh hưởng Mộ Nghiên đến hướng đi của cốt truyện. Nhận được 200 điểm phản diện, độ hảo cảm của Hứa Mộ Nghiên đến một trong những nữ chính độ hảo cảm hiện tại của hai bên là không, giống như người xa lạ. Vương Hào Quang nam chính của Sở Bạch giảm 20, Vương Hào Quang phản diện của ký chủ tăng 20. Có hiệu quả thật này. Nghe thấy thông báo, Vương Hạo Nhiên thầm cười. Tuy nhiên, Vương Hạo Nhiên Vương Hạo Quang nam chính của Sở Bạch mới chỉ giảm 20, vẫn còn lâu mới đủ. Vương Hạo Nhiên xem qua bảng thuộc tính, Vương Hạo Quang phản diện 99 trước đó đã tăng lên 119, tăng lên một chút xíu. Có thể thấy là Vương Hạo Nhiên gọi đại ca đàn em ra một góc nói chuyện. Hôm qua là chúng ta trước đây chỉ nghe nói hắn ta biết đánh nhau, nhưng không ngờ lại giỏi như vậy. Chết tiệt, đại ca, hôm nay tan học tôi sẽ gọi thêm mấy anh em nhất nữa, định đánh Sở Bạch thành đầu heo. Im hết đi, cầm miệng. Nếu tôi cứ làm theo mầu tít của tác giả não tàn kia, chẳng phải chắc chắn sẽ toi đời sao? Đại ca đã nói với tôi rồi, không có sự cho phép của anh ấy, không được động vào Sở Bạch. Hai người đừng nhắc đến chuyện này nữa. Vậy chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy sao? Đương nhiên là không thể. Hóa ra đại ca đã có cách đối phó với Sở Bạch rồi. Chuyện này còn phải nhờ đến các cậu. Đại ca cứ dặn dò đi. Ba tên đàn em bày ra vẻ sẵn sàng xả thân vì đại ca. Các cậu đi báo với giáo viên, nói là bị Sở Bạch đánh. Rõ, đại ca. Chúng tôi đi ngay. Đại ca, anh nói gì cơ? Báo với giáo viên. Phạm Tiện lập tức giành nói, nhưng nói được một nửa liên nhận ra có gì đó sai sai. Phạm Thông và Tần Thư Sinh cũng ngây người ra. Là đại ca trưởng, ba tên đàn em dưới trướng làm như vậy rất mất mặt đó. Sao vậy? Nhìn gì mà nhìn? Các bạn học vì một số mâu thuẫn mà xảy ra ẩu đả, báo với giáo viên để giải quyết là cách xử lý tốt nhất. Chẳng lẽ các cậu nghĩ tôi sẽ gọi người đến chém hắn ta? Xin đấy, tôi là con nhà giàu, từ nhỏ đã được giáo dục tốt, vừa ngoan vừa học giỏi, là học sinh giỏi top 10 toàn trường.
chứ có phải xã hội đen đâu. Phạm Tiện, Phạm Thông và Tần Thư Sinh nhìn nhau, không nói được lời nào. Thế là ba người cùng nhau đến phòng giáo dục. Chuông vào học vừa vang lên, Sở Bạch đã bị phó chủ nhiệm phòng giáo dục hung dữ gọi đi. Ngay sau đó, một mỹ nữ xuất hiện ở cửa lớp, chính là cô giáo chủ nhiệm kiêm giáo viên tiếng Anh xinh đẹp của chúng ta. Năm nay 24 tuổi, khi cô ấy phát hiện trong lớp thiếu 4 người, liền có chút bực mình. Mỹ nữ quả là mỹ nữ, ngay cả khi tức giận cũng đẹp mắt. Cô Tống này chẳng lẽ cũng là một trong những nữ chính? Theo mô típ, một nữ chính giáo viên xinh đẹp đạt tiêu chuẩn. Vương Hạo Nhiên rất muốn hệ thống xác nhận, nhưng tiêu tốn 100 điểm phản diện thật sự khiến người ta đau lòng. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thôi. Sở Bạch, Phạm Tiện, Phạm Thông và Tần Thư Sinh, ai biết bốn người họ tại sao không đến lớp? Cô Tống, Sở Bạch đã đánh Phạm Tiện, Phạm Thông và Tần Thư Sinh một trận. Đánh bọn họ bầm dập hết cả, gần như biến dạng luôn. Vừa nãy phó chủ nhiệm phòng giáo dục đến, gọi cả bốn người bọn họ đi rồi. Vương Hạo Nhiên đứng dậy báo cáo, thêm dầu vào lửa. Cái gì? Đánh nhau? Vương Hạo Nhiên, cậu quản lý kỷ luật trong lớp đi. Nói xong, Tống Chân Ngữ tức giận bỏ ra khỏi lớp. Đàn em bị đánh, ký chủ chọn cách báo với giáo viên, thay đổi đôi chút hướng đi của cốt truyện, nhận được 200 điểm phản diện. Điểm phản diện hiện tại của ký chủ đã vượt quá 500. Hệ thống siêu thị tự động mở. Bây giờ tôi có 600 điểm phản diện, có thể đổi cái được. Cái gì? Hiển thị hết cho tôi. Thưa ký chủ, 600 điểm phản diện không thể đổi bất kỳ vật phẩm nào. Vật phẩm rẻ nhất trong siêu thị cần 1000 điểm phản diện. Khuyên ký chủ nên chọn quay thưởng, mỗi lần quay thưởng chỉ tốn 500 điểm phản diện. Ký chủ có cơ hội nhận được phần thưởng cấp sang chảnh. Tuy nhiên, cũng có thể không quay chúng được gì, còn phải tích thêm 400 nữa mới đổi được vật phẩm, mà có thể cũng không đổi được thứ tôi muốn. Vậy quay thưởng luôn đi. Giao diện hệ thống xuất hiện một vòng quay quay rất nhanh và có kết quả ngay. Chúc mừng ký chủ may mắn bùng nổ, quay trúng đôi mắt đào hoa trị giá 1500, có sử dụng ngay không? Đồ tốt đấy, đàn ông mà có mắt đào hoa, phụ nữ sẽ sử dụng ngay. Đã sử dụng đôi mắt đào hoa, sau khi sử dụng anh nhận ra chỉ số sức hút đã tăng từ 198 lên 268, đi tìm Hứa Mộ Nghiên thử xem có gì khác biệt. Anh, Vương Hạo Nhiên rõ ràng cảm thấy. Hứa Mộ Nghiên nhìn mình nhiều hơn. Sao bạn cứ nhìn tôi thế? Mặt tôi có gì à? À không, chỉ là thấy mắt bạn đẹp quá thôi. Hứa Mộ Nghiên vừa dứt lời liền vội vàng rời mắt đi. Vẻ em thẹn của thiếu nữ tuổi xuân thật sự rất cuốn hút. Độ hảo cảm của Hứa Mộ Nghiên đến một trong những nữ chính đến đối với ký chủ tăng 10. Độ hảo cảm hiện tại là 20, rất thân thiện. Vầng hào quang nam chính của Sở Bạch giảm, vầng hào quang phản diện của ký chủ tăng, xem ra đôi mắt đào hoa này khá hữu dụng. Tốt tốt, chỉ số sức hút cũng có sự thay đổi. Trung tan học vang lên, Vương Hạo Nhiên thấy Sở Bạch bốn người vẫn chưa quay lại, liền đi thẳng đến phòng giáo dục xem náo nhiệt. Phó chủ nhiệm Nghiêm chặn thấy có học sinh đến xem náo nhiệt, định quát, nhưng nhìn thấy Vương Hạo, Nghiêm liền lập tức nuốt lời vào bụng. Sở Bạch, nói lời ngon ngọt với cậu tôi đi. Chống đối à? Một khi tôi báo cảnh sát, chuyện sẽ lớn đấy, cậu có thể sẽ bị ghi vào hồ sơ, còn bị đuổi học nữa. Cậu đồng ý hay không? Nghiêm chặn thấy tình hình đang giằng co, liền dùng lời lẽ đe dọa. Thầy Nghiêm, làm như vậy, tương lai của Sở Bạch sẽ bị hủy hoại hết, không thể làm như vậy được. Cô Tống, cơ hội tôi đã cho cậu ta rồi, là cậu ta tự chúc lấy, trách ai được. Vì Sở Bạch ra tay quá tàn nhẫn, đã thuộc dạng phòng vệ quá mức, Phạm Tiện bọn họ yêu cầu được tát lại một cái, nếu không sẽ báo cảnh sát. Xử lý, Sở Bạch sao có thể đồng ý, nam chính nào lại không cứng đầu vì chứ. Vì vậy, cậu ta thà để Phạm Tiện bọn họ báo xử lý. Cảnh sát, nhà trường đương nhiên không muốn dễ dàng hủy hoại cậu ta như vậy. Đột nhiên, Vương Hạo Nhiên nhìn thấy một ông lão râu tóc bạc phơ, đi thẳng về phía phòng giáo dục. Vương Hạo Nhiên nhận ra đây là hiệu trưởng. Mê mông, ông hiệu trưởng này đột nhiên chạy đến đây làm gì? Bình thường chẳng thấy đâu, đột nhiên xuất hiện ở đây chẳng lẽ là... Thầy hiệu trưởng, thầy đến phòng giáo dục có việc gì sao? Nếu có, em có thể giúp đỡ. Không có gì, tôi đi dạo thôi. Hiệu trưởng biết, Vương Hạo Nhiên là nhân vật nổi tiếng trong trường, nên mỉm cười xua tay. Sau đó đi về phía phòng giáo dục. Hy vọng thật sự không có chuyện gì. Ơ, cậu bé, sao cháu lại ở đây? Lần trước chưa kịp cảm ơn cháu đã giúp ông lấy lại cái túi bị cướp. Không phải chứ, tên nhóc này lật kèo nhanh thế. Vương Hào Quang Nam chính vô lý thế sao? Tình tiết tiếp theo Vương Hạo Nhiên đều có thể đoán được. Ông hiệu trưởng khẳng định nhân phẩm của Sở Bạch, tỏ vẻ xử lý công bằng, nhưng thực chất là bênh vực Sở Bạch, dùng sự thông thái và kinh nghiệm của mình khuyên bảo Phạm Tiện bọn họ. Vương Hạo Nhiên không thể trơ mắt nhìn Sở Bạch dễ dàng thoát thân như vậy, suy nghĩ nhanh chóng, lập tức soạn một tin nhắn gửi cho Phạm Tiện. Nếu khăng khăng báo cảnh sát là vô nghĩa, vậy gây ra chút rắc rối nhỏ chắc không vấn đề gì. Mặc dù ông hiệu trưởng thiên vị Sở Bạch, nhưng xử lý mọi việc vẫn tương đối công bằng. Sau khi Phạm Tiện bọn họ thay đổi ý định, chọn cách đòi tiền thuốc men. Sau khi bàn bạc, Sở Bạch bồi thường 10.000 tiền thuốc men cho mỗi người, tổng cộng 30.000. Đại ca, em làm tốt chứ? Còn em nữa, ba tên đàn em này đầu óc không được linh hoạt, không làm hỏng việc đã là tốt lắm rồi, nên khen ngợi một chút. Vương Hạo Nhiên ngoài khen ngợi, còn lấy điện thoại ra chuyển cho mỗi người 50.000. Anh, bố ơi, anh chính là cha nuôi của em, cha ruột của em yêu anh chết mất. Em cũng vậy. Hoàn cảnh gia đình của họ đều bình thường, đột nhiên được 50.000, đương nhiên là vui mừng khôn xiết. Lúc này, Sở Bạch đi ngang qua, dùng ánh mắt đầy thù hận nhìn chằm chằm Vương Hạo Nhiên. 30.000 tiền bồi thường khiến gia đình vốn đã không giàu có của cậu ta càng thêm túng quẫn. So với Phạm Tiện ba người, cậu ta càng hận Vương Hạo Nhiên hơn. Cậu ta kiên quyết cho rằng chuyện Phạm Tiện bọn họ chặn đường là do Vương Hạo Nhiên sai khiến.
Vương Hạo Nhiên, cậu cứ chờ đấy. Tôi có dị năng nhìn xuyên thấu, đạt đến đỉnh cao nhân sinh chỉ là vấn đề thời gian. Chờ tôi giàu có rồi, tôi nhất định sẽ giẫm đạp cậu dưới chân, hành hạ cậu, khiến cậu nhà tan cửa nát, cứ chờ đấy. Hiện tại cậu ta đương nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, vì sợ Bạch biết nhà Vương Hạo Nhiên quá giàu. Xã hội này có tiền là ông nội, có tiền là có quan hệ. Đại ca, Hứa Mộ Nghiên gọi Sở Bạch đến cầu thang nói chuyện kìa. Ý cậu là, cậu ta không định nói chuyện này cho người nhà biết sao? Nhà tớ biết tớ đánh nhau cũng chẳng sao. Dù sao tớ cũng đâu phải lần đầu đánh nhau, nhưng nếu biết tớ phải bồi thường 30.000 tiền thuốc men, tớ chắc chắn sẽ bị đánh cho một trận. Bố tớ hung dữ lắm. Sở Bạch nói dối rất tự nhiên, là một người tự trọng cao, cậu ta không muốn để cô gái mình thích biết. Nhà mình ngay cả 30.000 cũng khó khăn là mới có. 30.000 tiền thuốc men đó không phải là con số nhỏ, tớ có thể giúp cậu. Mẹ kiếp, Vương Hào Quang Nam chính bá đạo thật đấy. Độ hảo cảm của Hứa Mộ Nghiên đối với Sở Bạch đã bằng không rồi, vậy mà còn chủ động tìm Sở Bạch nói muốn giúp cậu ta. Không cần đâu, tớ tự có cách giải quyết. Thật, thật sao? Thật, tớ có khá tiền tiết kiệm, đều là tiền mừng tuổi và quà sinh nhật tích góp được, tớ có thể lo được. Sở Bạch lại nói dối, nhưng lại tỏ ra rất tự tin. Xem ra tên này định dùng dị năng nhìn xuyên thấu để kiếm tiền. Hứa Mộ Nghiên, hai người đang nói gì vậy? Chẳng phải Sở Bạch phải bồi thường tiền thuốc men sao? Tớ hỏi cậu ấy xem có cần giúp đỡ không? Dù sao nói đi nói lại, chuyện này xảy ra cũng có một phần lỗi của tớ. Độ hảo cảm của Hứa Mộ Nghiên đối với Vương Hạo Nhiên vẫn khá tốt, nên cô ấy cũng không giấu giếm. Vậy à, tớ cũng có thể giúp. Không cần đâu, cậu đừng có giả vờ tốt bụng nữa. Sao cậu lại nói như vậy? Vương Hạo Nhiên cũng chỉ có ý tốt thôi. Xem ra cậu hiểu lầm tôi rất sâu rồi. Cậu cho rằng phản tiện bọn họ chặn đường là vì tôi ghen tị cậu và Hứa Mộ Nghiên thân thiết với nhau, nên mới sai bọn họ dạy dỗ cậu. Chẳng phải như vậy sao? Haha, tôi muốn hỏi cậu một câu. Cậu có điểm nào hơn tôi? Ngoại hình, học tập hay là gia thế? Nếu hai chúng ta cùng theo đuổi Hứa Mộ Nghiên, chẳng lẽ cậu cho rằng cậu có thể hơn được tôi sao? Tự tin ở đâu ra mà cho rằng tôi sẽ ghen tị với cậu vậy? Nhìn cậu như vậy, chắc chắn là cho rằng những gì tôi nói là đúng. Vậy thì nếu là vậy, tại sao tôi phải sai người đánh cậu? Sở Bạch đỏ mặt, không nói được lời nào để phản bác. Ký chủ thành công đã kích sự tự tin của nam chính Sở Bạch. Điểm Vương Hào Quang nam chính của Sở Bạch giảm 10, điểm Vương Hào Quang phản diện của ký chủ tăng 10. Cũng được, không ngờ chỉ định mỉa mai Sở Bạch một chút, vậy mà lại có thêm thu hoạch bất ngờ. Hứa Mộ Nghiên, vừa rồi tớ chỉ đang giả định thôi. Cậu đừng nghĩ nhiều, trước đó tớ đã nói với cậu rồi, bây giờ tớ chỉ muốn tập trung học hành, tạm thời chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. Hơn nữa hoa khôi trong trường cũng đâu chỉ có mỗi cậu. Cho dù có yêu đương, tớ cũng sẽ không tìm bạn cùng lớp, dù sao thỏ không ăn cỏ gần hang mà. Hứa Mộ Nghiên chỉ nhìn Vương Hạo Nhiên, không nói gì, bĩu môi, không biết đang nghĩ gì. Mê mơn, ký chủ khiến Hứa Mộ Nghiên đến một trong những nữ chính. Nhận được 200 điểm phản diện, Vương Hào Quang nam chính của Sở Bạch giảm, Vương Hào Quang phản diện của ký chủ tăng. Hứa Mộ Nghiên vậy mà lại ghen, mà cũng đúng, cô ấy xinh đẹp như vậy, hát bo trường lại nói trước mặt cô ấy là nữ sinh lớp khác giống cô ấy hơn, không ghen mới lạ. Hệ thống, mở bảng thuộc tính. Giờ nghỉ trưa, Sở Bạch định đi tìm Hứa Mộ Nghiên, giả vờ hỏi bài, lợi dụng cơ hội để kéo gần khoảng cách hai người. Nhưng cậu ta vừa nhấc mông khỏi ghế, liền tức giận ngồi xuống. Tên Vương Hạo Nhiên chết tiệt này, cậu có thể đổi chỗ ngồi được không? Bạn nữ cùng bàn với Hứa Mộ Nghiên cũng là một mỹ nữ đấy. Nếu Hứa Mộ Nghiên được 95 điểm, thì cô ấy được 90 điểm. Nghe thấy giọng nói của Vương Hạo Nhiên, cô gái khẽ ngẩng đầu lên, tim đập nhanh, sợ bị phát hiện ra, lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Tớ tên là Ôn Tĩnh. Giọng nói xen lẫn chút thất vọng. Ôn Tĩnh đúng không? Tớ nhớ rồi, câu nói đơn giản này. Ôn Tĩnh nghe vào tai, cảm giác ngọt ngào như mật. Sau khi đi đến chỗ ngồi của Vương Hạo Nhiên, cô ấy cẩn thận ngửi, hương thơm thoang thoảng còn sót lại, dường như có chút say mê. Bạn Ôn Tĩnh, bài toán này tớ không biết làm, bạn có thể dạy tớ không? Mà cũng đúng thôi, cậu ta xinh đẹp như vậy, hát bo của trường lại trước mặt cậu ta nói nữ sinh lớp khác giống cậu ta hơn, không ghen mới lạ. Hệ thống mở bảng thuộc tính. Thời gian nghỉ trưa, Sở Bạch muốn đi tìm Hứa Mộ Nghiên giả vờ hỏi bài, mượn cơ hội kéo gần mối quan hệ hai người. Nhưng mà mong cậu vừa rời khỏi ghế, liền mang theo tức giận ngồi xuống. Tên Vương Hạo Nhiên đáng chết này, cái đó có thể đổi chỗ không? Hứa Mộ Nghiên, bạn cùng bàn nữ này cũng là một mỹ nữ đấy. Nếu Hứa Mộ Nghiên được 95 điểm, thì cô ấy được 90 điểm. Nghe thấy giọng Vương Hạo Nhiên, nữ sinh hơi ngẩng đầu lên, nhịp tim bỗng nhiên tăng nhanh, sợ bị nhìn ra sự khác thường, lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Tôi tên là Ôn Tĩnh. Giọng nói xen lẫn cảm xúc thất vọng. Ôn Tĩnh à, tôi nhớ rồi câu nói đơn giản này. Ôn Tĩnh nghe vào tai, cảm giác như được ăn mật vậy, ngọt ngào. Đi đến chỗ ngồi của Vương Hạo Nhiên, cẩn thận ngửi, mùi hương thoang thoảng còn sót lại kia, hình như có chút mê mẩn. Bạn Ôn Tĩnh, đến bài toán này tôi không biết làm, bạn có thể dạy tôi không? Ôn Tĩnh không muốn để ý đến Trần Tử Thực, chỉ viết cách giải một lần, rồi đưa cho Trần Tử Thực tự mình hiểu. Tôi muốn học bài rồi. Trần Tử Thực thất vọng trở về chỗ ngồi. Trần Tử Thực, cậu thích cô ấy à? Ớt cay, cậu đừng nói bậy. Đừng giả vờ nữa, tớ đều nhìn ra rồi, cậu mà nói lung tung tớ sẽ không tha cho cậu đâu. Yên tâm, tớ cũng nói cho cậu một bí mật, tớ thích Hứa Mộ Nghiên, chúng ta huề nhau rồi, xem ra chúng ta đồng cảnh ngộ rồi. Tớ với cậu không giống nhau, tớ sớm muộn gì cũng sẽ theo đuổi Hứa Mộ Nghiên thành công. Sớm muộn gì cô ấy cũng là người phụ nữ của tớ. Cậu xem, Vương Hạo Nhiên và Hứa Mộ Nghiên lúc nào cũng cùng nhau thảo luận bài tập, còn nói cười cười nữa, không chừng họ sẽ nảy sinh tình cảm đấy. Liên quan gì đến cậu chứ? Tên Vương Hạo Nhiên đó chỉ là một tên khốn dám làm không dám nhận, sớm muộn gì tớ cũng sẽ vạch trần bộ mặt thật của hắn. Đến lúc đó Hứa Mộ Nghiên mới không thèm để ý đến hắn. Vương Hạo Nhiên thật sự rất đáng ghét, cứ đến chỗ ngồi của Ôn Tĩnh làm phiền cô ấy nghỉ ngơi. Cậu cố lên, theo đuổi được Hứa Mộ Nghiên nhé. Cảm ơn, mượn lời tốt lành của cậu,
Nếu Hứa Mộng Nhiên trở thành bạn gái của tớ, tớ nhất định sẽ nhờ cô ấy nói giúp cậu vài lời tốt đẹp trước mặt Ôn Tĩnh. Với mối quan hệ của hai người họ, đến lúc đó cậu cũng có hy vọng theo đuổi được Ôn Tĩnh. Anh em tốt cả đời. Cũng ly nào. Được rồi, Trần Tử Thực nhất thời kích động, tăng thêm hào cảm với Sở Bạch. Tình bạn của đàn ông đôi khi đến nhanh như vậy đấy. Cậu phải bồi thường cho Phạm Kiến, Phạm Thông và Tần Thọ Sâm ba tên ngốc đó 3 vạn tiền thuốc men. Số tiền này không nhỏ đâu, bố mẹ cậu mà biết chắc chắn sẽ rất tức giận đấy. Cậu nghĩ ra cách nói chưa? Mối quan hệ của Trần Tử Thực và Sở Bạch trở nên thân thiết, cũng bắt đầu quan tâm đến rắc rối của Sở Bạch. Ngày mai được nghỉ, tớ tự có cách giải quyết. Bố không định đi cướp chứ? Cậu nhớ ra cảnh của Sở Bạch rất khó khăn. Đương nhiên không phải. Bố định đi thắng. Đánh bạc á? Không đáng tin cậy đâu. Cậu không nghe nói 10 người đánh bạc 9 người thua sao? 10 người đánh bạc 9 người chẳng phải còn một người thắng sao? Bố chính là ngày mồng 1 tháng 10 đó. Hơn nữa bố nắm chắc phần thắng, chỉ là vốn ban đầu còn hơi thiếu. Cậu có tiền cho bố vay một ít không? Có, 1.000. Ôi, cậu giàu thế. Gì chứ, gia cảnh nhà tớ rất bình thường. Đây là tiền tớ tiết kiệm ăn uống cả nửa năm mới có được. Định đợi Ôn Tĩnh sinh nhật tháng này, mua một món quà tặng cô ấy. Cậu cho tớ mượn tiền để xoay sở trước đi. Tớ nhất định sẽ trả cậu trước sinh nhật Ôn Tĩnh. Mẹ mơ, được rồi. Vậy cậu nhất định phải trả đúng hẹn đấy. Yên tâm, đến lúc đó nhất định sẽ trả cậu. Nếu tớ không trả được, tớ sẽ chặt đầu cho cậu làm ghế ngồi. Cổng trường, một chiếc Kali Nan cực kỳ nổi bật. Vương Hạo Nhiên trong ánh mắt ghen tị, đố kỵ và ngưỡng mộ, si mê của mọi người. Chui vào trong chiếc Kali Nan, đến văn phòng thám tử tư gần nhất. Tài xế không hỏi gì, trực tiếp lái xe đi theo dõi Sở Bạch. Báo cáo hành tung của cậu ta theo thời gian thử. Xin lỗi, chúng tôi là văn phòng thám tử chính quy, không làm tập Azoshi. Tôi trả gấp 3. Nghe thấy Vương Hạo Nhiên trả gấp 3, đối phương lập tức thay đổi sắc mặt, nhận đơn hàng. Ngày hôm sau, Vương Hạo Nhiên nhận được tin nhắn của văn phòng thám tử, nói Sở Bạch đã vào một sòng bạc ngầm. Xem ra mình đoán không sai, những ai thường xuyên xem anime đều biết, nhân vật chính có dị năng nhìn xuyên thấu muốn kiếm tiền nhanh, không phải đi đánh bạc đá thì cũng là đi đánh bạc, mà Thanh Lâm không có sòng bạc đá. Ngay sau đó, Vương Hạo Nhiên liền bảo tài xế lái xe đến sòng bạc ngầm. Anh đẹp trai, anh muốn đổi bao nhiêu chip ạ? 50 vạn, 5. 50 vạn, anh chắc chắn chứ? Cô gái trẻ lập tức sững sờ. Sòng bạc ngầm này quy mô không lớn, khách đánh bạc đổi 50 vạn một lúc cô ấy vẫn là lần đầu tiên gặp. Quẹt thẻ đi, mật khẩu 6 số 6. Vương Hạo Nhiên cũng không nói nhảm, trực tiếp đưa thẻ ra. Cô gái nhận lấy thẻ, trực tiếp quẹt thẻ thành công. Nhìn cách ăn mặc của anh ta, chắc là cậu ấm nhà giàu mới đến. Đây chính là con cừu béo. Anh đẹp trai, anh muốn chơi gì? Tôi có thể giới thiệu cho anh. Cô gái trẻ nhiệt tình như lửa, như không có xương vậy, trực tiếp ngã vào người Vương Hạo Nhiên, nhưng chưa chạm vào Vương Hạo Nhiên đã bị dịch chuyển sang một bên. Tôi không thích cách chơi ở đây. Tôi muốn đánh bạc theo cách của tôi, 50 vạn chip, một ván quyết định thắng thua. Anh đẹp trai, anh chơi lớn vậy. Tôi thấy ở đây không có khách đánh bạc nào dám nhận đâu. Cô có thể đi hỏi ông chủ của các cô, xem ông ta có hứng thú không. Cô gái trẻ lập tức đi truyền lời. Vài phút sau, cô ấy quay lại, mời Vương Hạo Nhiên đến một phòng chơi bài riêng. Bạn ơi, tôi nhận, cậu nói xem đánh bạc thế nào. Chơi 3 lá đi, nhưng mà mỗi người chỉ được chia một lá bài. Ai có bài lớn hơn thì người đó thắng. Sakun nhìn Vương Hạo Nhiên một cái thật sâu. Hừ, Vương Hạo Nhiên và Sakun mỗi người rút một lá bài. Vương Hạo Nhiên bình tĩnh ung dung, cũng không vội xem bài. Sakun cẩn thận mở bài, khi nhìn thấy là ác cơ. Xích chút nữa vui mừng nhảy dựng lên khỏi Vương ghế. Hạo Nhiên, nếu muốn thắng, trừ khi bài của cậu ta là ác bích, đến lượt cậu mở bài rồi. Tôi không tin bài của cậu là ác bích. Vương Hạo Nhiên mở một góc bài, liếc nhìn, sắc mặt lập tức trở nên kỳ lạ. Không ngờ vận may của mình lại tốt như vậy, tiếc là mình không phải đến để thắng tiền. Xem ra vận may của tôi kém quá. Cậu thắng rồi, Vương Hạo Nhiên cũng không lật bài, trực tiếp ném lá bài vào bộ bài. Bạn ơi, cậu chơi lớn vậy, vừa rồi tôi còn tưởng cậu là bịp bợ đến để phá đám. Tôi không phải là bịp bợ, nhưng vừa rồi tôi có nhìn thấy một tên bịp bợ vào sòng bạc của anh, Vương Hạo Nhiên nói. Đi vào vấn đề chính, đây mới là mục đích thực sự của cậu ta. Thua 50 vạn chỉ là để lấy lòng, thua để lấy thiện cảm mà thôi. Luật lệ của sòng bạc tôi, ai dám bịp bợ thì chặt một tay. Cậu nói tên bịp bợ đó là ai? Tôi bắt được hắn ra nhất định sẽ không tha cho các người. Ở đây chắc là có camera giám sát chứ? Đương nhiên, đây là thiết bị cần thiết. Vậy có thể dẫn đường cho tôi xem không? Bạn ơi, người cậu nói hình như không có vấn đề gì. Đây là đệ tử ruột của một tay bịp bợm lão luyện. Thủ đoạn bịp bợm của hắn ta quá cao siêu, dù cậu có nhìn chằm chằm bên cạnh hắn ta cũng không thể nhìn ra được, huống chi là xem camera giám sát. Cậu có thể cho người kiểm tra vốn ban đầu của người này khi vào là bao nhiêu, bây giờ đã thắng được bao nhiêu. Sắc cũng lập tức cho người đi kiểm tra. Rất nhanh đã có tin tức, Sở Bạch khi đến đã đổi 1.200 chip, hiện tại đã chơi 19 ván, thành tích là 10 thắng 9 thua. Dữ liệu bình thường, nhưng cậu ta đã thắng 16.000. Thằng nhóc này vận may tốt quá nhỉ. Vận may đúng là tốt, hơn nữa tôi đoán vận may của cậu ta sẽ tiếp tục tốt, cho đến khi số tiền cậu ta thắng ít nhất là hơn 3 vạn. Ý cậu là gì? Nghe nói rất nhiều tay bịp bợm để tránh rủi ro đều sẽ tự đặt ra quy tắc cho mình. Mà quy tắc của cậu ta, tôi tình cờ biết được. Vương Hạo Nhiên nhận thấy lông mày của Sát Quân càng lúc càng nhíu chặt, cũng biết là lần trước tôi chơi ở sòng bạc khác, tình cờ biết được tên bịp bợm đó. Hôm nay nhìn thấy ở đây, nên tiện miệng nói một câu. Thực ra chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi còn có việc, đi trước đây. Lần sau tôi sẽ đến chơi tiếp. Vương Hạo Nhiên nói xong liền rời khỏi sòng bạc. Sát Cun cho người theo dõi Sở Bạch. Quả nhiên như Vương Hạo Nhiên đã nói, số chip của Sở Bạch không ngừng tăng lên.
thắng được khoảng 35.000 thì dừng lại. Quả nhiên là bịp bợm. Tôi có thể nhìn xuyên thấu, chẳng phải sòng bạc này là máy rút tiền của tôi sao? Ha ha, không chơi nữa, đổi hết thành tiền mặt cho tôi. Nhóc con, dám bịp bợm ở sòng bạc của Saku này. Cậu chán sống rồi à? Tôi bịp bợm thế nào? Anh chỉ ra cho tôi xem nào. Sở Bạch hơi chột dạ, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Tuy cậu ta đúng là có bịp bợm, nhưng căn bản không tìm ra được bằng chứng. Câu này phải là tôi hỏi anh mới đúng, bắt cậu ta lại cho tôi. Chắc chắn chứ đại ca. Đại ca, anh không sao chứ? Saku ông chỗ đó đau đến mức nghiến răng nghiến lợi. Hắn ta không ngờ một thằng nhóc nhìn chưa đến 20 tuổi ra tay lại tàn nhẫn như vậy. Đuổi theo, mau đuổi theo, bắt cậu ta lại. Ia, ký chủ đã thành công ngăn cản nhân vật chính Sở Bạch kiếm được khoản tiền đầu tiên. Vâng, hào quang nhân vật chính của Sở Bạch giảm 20, vâng, hào quang phản diện của ký chủ tăng 20, vâng, nhận được 200 điểm phản diện. Bận rộn một hồi tiêu 50 vạn, quả nhiên vẫn có thu hoạch. Hệ thống, xem bảng, 500 điểm phản diện vừa đủ để rút thăm một lần, nhưng mà thôi vậy, để dành sau này tra thông tin đi. Thứ hai, học bình thường. Vương Hạo Nhiên phát hiện trong ngăn bàn toàn là thư tình tỏ tình, trong đó có một bức thư tình không ghi tên, chữ viết khiến cậu ta cảm thấy hơi quen mắt, nhưng cậu ta cũng không truy cứu. Bên kia, Sở Bạch cũng đến lớp, chỉ là sắc mặt của cậu ta rất tệ. Hai ngày nghỉ vừa rồi cậu thắng được tiền không? Vốn dĩ đã thắng được hơn 3 vạn, nhưng mà gặp chút sự cố, mất hết rồi. Chẳng phải cậu nói chắc chắn sẽ thắng sao? Sao lại thua rồi? Bao giờ thì trả cho tớ 1.000 tệ? Cuối tháng này tớ còn phải tặng quà cho Ôn Tĩnh nữa. Cậu đừng giận, không phải còn một thời gian nữa mới đến sinh nhật Ôn Tĩnh sao? Tớ nhất định sẽ nghĩ cách trả cậu. Miệng thì nói hay lắm, tuy tình cảm của đàn ông đến nhanh, nhưng cũng rất dễ xảy ra mâu thuẫn vì phụ nữ. Đại ca Sở Bạch và Trần Tử Thực suýt chút nữa đã cãi nhau. Họ nói gì vậy? Phạm Thông đem nội dung cuộc trò chuyện của hai người kể lại rõ ràng cho Vương Hạo Nhiên nghe. 1.200 vốn ban đầu của Sở Bạch, trong đó có 1.000 vậy mà lại là đi vay Trần Tử Thực. Mối quan hệ của hai người này cũng khá tốt đấy chứ. Vậy thì Trần Tử Thực này rất có thể là nhân vật phụ trong phe nhân vật chính. Hệ thống, tra thông tin của Trần Tử Thực. Tra cứu sẽ tiêu tốn 100 điểm phản diện, có tra cứu không? Có, quả nhiên là vậy. Hệ thống, nhân vật phụ quan trọng thuộc phe nhân vật chính, nếu tôi phá hoại mối quan hệ giữa họ, có thể nhận được điểm phản diện và điểm vâng hào quang không? Hệ thống, thao tác kiểu này sẽ ảnh hưởng đến cốt truyện gốc, có thể nhận được điểm phản diện và điểm vâng hào quang làm phần thưởng. Hiểu rồi, Vương Hạo Nhiên âm thầm gật đầu, sau đó bắt đầu suy nghĩ. Trần Tử Thực hiện tại đang có chút mâu thuẫn với Sở Bạch, mà điểm mấu chốt chính là Ôn Tĩnh. Đúng rồi, bức thư tình không ghi tên của Ôn Tĩnh trước đó chẳng phải là chữ viết của Ôn Tĩnh sao? Thầm mến mình sao? Vậy thì dễ rồi. Giờ nghỉ trưa, Vương Hạo Nhiên nhân lúc Hứa Mộ Nghiên không có ở đó, đến trước mặt Ôn Tĩnh. Hứa Mộ Nghiên bị giáo viên gọi đi chấm bài tập rồi. Tôi đến tìm cậu. Tìm tôi làm gì? Đây là cậu viết phải không? Không phải tôi viết, thư tình không phải tôi viết. Vậy sao? Nhưng chữ viết trên thư tình này sao lại giống hệt chữ viết của cậu vậy? Nếu tôi đã gây ra rắc rối cho cậu, tôi xin lỗi cậu. Sau này tôi sẽ không làm vậy nữa. Xin lỗi, xin lỗi. Giọng điệu và thần thái của Ôn Tĩnh vô cùng hèn mọn. Thầm mến chính là như vậy, càng thích một người thì tư thế càng hèn mọn. Văn phòng của cậu cũng không tệ. Sau khi tan học buổi tối, tôi đợi cậu ở cổng trường, nhưng đừng nói cho ai biết nhé. Tan học buổi tối cậu ta đợi tôi, ý gì vậy? Là ý đó sao? Ôn Tĩnh có chút không dám tin. Cả buổi chiều đều chìm đắm trong niềm vui sướng không thể nào quên. Cổng trường, một chiếc Kalinan đang đợi. Ôn Tĩnh biết đó là xe chuyên chở Vương Hạo Nhiên. Cô ấy cảm thấy mình và Vương Hạo Nhiên giống như thường dân và hoàng tử quý tộc, khoảng cách không phải là nhỏ. Để xe đạp đại chúng đi, tôi đưa cậu đến một nơi. Đến đâu vậy? Đến rồi cậu sẽ biết. Cổng khách sạn 5 sao. Đến đây làm gì vậy? Cùng nhau làm bài tập chứ. À, được rồi. Đến phòng. Ôn Tĩnh vô cùng gò bó và ngại ngùng. Cậu thích tôi lắm phải không? Mê mơn, thích đến mức nào? Trên thư tình tôi viết cho cậu đều viết hết rồi. Chỉ cần có thể làm bạn gái của tôi, sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho tôi, là như vậy phải không? Vương Hạo Nhiên tóm tắt tư tưởng trong thư tình, sau đó thử thăm dò tôi cũng không ngại nói thẳng với cậu. Tôi không phải người tốt, vì tôi không định chỉ yêu một người bạn gái cùng lúc. Kể cả như vậy, cậu vẫn thích tôi chứ? Ôn Tĩnh sững sờ, vẫn khẳng định gật đầu. Thích. Vương Hạo Nhiên đại khái đã nắm được mức độ thầm mến của Ôn Tĩnh dành cho mình. Nói hay thì là hèn mọn, nói khó nghe thì là liếm láp. Quá nhiều nữ sinh thích tôi, hơn nữa còn rất nhiều người xinh đẹp, lựa chọn của tôi rất nhiều. Cậu không có ưu điểm gì cả, nhưng nếu cậu muốn làm bạn gái của tôi có thể thỏa mãn cậu, nhưng tôi có một số yêu cầu. Chỉ cần cậu xấu phạm bất kỳ điều nào, chúng ta sẽ chia tay. Vương Hạo Nhiên nói xong, chờ đợi câu trả lời của Ôn Tĩnh. Cậu nói đi. Thứ nhất, mối quan hệ của chúng ta không công khai. Thứ hai, ngoài cậu ra tôi có thể có bạn gái khác, nhưng cậu phải chung thủy với tôi. Thứ ba, khi tôi theo đuổi nữ sinh khác, cậu không được phá rối. Khi cần thiết, tôi có thể cần cậu hỗ trợ. Thứ tư, chỉ được tôi đá cậu không được đá tôi. Thứ năm, tạm thời tôi chưa nghĩ ra. Nghĩ ra rồi sẽ bổ sung sau. Vương Hạo Nhiên nói xong, Ôn Tĩnh ngây ngẩn cả người, thậm chí còn có chút tức giận. Chàng trai mà mình thích bấy lâu nay, hóa ra lại là tên cặn bã trong những tên cặn bã. Đương nhiên, chỉ cần tôi có thời gian, tôi sẽ cố gắng hết sức hẹn hò với cậu. Lễ Tết, sinh nhật đều sẽ tặng quà cho cậu, định kỳ cho cậu tiền tiêu vặt, đừng hỏi cho bao nhiêu, nói chung cậu nhất định sẽ hài lòng.
Ngoài ra, thành tích học tập của cậu cũng không tệ, nhưng muốn vào một trường đại học trọng điểm thì vẫn còn thiếu một chút điểm. Chuyện này tôi có thể giúp cậu, nhất định sẽ cho cậu vào được trường đại học mơ ước. Và chỉ cần cậu không xáo phạm yêu cầu của tôi, kể cả tôi vì chán mà đá cậu, nhưng sau khi cậu tốt nghiệp đại học, vẫn sẽ sắp xếp cho cậu một công việc lương tháng ít nhất 5 vạn. Tôi nói xong rồi. Nếu cậu không đồng ý, cửa kia, tự nhiên nếu đồng ý thì ở lại. Ôn Tĩnh do dự vài giây, đi về phía cửa, nhưng lại không rời đi, mà là khóa cửa lại. Cậu nên mở cửa rời khỏi đây. Tại sao phải rời đi? Chàng trai này là giấc mơ của cô ấy bấy lâu nay. Bây giờ giấc mơ có thể biến thành hiện thực, kể cả có hèn mọn một chút thì đã sao? Huống chi cậu ta còn hứa hẹn nhiều lợi ích như vậy. Nhìn thấy sự lựa chọn của Ôn Tĩnh, Vương Hạo Nhiên cười, cậu ta xấu xa sao? Đương nhiên, đây chỉ là phẩm chất cơ bản của một tên phản diện mà thôi. Chẳng phải những tên phản diện kia dùng đủ mọi thủ đoạn để đối phó với nhân vật chính, cuối cùng đều không tránh khỏi kết cục bi thảm sao? Em là bạn gái thứ mấy của anh vậy? Người đầu tiên Ôn Tĩnh nghe xong, vô cùng vui mừng, cô ấy là một cô gái ngây thơ trong sáng, lớn đến trường này thậm chí chưa từng nắm tay con trai. Trần Tử thực thích cậu, cậu có biết không? Vậy sao? Chẳng trách ngày nào cậu ta cũng đến hỏi bài em. Phiền chết đi được, ngày mai nếu cậu ta còn hỏi em bài tập nữa, em nhất định sẽ không để ý đến cậu ta. Không, cậu cứ trả lời câu hỏi của cậu ta, cứ coi cậu ta như bạn học bình thường. Khi cậu trả lời câu hỏi của cậu ta, sẽ có một nữ sinh đến đòi cậu trả 1.000 tệ. Lúc này cậu phải tỏ ra đáng thương một chút, nói không có tiền trả, xin nữ sinh đó cho khất thêm một thời gian. Tại sao vậy? Anh thích bạn gái ngoan ngoãn, không thích bạn gái lúc nào cũng hỏi tại sao. Em rất ngoan mà. Ngoan như mèo con vậy. Mèo con? Đúng vậy, mèo. Tĩnh Tĩnh, sao cậu đi cả nhắc vậy? Trông kỳ lạ quá. Tan học tối hôm qua về nhà bị trẹo chân, nên đi lại hơi khó chịu. À, có nghiêm trọng không? Để tớ xem cho cậu. Không cần đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tớ đã bôi thuốc rồi, vài ngày nữa sẽ khỏi. Vậy thì được rồi, tớ dìu cậu đi. Quan trọng là 1.000 tệ cậu nợ tớ bao giờ mới trả. Có thể cho tớ khất thêm một thời gian nữa không? Mấy ngày nữa tớ nhất định sẽ trả cậu. Tớ cho cậu thêm 1 ngày nữa. Nếu cậu còn không trả, chúng ta gặp nhau ở nhà vệ sinh. Nữ sinh nói xong liền rời đi. Trần Tử Thực nhìn thấy đương nhiên là đau lòng muốn chết, trực tiếp đi dục Sở Bạch trả tiền. Em hừ, ý à? Ký chủ đã thành công phá hoại mối quan hệ của nhân và vật chính nhân vật Sở Bạch. Quan trọng Trần Tử Thực nhận được 200 điểm phản diện, Vương Hào Quang nhân vật chính của Sở Bạch giảm 10, Vương Hào Quang phản diện của ký chủ tăng 10. Một học sinh trong trường của chúng ta đã tố cáo một nhóm tội phạm đánh bạc. Nhờ vậy mà những tên tội phạm đó đã xa lưới pháp luật. Đồng chí cảnh sát đã đặc biệt gửi giấy khen và 4 vạn tệ tiền thưởng. Mọi người trong trường hợp đảm bảo an toàn, phải học tập bạn học này nhiều hơn. Vương Hào Quang nhân vật chính của Nhiên lợi hại, tuy không công bố tên, nhưng không cần nghĩ cũng biết là cậu ta. Sở Bạch, em đi theo cô một lát. Tống Chân Ngữ là một trong những nữ chính, nhân vật chính và nữ chính gặp nhau riêng, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Văn phòng hơn chục người, bây giờ chỉ còn lại Tống Chân Ngữ và Sở Bạch. Của Nhiên toàn là: cô Tống, em có một số vấn đề muốn hỏi. Tống Chân Ngữ đã nói lời khen ngợi rồi, thấy học sinh giỏi Vương Hạo Nhiên đến hỏi bài, đương nhiên là có hỏi tất trả lời. Cô Tống, em cũng có một số vấn đề. Em Sở Bạch. Cô Tống mệt rồi, em có gì không hiểu, anh dạy em nè. Vương Hạo Nhiên nói đúng đấy. Sở Bạch, đã Vương Hạo Nhiên nói vậy rồi thì để cậu ta dạy em đi. Cảm ơn anh nhé, không cần khách sáo. Ia, ký chủ đã thành công phá hoại nhân vật chính Sở Bạch, cơ hội ở riêng với Tống Chân Ngữ, một trong những nữ chính, nhận được 200 điểm phản diện. Cậu không chọc nổi tôi đâu. Không chọc nổi. Tân lương tài này chắc là đang theo đuổi Tống Chân Ngữ. Với nhan sắc của Tống Chân Ngữ, chắc chắn sẽ không hứng thú với kiểu đàn ông cơ bắp như tân lương tài. Nếu không phải mình phá hoại cơ hội ở riêng của Sở Bạch và Tống Chân Ngữ, tân lương tài đến lúc này chắc chắn sẽ trở thành công cụ hỗ trợ cho Sở Bạch. Vương Hạo Nhiên lập tức quay lại, liền phát hiện Tống Chân Ngữ nhíu mày, trong mắt ẩn chứa sự chán ghét. Xin lỗi, làm phiền thầy Tân một chút. Cô Tống rõ ràng là không có ý với thầy, sao thầy còn vậy? Em Vương, đây là chuyện giữa các giáo viên chúng tôi, không liên quan đến em. Nói chuyện đàng hoàng với thầy, xem ra thầy không nghe lời rồi, còn dám quấy rối cô Tống nữa. Tôi không chỉ đuổi thầy ra khỏi trường, mà còn cho người đánh gãy chân thầy. Cút. Ia, ký chủ đã xử lý xong. Nhân vật phụ bình thường hỗ trợ cho nhân vật chính và nữ chính đã thay đổi hướng phát triển của cốt truyện gốc. Nhận được 100 điểm phản diện. Điểm phản diện ít vậy sao? Nhân vật phụ bình thường rẻ rúng vậy sao? Sao độ hảo cảm của Tống Chân Ngữ không tăng? Vương Hạo Nhiên, cảm ơn em nhiều lắm. Không cần khách sáo, em là đàn ông mà, bảo vệ phụ nữ là chuyện nên làm. Đàn ông gì chứ, em chỉ là một đứa nhóc thôi. Anh không nhỏ đâu, đã 18 tuổi rồi, không phải nhóc con. Tống Chân Ngữ nghiêm mặt, vô thức nhìn Vương Hạo Nhiên một cách kỹ lưỡng, lâu sau mới nhận ra mình đã thất thố, vội vàng rời mắt đi chỗ khác. Mình là giáo viên, sao lại nhìn chằm chằm học sinh của mình như vậy, ra thể thống gì chứ? Thôi thôi, không nói em là nhóc con nữa, em là đàn ông được chưa? Những lời em vừa nói với thầy Tân làm cô cũng sợ hãi đấy. Cô Tống, em chỉ là học sinh, làm sao có thể làm chuyện xấu như thuê người đánh người chứ? Chỉ là dọa thầy ấy thôi. Vậy thì tốt. Cô Tống, em thấy ánh mắt thầy Tân nhìn cô lúc rời đi vẫn là bộ dạng thèm muốn. Thầy ấy chắc chắn sẽ không bỏ cuộc, không chừng khi cô ta làm về nhà sẽ quấy rối cô trên đường. Nếu như nổi máu, thậm chí có thể Vương Hạo Nhiên bắt đầu bịa chuyện. Tống Chân Ngữ nghe vậy
sắc mặt lập tức thay đổi. Trước đó Tân Lương Tài đúng là đã nhiều lần quấy rối cô. Trên đường cô ta làm về nhà, cô Tống, sau này tan học buổi tối em đưa cô về nhà nhé. Đừng sợ. À, vậy thì được rồi. Điểm phản diện đã tích lũy được 900, đã đến lúc rút thăm rồi. Chúc mừng ký chủ vận may bùng nổ, rút được kỹ năng trị giá 1.000. Điểm phản diện, kỹ năng sao chép thư pháp và hội họa bậc thầy, có sử dụng ngay không? Kỹ năng sao chép thư pháp và hội họa bậc thầy là... Khoảnh khắc tiếp theo, Vương Hạo trong đầu mình hiện. Có thêm một số thứ thuộc về ý thức. Ngoài ra, cơ thể mình còn có thêm một số trí nhớ cơ bắp. Kỹ năng này vô dụng quá, sao chép thư pháp và hội họa của các bậc thầy cổ kim để bán lấy mình tiền đâu sao? Có thiếu tiền. Độ tương đồng 99%, nếu sử dụng tốt, có lẽ sẽ có tác dụng kỳ diệu. Hệ thống, mở bảng kỹ năng. Cuối cùng cũng không phải là vô dụng. Mà bú, trước đó... Xin lỗi, bây giờ cậu đừng giận tớ nữa được không? Hừ, tớ đều hạ mình như vậy rồi. Cậu vì một cô gái mà giận dỗi với anh em. Có cần thiết vậy không? Tớ đi đổi chỗ với Ôn Tĩnh, để cô ấy ngồi chỗ tớ, tạo cơ hội cho cậu. Chân Từ Thực nghe thấy Sở Bạch muốn đổi chỗ với Ôn Tĩnh, lập tức vui vẻ ra mặt. Bạn Ôn Tĩnh, chúng ta có thể đổi chỗ không? Tớ muốn hỏi bài tập Hứa Mộ Nghiên. Tớ mới không thèm ngồi cùng Chân Từ Thực đâu, không đổi. Tớ có rất nhiều bài tập không hiểu. Muốn hỏi Hứa Mộ Nghiên, bài vở, học hành là chuyện lớn, đều là bạn học với nhau cả. Cậu tạo điều kiện cho tớ một chút thì đã cậu sao? Ngồi chỗ nào? Không phải cũng là học sao? Đừng có đạo đức giả, đây là chỗ của tôi, đổi hay không là quyền của tôi. Mời cậu rời đi, đừng làm phiền tôi học. Hừ, Sở Bạch rất tức giận, nhưng lại không muốn cãi nhau với Ôn Tĩnh, chỉ có thể hậm hực bỏ đi. Bạn Ôn Tĩnh, có thể đổi chỗ không? Lần này Vương Hạo Nhiên tìm Hứa Mộ Nghiên là có một số vấn đề học tập thực sự. Hôm nay lúc học ngữ văn, giáo viên khen bài văn của cậu viết tốt. Bài văn là điểm yếu của tớ, có thể cho tớ mượn bài văn của cậu để đọc tham khảo không? Bài văn của cậu cũng không tệ đâu. Sáng mai trả cậu. Được. Ôn Tĩnh này, tớ muốn đổi chỗ. Cô ấy chẳng thèm để ý. Vương Hạo Nhiên bảo cô ấy nhường chỗ, không nói hai lời, bỏ đi. Còn phân biệt đối xử, đúng là đồ đê tiện. Xem ra có Vương Hạo Nhiên ở đây, kế hoạch tìm Hứa Mộ Nghiên để cửa cầm của mình phải gác lại rồi. Đúng rồi, hình như chỗ cô Tống ở thuận đường với mình. Cô Tống, trùng hợp quá. Em Sở Bạch ạ. Tan học buổi tối lâu rồi mà, các bạn học đều về hết rồi, sao em còn ở đây? Thành tích học tập của em không phải kém sao? Đương nhiên phải cố gắng hơn, cố gắng nên ở lại lớp học thêm một lúc. Thành tích học tập của em tiến bộ rất nhanh, cố gắng lên, lúc thi đại học chắc chắn sẽ thi đậu vào trường đại học mơ ước. Cảm ơn cô Tống. Cô Tống, cô đi bộ à? Em đưa cô về nhé. Cái này, cô Tống, cô xem cô xinh đẹp như vậy, một mình về nhà rất nguy hiểm. Sau này mỗi ngày tan học buổi tối để em đưa cô về nhé. Dù sao cũng thuận đường với em, mời ngồi phía sau. Cô Tống, cuối cùng cô cũng ra rồi. Em đợi cô lâu lắm rồi. Chúng ta đi thôi. Cô Tống, hai người là... Vương Hạo Nhiên đã nói với tôi rồi, nói hôm nay sẽ đưa tôi về nhà. Xin lỗi em nhé. Đợi lâu rồi phải không? Chỉ khoảng 20 phút thôi mà. Không sao, lúc này Vương Hạo Nhiên không rảnh rỗi, mà là đưa Ôn Tĩnh về nhà. Là một chàng trai ấm áp. Ngồi xe này sao? Đúng vậy, em đi học về đều ngồi xe này. Nếu cô thấy ngột ngạt thì em đi bộ đưa cô về nhé. Hay là đi xe đi? Đưa cô giáo về. Chiếc Kalinan rời đi trong ánh mắt vừa ghen tị vừa căm hận của Sở Bạch. Có tiền thì giỏi lắm sao? Sớm muộn gì cũng có ngày tôi sẽ giàu hơn nhà họ Vương. Sau đó dẫm nát Vương Hạo Nhiên dưới chân. Dẫm chết anh, dẫm chết anh. Ký chủ đã thành công đả kích nhân vật chính Sở Bạch, khiến tâm lý đối phương mất cân bằng, nhận được 300 điểm phản diện. Vương Hào Quang nhân vật chính của Sở Bạch trừ 20. Vương Hào Quang phản diện của ký chủ cộng 20. Đúng là nhân vật chính, tâm lý đã mất cân bằng rồi. Em Vương Hạo Nhiên, cảm ơn em, tôi về trước đây. Ơ, cô Tống, tôi đã đến đây rồi, chắc là không đến mức không mời tôi uống chén trà chứ. Đi theo tôi. Diện tích phòng không lớn, nhưng thứ gì cần có đều có. Trên tủ quần áo có một số quần áo phụ nữ. Vương Hạo Nhiên vô ý liếc nhìn, điều này khiến Tống Chân Ngữ rất ngại ngùng. Có nên nhân cơ hội này cưỡng ép đối phương không? Là phản diện thì phải có giác ngộ của phản diện, nếu không thì làm sao đấu với nhân vật chính? Hệ thống, cưỡng ép nữ chính, cách này có khả thi không? Hệ thống, hành sáo phản diện cấp thấp này, dù thành công hay không, sẽ giảm 100 điểm Vương Hào Quang phản diện. Hơn nữa, xét thấy chỉ số sức mạnh hiện tại của ký chủ thấp hơn mức trung bình, tỷ lệ thành công thấp, không đề nghị ký chủ thực hiện thao tác kiểu này. Vậy sao? Vậy thì thôi. Hình như bóng đèn bị cháy rồi. Có lẽ vậy, ngày mai xem sao. Cô Tống, hình như cô rất sợ bóng tối. Cô thật sự chắc chắn muốn đợi đến ngày mai xem sao? Sao tôi có thể sợ bóng tối được? Có bóng đèn dự phòng không? Có, chẳng mấy chốc, Vương Hạo Nhiên đã thay bóng đèn xong. Không ngờ cậu ấm nhà giàu như em lại biết làm việc nặng nhọc như thay bóng đèn. Hệ thống thông báo, Tống Chân Ngữ, một trong những nữ chính, đã thay đổi độ hảo cảm tăng 10. Tổng độ hảo cảm hiện tại là 30, rất thân thiện. Hệ thống thông báo ký chủ đã ảnh hưởng đến hướng phát triển của cốt truyện. Được 200 điểm phản diện. Cô nói gì vậy? Cô Tống đừng có tưởng em là loại công tử bột chứ. Tay nghề này là em học được từ kiếp trước. Em Vương Hạo Nhiên, đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó. Đã không phải ở trường rồi, đừng gọi tôi như vậy nữa. Nghe kỳ kỳ sao ấy, gọi thẳng tên tôi đi. Vậy thì được rồi, Hạo Nhiên. Bỏ qua thân phận giáo viên thì họ cũng coi như là người cùng trang lứa, dù sao cũng chỉ chênh nhau 6 tuổi.
Vậy mới đúng chứ. Vậy sau này em cũng không gọi chị là cô Tống nữa, em gọi chị là chị Chân Ngữ. Mê mơ, cứ như sau vậy này đi. Chị chính là chị gái của em. Sau khi cơ đổ Tống Chân Ngữ, bảo cô ấy gọi lại, gọi mình là anh trai. Cứ quyết định vậy đi. Không được, không được. Nếu em gọi như vậy, thể diện và uy nghiêm của giáo viên chủ nhiệm như chị biết để đâu. Khi có người khác, đương nhiên em phải gọi chị là cô Tống. Riêng tư thì em mới gọi chị là chị gái. Cái này cũng không được sao? Vậy thì được rồi. Cứ quyết định như vậy đi, chị Chân Ngữ. Hệ thống thông báo do ký chủ và Tống Chân Ngữ, một trong những hình thành mối quan hệ xã hội, ảnh hưởng đến hướng phát triển của cốt truyện. Nhận được 200 điểm phản diện, nhân vật chính Sở Bạch. Vâng Hào Quang nhân vật chính -10. Vâng Hào Quang phản diện của ký chủ +10, không ngờ còn có phần thưởng. Trò chuyện vài câu, Vương Hạo Nhiên liền cáo từ, không đi còn định ở lại qua đêm mà. Vương Hạo Nhiên vừa về đến nhà, liền nhìn thấy trên ghế sofa có một người đàn ông trung niên bụng phệ đang ngồi. Đến tuổi trung niên mình sẽ không thành ra cái dạng này chứ. Con trai yêu quý, con về rồi à? Bố nhớ con muốn chết. Vương Hạo Nhiên há miệng, có chút không gọi ra được từ bố. Tối hôm qua con có phải đến khách sạn không? Chết tiệt, vậy mà còn mách lẻo. Ngày mai tôi sẽ sa thải hắn. Đừng trách hắn, là bố ép hắn nói. Thời buổi này tìm được một tài xế đáng tin cậy không dễ. Thôi bỏ đi đúng vậy. Tối hôm qua con đã đến khách sạn. Cùng một cô gái con nói đi. Chắc chắn bà ấy sẽ còn vui hơn cả tôi. Quả nhiên, gia đình của nhân vật phản diện thật sự không phải là kiểu hòa thuận yêu thương bình con thường. Trai làm chuyện xấu, phụ huynh không những không đành mắng mà lại còn khen ngợi một trận. Vương Hạo Nhiên trở về phòng ngủ, sau khi bắt chước xong bản thân của Hứa Mộ Nghiên thì lấy điện thoại ra. Một người đẹp như vậy, lén lút lại có dáng vẻ nịnh bợ như thế này, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, không biết bao nhiêu học sinh sẽ ngã ngửa mắt kính. Ngày mai giúp tôi làm một việc. Anh yêu cứ dặn dò đi, em nhất định sẽ làm việc đó thật tốt. Buổi tự học buổi tối ngày mai tiết đầu tiên. Cậu xong rồi, Vương Hạo Nhiên bắt đầu trao đổi với hệ thống về cuộc trò chuyện với ông. Hệ thống hiển thị những vật phẩm mà tôi có thể đổi trong trung tâm thương mại. Sau khi Vương Hạo Nhiên xem qua tất cả các mặt hàng, hơi do dự một chút, hệ thống đổi cho tôi Vịnh Xuân Quyền bậc thầy kiều thực chiến. Vương Hạo Nhiên lập tức cảm thấy tinh thần mình sảng khoái hơn rất nhiều. Mở bảng điều khiển, cuối cùng cũng không còn điểm yếu nữa. Bây giờ rồi. Tôi mới là cao phú soái đích thực. Cứ quấy rầy tao tán gái, đừng để tao gặp mày trên đường ban đêm đấy. Nếu không tao nhất định sẽ đánh cho cả nhà mày không nhận ra mày. Làm ơn, tôi đến trước. Thế à, tôi chỉ có một bài đợi thôi. Đợi tôi hỏi xong Hứa Mộ Nghiên rồi sẽ để cậu hỏi. Tôi cũng chỉ hỏi một bài thôi. Cái nào, cái này. Cái này dễ mà, để tôi nói cho cậu biết. Vương Hạo Nhiên bắt đầu kiên nhẫn giảng bài. Sở Bạch trong lòng cảm thấy ấm ức, hoàn toàn không nghe lọt tai. Hiểu chưa? Không thể nào. Không thể nào, cậu thế mà cũng không hiểu biết. À? Bài này rất đơn giản mà, tôi đã nói rất chi tiết rồi. Nhưng không sao. Nào, tôi nói lại lần nữa. Vương Hạo Nhiên, tôi cảm ơn cậu nhé, không có gì. Đinh, chúc mừng ký chủ. Sở Bạch tiếp cận nữ chính một trong số đó là ảnh hưởng đến hướng đi của cốt truyện. Nhận được 100 điểm phản diện. Cái này, trong lớp đâu phải chỉ có mỗi cậu học giỏi. Tại sao Sở Bạch cứ nhất định phải hỏi cậu? Cái này, sao tôi cái biết này? Được? Sở Bạch căn bản không phải là thật lòng muốn nhờ cậu giải vấn đề, chỉ là muốn tiếp cận cậu thôi. Đừng quá lương thiện, phải biết cách từ chối. Đừng lúc nào cũng dùng thời gian học tập quý báu của mình để giúp đỡ người khác. Cậu có nợ ai đâu? Cậu là cố tình đến nói những điều này với tôi à? Anh ấy đang quan tâm đến tôi sao? Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt tôi gì thường vậy? Đến tìm cậu để thảo luận về việc học, nhưng cậu sẽ không thật sự nghĩ rằng tôi có ý gì với cậu chứ? Tôi là hot boy của trường đấy nhé. Không biết bao nhiêu cô gái viết thư tình cho tôi. Cậu dựa vào việc mình xinh đẹp mà cho rằng tôi cũng thích cậu. Những lời trước đó có cần tôi nhắc lại lần nữa không? Có ai nói xấu người ta như cậu không? Cậu thật là thôi được rồi. Tôi làm bài tập đây, không thèm nói chuyện với cậu nữa hừ. Đinh, chúc mừng ký chủ. Độ hảo cảm của Hứa Mộ Nghiên dành cho ký chủ tăng lên. Tổng độ hảo cảm hiện tại là 30, thân thiện lắm đấy. Ký chủ ảnh hưởng đến hướng đi của cốt truyện gốc nhận được 200 điểm phản diện nhé. Cái này cũng được sao? Xem ra con nhỏ này rất thích chiêu lạt mềm buộc chặt rồi. Hứa Mộ Nghiên có vẻ giận rồi. Tên họ Vương cặn bã đó rốt cuộc đã nói gì vậy? Chẳng lẽ đã nói lời thô tục với Hứa Mộ Nghiên? Đợi đến khi thi đại học xong sẽ có 2-3 tháng nghỉ, lúc đó sẽ đi du lịch đến nơi khác, lúc đó tôi cũng sẽ có rất nhiều tiền. Vương Hạo Nhiên, cậu cứ đợi đấy. Vì chuyện này cả buổi chiều Sở Bạch đều buồn bã. Cho đến khi ăn tối xong trở về, phát hiện một mảnh giấy trong ngăn bàn. Sở Bạch, tôi không phải cố ý xa lánh cậu, thật sự là bị ép buộc. Thấy cậu cả buổi chiều không vui, tôi rất khó chịu. Ban đầu tôi định nói sau khi thi đại học, nhưng tôi thật sự không muốn nhìn thấy cậu không vui. Khi tiết tự học buổi tối đầu tiên kết thúc, tôi sẽ đợi cậu ở ký túc xá nữ sinh lớp chúng ta. Tôi có lời rất quan trọng muốn nói với cậu. Nhớ kỹ, nhất định đừng để Vương Hạo Nhiên nhìn thấy. Trên mảnh giấy không có chữ ký, nhưng nhìn là biết chữ của con gái. Là Hứa Mộ Nghiên viết cho tôi. Hứa Mộ Nghiên có ý gì vậy? Hẹn tôi ra ngoài lại sợ Vương Hạo Nhiên biết? Chẳng lẽ cô ấy thật ra thích tôi? Bình thường sở dĩ không mấy khi để ý đến tôi, cố tình thân thiết với Vương Hạo Nhiên, thật ra là vì sợ Vương Hạo Nhiên gây phiền phức cho tôi. Đúng, đúng, nhất định là vậy. Nếu không thì thái độ của Hứa Mộ Nghiên đối với tôi, tại sao từ khi biết Phản Tiện bọn họ chặn đường tôi sau giờ học lại đột nhiên thay đổi chóng mặt như vậy? Lúc này Sở Bạch rất kích động nhưng lại cố gắng tỏ ra bình tĩnh, sau đó xé mảnh giấy ném vào miệng ăn. Đúng vậy, là trực tiếp ăn luôn. Lúc ăn còn thấy thơm một cách khó hiểu bên kia. Ái chà, Tĩnh Tĩnh, cậu sao vậy? Khó chịu à? Ừ, khó chịu quá. Vậy tôi đi cùng cậu đến phòng y tế xem sao nhé. Chỉ là đến tháng nên khó chịu thôi. Vậy tôi xin phép cô Tống cho cậu nhé. Rồi để người nhà đến đón cậu về. Thôi đi, tôi thấy ngại chết mất. Vẫn là đến ký túc xá nữ nghỉ một lát đi. Tôi đoán nghỉ nửa tiếng là sẽ ổn thôi. Vậy tôi giúp cậu hỏi các bạn nữ ở nội trú trong lớp mượn chìa khóa.
Mượn của Trương Lệ đi. Cô ấy tốt, sẽ nói chuyện. Này, nói nhỏ thôi nhé, đừng để người khác phát hiện, nếu không tôi xấu hổ chết mất biết rồi. Trương Lệ là học sinh nội trú đúng không? Chìa khóa vừa đưa chắc là chìa khóa ký túc xá rồi. Nói vậy thì mảnh giấy đó của Nhiên là do Hứa Mộ Nghiên viết. Nỗi nghi ngờ cuối cùng trong lòng Sở Bạch cũng biến mất. Ký túc xá nữ, Sở Bạch rón rén lẻn vào. Tên cặn bã Vương Hạo Nhiên kia nằm mơ cũng không ngờ được. Hứa Mộ Nghiên ngày thường cười nói vui vẻ thảo luận với hắn, việc học hoàn toàn là giả vờ dựa vào nhan sắc thôi. Nhưng hắn ta thật sự là tốn công vô ích. Tôi thật là ngốc quá, lúc nào cũng không nhận ra cô ấy thầm yêu tôi. Nếu không phải Hứa Mộ Nghiên thấy tôi buồn bã cả buổi chiều, chắc sẽ giấu đến tận sau khi thi đại học. Không biết Vương Hạo Nhiên biết được sự thật sẽ có cảm nghĩ gì. Chắc sẽ tức chết mất. Hứa Mộ Nghiên, tôi biết tấm lòng của em. Thật ra tôi cũng thích em. Rất lâu trước đây đã thích em rồi. Rồi. Mỗi khi nhìn thấy em cười nói vui vẻ với Vương Hạo Nhiên, lòng tôi thật sự rất đau, rất đau. Vừa vào cửa Sở Bạch đã vội vàng bày tỏ lòng mình. Chỉ là sau khi nói xong một lúc lâu, đều không thấy Hứa Mộ Nghiên lên tiếng. Hứa Mộ Nghiên, sao em không nói gì? Là đang ngại ngùng sao? Anh. Đây là cái bẫy. Sở Bạch lập tức phản ứng lại, quay đầu bỏ chạy. 20 phút sau, em chắc chắn là hắn ta chứ? Lúc đó ánh đèn không rõ, người đó nắm lấy tay em đe dọa em, bảo em đừng cử động. Sau đó, lúc em vùng vẫy còn vô tình chạm vào tóc của anh ta. Hơi cứng, hình như là đầu đinh giọng nói đó. Giọng nói và kiểu tóc đầu đinh độc đáo. Em chắc chắn là Sở Bạch. Có ý đồ sàm sỡ nữ sinh. Sở Bạch, gan cậu to thật đấy. Tôi thừa nhận tôi đã đến ký túc xá nữ, nhưng tôi không có sàm sỡ nữ sinh. Cửa tòa nhà ký túc xá có camera giám sát. Chỉ cần kiểm tra là biết Sở Bạch đã đến đó. Sở Bạch đương nhiên sẽ không nói dối chuyện này. Tự nhiên cậu đến ký túc xá nữ làm gì? Là có người giả mạo chữ viết của Hứa Mộ Nghiên. Viết một mảnh giấy cho tôi, hẹn tôi đến ký túc xá nữ, nói có chuyện muốn nói với tôi. Vậy mảnh giấy đâu? Tôi ăn rồi, cậu lừa ai vậy? Coi tôi là trẻ lên ba à? Thầy Tống, em nói thật mà. Còn muốn cái biện, gọi phụ huynh cậu đến đây. Nghe thấy vậy, Sở Bạch lập tức sốt ruột. Ôn Tĩnh, tại sao cậu lại hãm hại tôi? Tôi có thủ án gì với cậu? Cay quá đi mất, đau quá hu hu. Tôi hiểu rồi, là Vương Hạo Nhiên sai khiến cậu đúng không? Sở Bạch, cậu đủ rồi đấy. Bản thân phạm lỗi không chịu nhận, thế mà còn vu oan cho Vương Hạo Nhiên. Đinh, chúc mừng ký chủ thao túng đằng sau. Phá hoại hình tượng của nam chính Sở Bạch trong lòng nữ chính, một trong số đó là ảnh hưởng đến hướng đi của cốt truyện gốc. Nhận được 200 điểm phản diện. Sở Bạch, đã cho cậu cơ hội để nhận lỗi, cậu lại không biết hối cải. Vậy thì để ban giám hiệu nhà trường xử lý đi. Cô Tống đừng. Em không muốn làm ầm ĩ chuyện này lên. Nếu không em thật sự còn không? Mặt mũi nào nhìn ai nữa. Ôn Tĩnh nhớ đến lời dặn dò của Vương Hạo Nhiên là đừng làm ầm ĩ chuyện này nếu lên. Không sẽ truyền đến tai ông hiệu trưởng cũ, người ủng hộ trung thành của Sở Bạch. Ôn Tĩnh, em chắc chắn chứ? Vâng, cô Tống, em nghĩ kỹ rồi. Sở Bạch có thể chỉ là nhất thời xúc động nên mới có hành động như vậy. Dù sao cũng là bạn học, em cũng không muốn hủy hoại cậu ấy. Hơn nữa chuyện này mà truyền ra ngoài em cũng sợ bị người khác bàn tán, cho dù em là nạn nhân. Tuy nhiên Sở Bạch nhất định phải xin lỗi em. Được, tôi tôn trọng ý kiến của em. Muốn tôi ấn đầu cậu xuống để cậu xin lỗi à? Chỉ là một câu xin lỗi thôi mà, dù sao cũng đâu mất miếng thịt nào. Bạn Ôn Tĩnh, xin lỗi cậu. Đinh, chúc mừng ký chủ khiến nam chính Sở Bạch cúi đầu trước thế lực phản diện. Chúc mừng ký chủ nhận được 300 điểm phản diện. Vương Hào Quang nam chính của Sở Bạch trừ 30. Vương Hào Quang phản diện của ký chủ cộng 30. Vương Hạo Nhiên lại nhận được một tin nhắn hệ thống. Tĩnh Tĩnh, chuyện gì vậy? Ôn Tĩnh kể lại chuyện Sở Bạch sàm sỡ. Sắc mặt Mộ Nghiên lập tức thay đổi chóng mặt. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công phá hoại mối quan hệ giữa nam chính Sở Bạch và nữ chính Hứa Mộ Nghiên, ảnh hưởng đến hướng đi của cốt truyện gốc, nhận được 200 điểm phản diện. Độ hảo cảm của nữ chính Hứa Mộ Nghiên dành cho nam chính Sở Bạch giảm xuống còn 20. Tổng độ hảo cảm hiện tại là -30, cực kỳ ghét bỏ. Trần Tử Thực đang chú ý đến Ôn Tĩnh phát hiện có gì đó không ổn, đi đến bên cạnh Ôn Tĩnh. Bạn Ôn Tĩnh, tên mập này thật sự đến hỏi mình rồi. Có việc gì à? Năm vừa nãy cậu hình như đã khóc, có phải ai bắt nạt cậu không? Không có, cậu nhìn nhầm rồi. Đừng lừa tôi, mắt cậu vẫn còn đỏ kìa. Chắc chắn đã khóc rồi, rốt cuộc là ai bắt nạt cậu? Nói cho tôi biết. Ôn Tĩnh giả vờ do dự một lúc, sau đó lại nói những lời đã nói với Hứa Mộ Nghiên với Trần Tử Thực một lần nữa. Nghe xong, Trần Tử Thực tức giận xông ra khỏi lớp, ha ha ha. Giá mà hai người họ có thể làm bạn gái tôi cùng lúc, thì tôi biết mấy mẹ kiếp. Em mày bị điên à? Đồ xúc sinh. Tôi vô tội, mày thả tin con đàn bà đó cũng không tin tao. Thằng này có phải là anh em của tao không? Tin mày, mẹ kiếp mày. Mày đúng là đồ ngu. Thiểu năng, bị người ta lừa mà không biết. Tao không có thằng anh em nào như mày. Tuyệt giao, đồ chó không bằng. Tuyệt giao thì tuyệt giao. Đinh, chúc mừng ký chủ thao túng đằng sau thành công, khiến nam chính Sở Bạch và nam phụ quan trọng Trần Tử Thực trở mặt thành thù. Nhận được 300 điểm phản diện. Vương Hào Quang nam chính của Sở Bạch -20. Vương Hào Quang phản diện của ký chủ cộng 20. Hoàn hảo. Anh yêu, nhiệm vụ anh giao phó em đều đã hoàn thành. Anh hài lòng chứ? Em làm rất tốt cũng tạm được. Không sao rồi. Vương Hạo Nhiên lấy điện thoại ra, chuyển cho Ôn Tĩnh 188.000 coi như phần thưởng. Vừa được ở bên cạnh chàng trai mình yêu tha thiết, lại có nhiều tiền như vậy để tiêu thật tuyệt. Tôi đưa em về nhé. Anh yêu, em nhớ anh lắm. Ừ, em khỏe lại chưa? Vậy vẫn là đưa em về đi. Hôm nay em đã khóc lâu như vậy rồi. Không thấy mệt à? Em không sao.
Vậy tôi đưa em đến khách sạn trước nhé. Tôi có chút việc, một lát nữa tôi sẽ đến tìm em. Ông bố già của tôi đúng là có tầm nhìn xa trông rộng. Mê mơ. Bố, con về phòng ngủ đây. Nghiêm, đợi đã, bố có chuyện muốn nói với con. Nói gì với con ạ? Trong lớp con có một bạn tên là Sở Bạch đúng không? Vâng, bố, sao bố biết? Bố đã gặp cậu ấy ở cục cảnh sát. Cậu ấy gây ra chuyện gì ạ? Bác sĩ, trường các cháu có một học sinh đã tố cáo một nhóm tội phạm. Chuyện này chắc con cũng biết đúng không? Vụ án này là do bố phụ trách. Học sinh tố cáo đó chính là Sở Bạch. À, là cậu ấy à? Nghiêm, bố thấy vẻ mặt của con hình như không ưa gì Sở Bạch này lắm. Anh ta muốn giảm sữa bạn thân của con hận không thể đánh anh ta. Có chuyện như vậy sao? Con kể chi tiết cho bố nghe xem nào. Hứa Mộ Nghiên kể lại những gì nghe được từ Ôn Tĩnh cho bố nghe. Bạn của con chỉ nghe thấy giọng nói và chạm vào tóc của đối phương. Điều này không thể chứng minh người đó nhất định là Sở Bạch. Bệnh nghề nghiệp của bố Hứa tái phát, nhưng anh ta đã thừa nhận rồi. Theo những gì con miêu tả, tất cả bằng chứng đều chỉ ra Sở Bạch, mà cô gái đó lại chọn cách dàn xếp ổn thỏa để Sở Bạch xin lỗi. Sở Bạch muốn tránh rắc rối nên lựa chọn như vậy, cũng là chuyện bình thường. Bố, sao bố có vẻ bênh vực Sở Bạch này vậy? Tuy bố chỉ gặp Sở Bạch này một lần, nhưng bố có thể khẳng định cậu ấy không phải loại người như vậy, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó. Chẳng lẽ Tĩnh Tĩnh nhầm lẫn? Bố, tại sao bố đột nhiên lại nhắc đến Sở Bạch này? Ái cha, xem bố hồ đồ chưa kìa. Nói chuyện một hồi suýt thì quên mất, lúc nãy con đi tắm, Sở Bạch có gọi điện thoại, bố nghe máy. Bố trả lời là một lát nữa con về sẽ bảo con gọi lại cho cậu ấy. Con không phải là muốn bố thất hứa chứ ái cha. Hứa Mộ Nghiên bất đắc dĩ chỉ đành gọi lại và bật ra ngoài. Là chú á, hay là Hứa Mộ Nghiên ạ? À, là em. Cậu có chuyện gì? Hứa Mộ Nghiên, tôi thật sự không làm gì Ôn Tĩnh cả, tôi bị oan. Giọng điệu kiên định, nói chuyện không hề ngập ngừng, chắc chắn là đang nói thật. Bệnh nghề nghiệp của bố Hứa lại tái phát, không nhịn được nhận xét một câu Nghiêm, xem ra cậu nhóc Sở Bạch này thật sự vô tội. Cảm ơn chú Hứa. Hứa Mộ Nghiên, em cũng tin tôi vô tội đúng không? Chuyện này không còn quan trọng nữa, cậu vẫn nên tập trung vào kỳ thi chung vài ngày tới đi. Kỳ thi chúng tôi không lo lắng đâu. Dạo này tôi học hành rất chăm chỉ, ít nhất tôi có thể lọt vào top 10 của lớp. Nói khoác? Tôi không nói khoác đâu. Nếu em không tin, chúng ta cá cược đi. Nếu tôi có thể lọt vào top 10 của lớp thì em làm bạn gái tôi. Nếu tôi thua, tôi mặc em xử trí. Dám cá cược không? Tôi đừng. Tôi rốt cuộc có dám không? Hello, Nghiêm nhà tôi đồng ý rồi. Cũng muộn rồi. Nghiêm phải nghỉ ngơi rồi. Cậu nhóc, cậu phải cố gắng lên đấy. Hạo, chú Hứa. Tạm biệt chú Hứa, tạm biệt Hứa Mộ Nghiên. Bố làm gì vậy? Tại sao lại đồng ý thay con? Bố thấy con mãi không trả lời nên giúp con trả lời. Hừ, lỡ thua con sẽ thành bạn gái người ta mất. Bố thật sự là bố ruột của con sao? Vậy con có nghĩ mình sẽ thua không? Không thể nào, từ đội sổ nhảy vọt lên top 10. Mở đi. Vậy là được rồi. Lý do bố Hứa lại làm như vậy là đột nhiên nhớ đến thời còn đi học, khi theo đuổi mẹ Hứa Mộ Nghiên cũng từng dùng chiêu tương tự. Bố tiếp tục xem TV đi, con đi ngủ đây. Hứa Mộ Nghiên oai oải trở về phòng ngủ, định tâm sự với Ôn Tĩnh. À, mê mơ. Tĩnh, không làm phiền cậu. Nghỉ ngơi chứ, tôi vẫn chưa ngủ đâu. Muộn thế này gọi điện thoại có chuyện gì à? Sao giọng cậu nghe lạ vậy? Đang làm gì đấy? Tôi đang ăn xin nắc cay nè. Cay quá. Haha, đêm hôm thế này còn ăn xin nắc cay. Cậu đúng là giỏi. Buổi tối chưa ăn no, về đến nhà lại đói bụng. Chỉ còn mỗi xin nắc cay. Tĩnh, kể cho cậu nghe này. Vừa nay có một chuyện khiến tôi thấy cạn lời. Cậu biết bố tôi kỳ quặc đến mức nào không? Ông ấy thế mà, sau khi Hứa Mộ Nghiên và Ôn Tĩnh tán gẫu vài câu thì bắt đầu than thở. Sở Bạch và Hứa Mộ Nghiên cá cược, nếu kỳ thi chung cậu ta lọt top 10 thì Hứa Mộ Nghiên sẽ làm bạn gái cậu ta. Lại là cái tình tiết cầu huyết này. Sở Bạch này có dị năng nhìn xuyên thấu. Lọt top 10 chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Phải ngăn cản cậu ta, nếu không cho cậu ta gian lận thì sao cậu ta có thể lọt top 10? Hệ thống, tôi có bao nhiêu điểm phản diện, cho tôi rút thăm trúng thưởng. Rất tiếc, ký chủ không rút thăm trúng thưởng bất kỳ phần thưởng nào. Có tiếp tục tiêu hao 500 điểm phản diện để rút thăm trúng thưởng không? Rút thăm thêm lần nữa. Đinh, chúc mừng ký chủ vận may bùng nổ, rút thăm trúng kỹ năng KH cấp bậc điểm phản diện trị giá 1.500. Có sử dụng ngay lập tức không? May mà không lỗ, sử dụng ngay lập tức. Trình độ KH cấp bậc ca thần, thêm vào đó là hình tượng học bá kim cao phù soái. Có bao nhiêu cô gái có thể cưỡng lại được? Có nên gọi điện thoại cho Hứa Mộ Nghiên và Tống Chân Ngữ rồi hát cho họ nghe không nhỉ? Nhằm, cậu xem, Sở Bạch kia như biến thành người khác vậy. Học hành chăm chỉ ghê, xem ra là muốn phấn đấu rồi, cậu sợ không? Cậu đừng trêu chọc tôi nữa, cứ nghĩ đến chuyện này là tôi thấy bực bội. Haha, bố cậu đúng là nhân tài, làm gì có ai hại con gái mình như vậy. Đúng vậy, nhưng không sao đâu. Cho dù Sở Bạch thật sự thắng, cậu có thể không nhận? Chẳng lẽ cậu ta còn có thể ép buộc cậu sao? Tôi chắc chắn là định không nhận rồi. Vậy cậu lo lắng gì? Sở Bạch này hơi ích kỷ, hoàn toàn không quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Nếu cậu ta thật sự thắng mà tôi không nhận, chắc chắn cậu ta sẽ bám lấy tôi không tha. Nói không chừng còn đem chuyện này nói cho các bạn khác trong lớp biết. Vậy chẳng phải là tôi mất mặt lắm sao? Cũng đúng. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Không có gì. Chắc chắn là có chuyện. Nói đi, Vương Hạo Nhiên thật ra đã đoán được đại khái. Nghiêm và Sở Bạch cá cược, nếu thua thì sẽ làm bạn gái cậu ta.
Vương Hạo Nhiên hỏi. Ôn Tĩnh đương nhiên có hỏi ắt sẽ trả lời. Tính Tính, cậu, chuyện này chỉ có hai chúng ta biết thôi. Sao cậu lại nói với người khác? Xin lỗi, Nghiêm Nghiêm, chuyện này không phải tôi nói ra, mà là tối qua lúc cậu gọi điện thoại tâm sự. Bị Vương Hạo Nhiên nghe được, chuyện này thật sự không trách tôi được. Thôi, biết thì biết rồi. Chuyện này cậu phải giữ bí mật, không được nói với người khác. Tôi không phải người nhiều chuyện, yên tâm đi. Không sao đâu, Sở Bạch đó chỉ là nước đến chân mới nhảy thôi. Không cần lo lắng, cậu ta là học sinh kém, làm sao có thể đột nhiên trở thành học sinh giỏi được đúng không? Thi bình thường chắc chắn cậu ta không thể nào. Lỡ cậu ta gian lận thì sao? Chuyện này không thể nào. Tôi đoán chắc chắn là Sở Bạch cố tình đào hố cho cậu đấy. Cậu ta đã tính toán từ trước rồi, nâng cao điểm số bằng cách gian lận. Cậu nhớ lại lúc cậu ta cá cược với cậu xem, có phải là tỏ ra rất tự tin không? Đúng, lúc nói những lời này cậu ta rất tự tin. Vậy là đúng rồi. Cho dù là học sinh giỏi, cũng không dám vỗ ngực cam đoan, chắc chắn sẽ lọt vào top bao nhiêu của lớp. Cậu ta là học sinh kém dựa vào đâu mà tự tin như vậy? Đúng vậy, lúc đó tôi nên nghĩ đến mới đúng. Nhưng gian lận không đơn giản như vậy đâu, mang theo phao cũng không thể nào nâng cao điểm số nhiều như vậy được. Gian lận mà cậu nghĩ chẳng lẽ chỉ là mang theo phao thôi sao? Không thể là mua đáp án rồi mua chuộc giám thị sao? À, còn có thể như vậy nữa sao? Thật ra đây chỉ là suy đoán của tôi. Có lẽ người khác không nghĩ như vậy. Tôi có việc, không nói chuyện nữa. Khoan đã, cậu có thể giúp tôi không? Cái này, cầu xin cậu đấy, được không? Vậy tôi thử xem. Cảm ơn, để lúc đó tôi mời cậu uống trà sữa. Đinh, nữ chính một trong số đó là Hứa Hảo Cảm dành cho ký chủ tăng lên. Tổng độ hảo cảm hiện tại là 40. Rất thân thiết. Đinh, ảnh hưởng đến hướng đi của cốt truyện nhận được 200 điểm phản diện. Thật sự đã đổi đến chỗ ngồi trong phòng thi tạm thời. Quả Sở Bạch. Ở vị trí cuối cùng của phòng thi cuối cùng. Lúc này cậu ta đang dùng khả năng nhìn xuyên thấu xuyên qua từng bức tường, nhắm vào một người chuyên lọt top 3 toàn trường. Chỉ cần vượt qua người này, tôi lọt vào top 10 chắc chắn là nắm chắc phần thắng rồi. Hứa Mộ Nghiên cứ chờ làm bạn gái tôi đi. Haha, cậu học sinh kia. Cậu không nghiêm túc nghe đọc, lại còn nhìn ngang nhìn dọc cười ngây ngô. Gì cơ, thầy giáo mới. Vừa nãy mặt tôi bị chuột rút, nên xoay mặt. Xin lỗi. Sở Bạch biết, Tân Lương Tài là giám thị coi thi tất cả các môn, đương nhiên không dám đắc tội, nghiêm túc nghe đọc. Năm, vâng, chẳng phải chỉ là một thầy giáo thể dục rách nát sao? Chẳng có chút văn hóa nào, cơ bắp cuồn cuộn, nhìn là biết loại người đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển. Phần nghe tiếng Anh kết thúc, Tân Lương Tài vừa ra khỏi cửa phòng thi đã gặp Tống Chân Ngữ, nhưng anh ta lại tránh Tống Chân Ngữ như tránh ta. Thầy giáo mới, Tân Lương Tài vừa quay đầu nhìn, hồn vía suýt chút nữa bay mất. Vương Hạo Nhiên học sinh, có chuyện gì à? Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn trò chuyện với thầy giáo mới vài câu. Tôi không có quấy rầy thầy Tống, lúc nãy ra khỏi phòng thi vô tình gặp thầy ấy, tôi thậm chí còn không dám chào hỏi. Không tin thầy có thể hỏi thầy Tống, thầy tha cho tôi đi. Thầy giáo mới, tôi biết rồi, thầy đừng căng thẳng, tôi gọi thầy đến đây không phải để nói chuyện này. Sau khi trấn an cảm xúc của Tân Lương Tài, anh ta đi thẳng vào vấn đề. Tôi biết thầy cũng là một trong những giám thị coi thi. Trong phòng thi thầy coi có một học sinh tên là Sở Bạch, đúng không? Đúng. Lúc nãy trong phòng thi, cậu ta nhìn ngang nhìn dọc, tôi còn nhắc nhở cậu ta. Nhìn ngang nhìn dọc sao? Sở Bạch này là đang làm quen với môi trường phòng thi để tiện cho việc gian lận. Vậy khi thầy coi thi, nhớ chú ý đến Sở Bạch này. Nhất định phải canh chừng cậu ta, không được để cậu ta nhìn ngang nhìn dọc. Một lần cũng không được. Được, tôi nhất định sẽ nhìn chằm chằm cậu ta. Vương Hạo Nhiên xin ủy chắc của Tân Lương Tài, vội vàng chuyển cho anh ta 50.000 tệ. Vương học sinh, không, Vương thiếu gia, cậu đây là. Đây chỉ là một nửa, sau khi việc thành công sẽ có một nửa còn lại, nhưng nếu thầy không canh chừng Sở Bạch cho kỹ thì tự gánh lấy hậu quả. Vương Hạo Nhiên nói một câu uy hiếp, chuyện ngăn cản Sở Bạch gian lận thật sự quá quan trọng. Anh ta không muốn xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Yên tâm, tôi nhất định sẽ làm theo ý của Vương thiếu gia. Thôi, ngày mai là kỳ thi thử rồi, cũng không thể để các em căng thẳng quá, các em tự do hoạt động đi, coi như là thư giãn tinh thần. Nhỏ tiếng một chút, đừng chạy lung tung ra ngoài, các em cũng có thể học tập các lớp khác, tổ chức hoạt động gì đó, phải mang tính văn nghệ một chút, hay là hát đi. Thầy Tống, thầy hát mở màn đi. Hát cũng được, nhưng thầy không hát đâu. Các em hát đi, thầy vỗ tay cho. Lớp trưởng lên đi. Không, tôi cũng không được, tôi là lớp trưởng, chứ có phải cán sự văn nghệ đâu. Tôi không biết hát. Mọi người đồng loạt nhìn sang Vương Hạo Nhiên. Đúng vậy, cậu ta là cán sự văn nghệ. Vương Hạo Nhiên. Đẹp trai thì hát nhất định hay. Một lũ phụ nữ nông cạn. Tức giận cái gì chứ? Dưới ánh mắt chăm chú của mọi Vương người, Vương Hạo Nhiên bước lên bục giảng, cầm lấy mic. Ước mơ cần trải qua bao phong ba bão táp, cần trải qua thất vọng và lạc lõng, nhưng chỉ cần luôn tiến về phía trước, liền có thể phá tan lớp sương mù dày đặc, để ánh nắng xuyên qua tầng mây, tỏa ra ánh sáng chói lọi vô cùng. Bài hát The Dream Impossible này tôi xin tặng cho bản thân, cũng xin tặng cho tất cả các bạn học sinh đang có ước mơ ở đây. Đương nhiên cũng xin tặng cho cô giáo xinh đẹp dạy tiếng Anh cho chúng ta. Vương Hạo Nhiên này nể mặt cô giáo tiếng Anh, có phải là hơi quá rồi không? Vương Hạo Nhiên cất tiếng hát. Chỉ là một câu hát đã thu hút tâm hồn của tất cả mọi người có mặt. Cái gọi là cất tiếng hát đã quý giá chắc là như vậy. Nỗi lo lắng trong lòng Tống Chân Ngữ cũng theo câu hát này kết thúc, hoàn toàn tan biến. Giai điệu trầm lắng, không hề hào hùng mạnh mẽ, thậm chí còn có chút uất nhàn nhạt, giống như chúng ta trên con đường theo đuổi ước mơ, nếm trải sự cô đơn và lẻ loi, hoặc là gặp phải khó khăn trở ngại.
Theo tiếng hát của Vương Hạo Nhiên, giai điệu dần dần thoát khỏi sự trầm lắng, giọng hát cao vút như có thể thấm vào tâm hồn và linh hồn của mọi người, mang đến cho những học sinh đang trên con đường thực hiện lòng dũng cảm để vượt qua mọi chông gai. Tất cả học sinh có mặt và Tống Chân Ngữ đều bị tiếng hát của Vương Hạo Nhiên làm cho chấn động. Energy. Câu hát cuối cùng của Vương Hạo Nhiên vang lên, trong lớp học vang lên tiếng vỗ tay và reo hò như sấm dậy đất rền. Vương Hạo Nhiên thế mà còn biết hát. Tên này đẹp trai, học giỏi, gia thế tốt. Hát hay nữa, ông trời thật bất công. Vương Hạo Nhiên học sinh đúng là giấu nghề. Tôi làm chủ nhiệm lớp 2 năm rồi, đến lúc sắp tốt nghiệp rồi, mới biết trong lớp có một học sinh hát hay như vậy. Trước đó trường tổ chức hội thi ca hát mấy lần. Lớp chúng ta không có ai đăng ký, sao lúc đó cậu không tham gia? Hội thi ca hát gì cơ? Tham gia chẳng khác nào làm hạ thấp thân phận và đẳng cấp của Vương Hạo Nhiên học sinh. Tống Chân Ngữ nghe vậy, gật đầu đồng tình. Lúc xem hội thi ca hát còn thấy các học sinh đó hát cũng ra gì phết. Nhưng so với trình độ ca hát của Vương Hạo Nhiên, chẳng khác nào sự cách biệt giữa đồng đoàn và... Tuy nói vậy là đúng, nhưng Vương Hạo Nhiên cậu vẫn là quá đáng, phải phạt cậu. Hát thêm bài nữa, hát thêm bài nữa, hát thêm bài nữa. Vậy tôi hát thêm bài Yêu Chính Là Em. Cô Tống, bài hát này em cần cảm xúc một chút. Tôi nhìn cậu hát. Vương Hạo Nhiên nhìn Tống Chân Ngữ bằng ánh mắt sâu lắng cất tiếng hát. Vài câu hát này vang lên, Tống Chân Ngữ căng thẳng đến mức các ngón chân cũng cuộn lại. Trình độ ca hát siêu đỉnh, cộng thêm gương mặt điển trai ngời ngời, Tống Chân Ngữ thật sự có chút không chịu nổi. Tống Chân Ngữ dần dần nhập tâm, bỏ qua thân phận của hai người, coi mình là một cô gái bình thường, mà trước mặt chỉ là một chàng trai đang hát tình ca cho cô ấy. Cùng lúc đó, Vương Hạo Nhiên cũng nhận được hai tin nhắn hệ thống. Đinh, nữ chính một trong số đó là độ hảo cảm dành cho ký chủ tăng lên. Tổng độ hảo cảm hiện tại là 40, rất thân thiết đinh ảnh hưởng. Đừng nghi ngờ. Vương Hạo Nhiên thâm tình hát. Tống Chân Ngữ nhìn đối diện với anh ta, ánh mắt hơi say mê. Cảnh tượng này trực tiếp khiến bầu không khí trong lớp học dần sôi động. Tống Chân Ngữ vì những tiếng động xung quanh cũng bị kéo về thực tại. Tâm trạng đã đủ rồi, mau tránh ra chỗ khác đi. Đừng hát với tôi nữa. Vương Hạo Nhiên thuận thế bước đi, dừng lại trước mặt Hứa Mộ Nghiên. Tất nhiên anh ta không phải muốn hát tình ca cho Hứa Mộ Nghiên. Đối với Hứa Mộ Nghiên, Vương Hạo Nhiên đã sớm xác định phương án chiến lược giả vờ không muốn để đối phương muốn. Sự thật cũng chứng minh Hứa Mộ Nghiên cũng rất thích chiêu này. Cô ấy là kiểu người bề ngoài có vẻ rất tốt, dễ gần nhưng nội tâm lại vô cùng kiêu ngạo. Đối với kiểu con gái này, không thể quá nể mặt. Bạn theo đuổi cô ấy một cách thẳng thắn, cô ấy sẽ không để ý đến bạn. Nhưng bạn tỏ ra không quan tâm đến cô ấy, sẽ thấy trong lòng ngứa ngáy. Vương Hạo Nhiên liếc mắt sang, nhìn vào Ôn Tĩnh. Đứng trước mặt tôi, lại nhìn Ôn Tĩnh, đây là ý gì vậy? Ông một. Fan của Ôn Tĩnh thì mê mẩn Vương Hạo Nhiên. Lúc này Vương Hạo Nhiên đột nhiên hát tình ca với cô ấy, sự kích động trong lòng cô ấy hoàn toàn không thể dùng lời nói để diễn tả. Còn Hứa Mộ Nghiên bên cạnh, nội tâm cảm thấy đủ loại cảm xúc lẫn lộn. Ghen tị, nhưng Hứa Mộ Nghiên lại không thể kiềm chế được nhịp tim đang tăng tốc của mình, cũng như đôi má đang nóng lên. Khi bài hát kết thúc, ánh mắt nóng bỏng của Vương Hạo Nhiên va chạm với ánh mắt của Hứa Mộ Nghiên. Khoảnh khắc này, Hứa Mộ Nghiên chỉ cảm thấy tâm linh rung động. Độ hảo cảm của nữ chính Hứa Mộ Nghiên dành cho ký chủ tăng 10, tổng độ hảo cảm hiện tại là 50. Nảy sinh tình cảm yêu mến, ký chủ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hướng đi của cốt truyện. Nhận được 500 điểm phản diện, Vương Hào Quang nam chính trừ 30. Vương Hào Quang phản diện của ký chủ cộng 30. Nhận được thông báo nhắc nhở của hệ thống, Vương Hạo Nhiên thầm vui mừng. Ánh mắt của Hứa Mộ Nghiên sao có vẻ hơi khác thường vậy? Không lẽ là thích Vương Hạo Nhiên rồi sao? Chờ đến khi điểm thi đại học được công bố chính là lúc tôi lật ngược tình thế, đến lúc đó Hứa Mộ Nghiên sẽ là bạn gái của tôi. Vương Hạo Nhiên, tôi đã nhận được trước sự chấp thuận của bố vợ tương lai của tôi. Anh dựa vào cái gì mà tranh giành với tôi? Ngày hôm sau, phòng thi. Lúc này, bài thi môn ngữ văn chính thức bắt đầu. Phong cách cá nhân của bài văn quá mạnh. Khỏi chết quá, tôi cứ viết bài văn trước vậy. Tổng điểm bài văn là 60, sau bao nhiêu ngày nỗ lực của tôi, ít nhất cũng phải được 40 mấy điểm chứ. Chờ tôi viết xong bài văn, họ cũng làm xong mấy câu hỏi phía trước rồi, đến lúc đó tôi chép một lượt là xong. Sở Bạch mất khoảng 40 phút. Viết xong một bài văn, thở phào nhẹ nhõm, liền chuẩn bị bắt đầu gian lận. Chỉ là Sở Bạch vừa mới ngẩng đầu lên, còn chưa kịp sử dụng khả năng nhìn xuyên thấu, một khuôn mặt hơi dữ tợn trước mặt liền phóng đại trong tầm nhìn. Bạn học này, tập trung vào bài thi đi, đừng nhìn lung tung. Chỉ cần nhìn vào bài thi của mình là được. Sở Bạch biết làm sao bây giờ, tất nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu thôi. Cậu giả vờ làm bài tập được vài phút, liền lại chuẩn bị gian lận. Ngẩng đầu lên nhìn quanh, làm gì vậy, muốn gian lận à? Nhìn nữa là tôi hủy bỏ tư cách thi của cậu đấy. Sở Bạch chỉ có thể cúi đầu nhìn bài thi của mình. Khóe mắt lại liếc thấy Tân Lương Tài vừa mới bê ghế đến, ngồi xuống bên cạnh cậu. Tên Tân Lương Tài này bị bệnh à? Nhìn chằm chằm tôi như vậy, làm sao mà gian lận được chứ? Sở Bạch vừa tức vừa bực, nhưng cũng không thể nổi cáu, chỉ có thể cầu nguyện Tân Lương Tài lát nữa sẽ đi. Nhưng Tân Lương Tài đã nhận được lệnh của người nào đó, làm sao có thể đi được? Cho đến khi kết thúc bài thi môn ngữ văn, Sở Bạch có chút thất thần lạc hồn. Mà bài thi môn ngữ văn chắc chắn là trượt rồi.
tổng điểm chắc chắn sẽ bị kéo xuống rất nhiều. Hy vọng bài thi môn toán vào buổi chiều và những bài thi sau đó như sẽ vậy còn có thể cứu vãn được. 3 giờ chiều, bài thi môn toán, giám thị Tân Lương Tài đã phát xong bài thi môn toán. Sau đó, trực tiếp dưới ánh mắt kinh ngạc và hoảng sợ của Sở Bạch, bê một cái ghế đến ngồi xuống bên cạnh cậu. Khuôn mặt của Sở Bạch buồn bã như đưa đám, thi còn tệ hơn cả ngày chủ nhật. 5 giờ chiều, kỳ thi thử nghiệm lần này đã hoàn toàn kết thúc. Sở Bạch với khuôn mặt thất vọng đi trên đường chuẩn bị ra ngoài giải tỏa tâm trạng buồn bực. Chàng trai trẻ sao lại có vẻ thất thần lạc hồn vậy? Thi cử không thuận lợi à? Chào hiệu trưởng ạ, Sở Bạch chào hỏi. Sau đó gật đầu. Chỉ là một kỳ thi thử nghiệm thôi mà, không làm tốt thì thôi. Điều này không đại diện cho thành tích của em sau này. Hiệu trưởng nói đúng ạ. Sở Bạch gượng gạo nở một nụ cười. Nếu chỉ là một kỳ thi thử nghiệm đơn giản thì cũng không sao. Nhưng kỳ thi thử nghiệm lần này không làm tốt, chuyện để Hứa Mộ Nghiên làm bạn gái của tôi, chẳng phải là tan thành mây khói rồi sao? Tôi thấy hình như em định ra ngoài. Em không ăn tối à? Em ra ngoài giải tỏa tâm trạng không một ăn chút tối à? Người trẻ tuổi không ăn uống đúng giờ rất dễ bị đau dạ dày đấy. Cơm nhất định phải ăn đúng giờ. Thế này nhé, nhà tôi ở gần đây. Không xa lắm, tôi cũng vừa định về ăn cơm. Em đi cùng tôi nhé. Sở Bạch đương nhiên cũng không phản đối. Hiệu trưởng đã cho cậu một ân huệ lớn như vậy. Sáng ngày mùng 4, điểm thi đã được công bố. Hứa Mộ Nghiên và Vương Hạo Nhiên hai người cùng đạt 682 điểm, đồng hạng nhất. Cậu nợ tôi một cốc trà sữa. Yên tâm, không thể thiếu của cậu đâu. Tên của Sở Bạch ở đâu nhỉ? Hứa Mộ Nghiên vì tò mò tìm kiếm trong bảng điểm của lớp, nhưng tìm mãi cũng không thấy. Cậu xem ngược lại đi, đứng cuối cùng kìa. Lần trước thứ hạng của Sở Bạch còn ở mức trung bình khá của lớp, không nói là cậu ấy sẽ tiến bộ, ít nhất cũng phải duy trì chứ. Bây giờ lại biến thành học sinh đội sổ nổi tiếng rồi. Tôi đoán lần thi tháng trước cậu ấy chắc chắn là gian lận. Thành tích này thực ra mới là trình độ thật của cậu ấy. Ra là vậy. Tôi còn tưởng lần trước thành tích của cậu ấy đột ngột tăng cao là do tôi dạy kèm cho cậu ấy. Thêm vào đó bản thân cậu ấy cũng rất thông minh. Cậu học hành học đến ngu người rồi à? Cậu ấy nói với cậu như vậy mà cậu cũng tin à? Sao? Sao cậu lại mắng người thế? Tôi dù sao cũng là con gái đấy. Lại còn mắng tôi học hành học đến ngu người. Tôi không phải đang mắng cậu, mà là đang nhắc nhở cậu để cậu nhận ra Sở Bạch đó. Đừng để bị lời nói dối của cậu ấy lừa gạt nữa. Phải tránh xa cậu ấy ra. Con trai đều thích lừa dối con gái như vậy sao? Vậy anh có lừa tôi không? Vương Hạo Nhiên nhìn cô, chỉ thấy ánh mắt Hứa Mộ Nghiên sáng rực. Trong đôi mắt long lanh, dường như có những sợi tơ tình cảm đang cuộn trào. Cô nàng này của Nhiên đã động lòng với mình rồi. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Con trai lừa con gái thường có hai trường hợp. Hoặc là vì tiền, hoặc là vì sắc. Em nghĩ anh cần phải lừa em sao? Hứa Mộ Nghiên hơi ngốc, hình như không hiểu lắm. Tiền thì anh có, anh đương nhiên không thể lừa tiền của còn em. Còn về sắc hừ hừ, anh đã nói với em rồi, em lại quên rồi. Cần anh nhắc lại lần nữa không hả? Hứa Mộ Nghiên coi như đã hoàn toàn hiểu. Mặt đỏ bừng lên, nhưng không phải vì xấu hổ, mà là vì tức giận. Biết rồi, anh không có hứng thú với tôi. Tôi nhớ rồi. Nhớ là tốt rồi. Ký chủ đã lay động trái tim của một trong những nữ chính, Hứa Mộ Nghiên. Nhận được 200 điểm phản diện, độ hảo cảm tăng rồi. Sau này tán tỉnh nữ chính còn được thưởng điểm phản diện nữa. Vậy sau này phải tán tỉnh nhiều hơn mới được. Đừng coi thường người khác, sắp thi đại học rồi. Đến lúc đó các người sẽ biết ai mới là học sinh kém. Lũ rác rưởi, các người cứ chờ bị thành tích của tôi và mặt đi. Phạm Thông liên tục lặp lại câu nói này. Sắc mặt của Sở Bạch đen như đáy nồi. Câu nói này chính là do Sở Bạch sáng tác. Ký chủ thao túng đằng sau, ngăn cả nam chính. Sở Bạch ra vẻ ta đây trong kỳ thi nhận được 300 điểm phản diện. Hệ thống, tôi có bao nhiêu điểm phản diện rồi? Ký chủ có 1.800 điểm phản diện. Đổi cho tôi kỹ năng diễn xuất cấp ảnh đấy trị giá 1.000 điểm phản diện. Và bắt đầu quay thưởng. Chúc mừng ký chủ, vận may đang đến. Quay trúng dị năng nhìn xuyên thấu điểm trị giá 5.000. Có sử dụng ngay lập tức không? Nói nhảm, không dùng để dành ăn Tết à? Kim chỉ nam của Sở Bạch giờ tôi cũng có rồi. Hơn nữa chỉ mất 500 điểm phản diện, lời to rồi. Thử xem hiệu quả thế nào. Thử bằng cách nào đây? Có rồi. Ánh mắt Vương Hạo Nhiên rơi vào Hứa Mộ Nghiên. Rất nhanh, hơi thở của anh trở ta trở nên gấp gáp. Một lúc lâu sau mới miễn cưỡng thu hồi ánh mắt. Hứa Mộ Nghiên này đúng là không xem thì không biết, xem xong giật cả mình. Vương Hạo Nhiên vừa mừng vừa bất ngờ, nhưng rất nhanh lại cảm thấy hơi khó chịu trong lòng. Mình chắc là người thứ hai biết được chuyện này của Hứa Mộ Nghiên nhỉ? Chuyện này á? Hệ thống, nam chính Sở Bạch đã từng sử dụng dị năng với nữ chính chưa? Ký chủ tra cứu thông tin của nam chính cần tiêu hao 100 điểm phản diện, có tra cứu không? Tra cứu. Nam chính Sở Bạch chưa từng sử dụng dị năng với bất kỳ nữ chính nào. Vương Hạo Nhiên lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nghĩ lại cũng đúng, ngoại trừ một số nam chính biến thái, những nam chính khác thường rất đứng đắn. Sở Bạch không làm chuyện như vậy cũng là bình thường, không giống như mình, một tên phản diện. Tò mò muốn xem thì cứ xem thôi, nhưng xem nhiều sẽ hại sức khỏe. Vẫn nên tiết chế một chút. Lần sau, lũ chúng mày cấm hết miệng cho tao. Ai mà còn dám nói thêm một câu cẩn nữa. Cẩn thận tao không khách sáo đâu. Sở Bạch tức giận đập bàn, dọa những người xung quanh giật nảy mình. Vương Hạo Nhiên không muốn nhìn thấy tình huống này, nói với Phạm Thông vài câu. Mày làm gì đấy? Mày chỉ là một học sinh kém cỏi, là một kẻ rác rưởi. Mọi người nói sai à? Cái bộ dạng này của mày là muốn đánh người à? Có giỏi thì thử xem, ông mày đứng đây cho mày đánh đấy. Tao cá thằng cháu mày không dám động vào tao một cái nào đâu. Trên mặt Phạm Thông vẫn còn vài chỗ tím bầm, kết hợp với lời nói ngông cuồng này trông rất đáng ghét. Cháu à, người ta cho mày đánh đấy, sao không dám đánh nữa rồi? Mày đánh đi, đánh tao đi. Đánh đi, đánh đi. Sở Bạch nóng tính cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Cái tát này rất đã, nhưng Sở Bạch lại hơi hối hận. Của nhiên Phạm Thông lập tức quay người đi mách, nhưng lại quay trở về. Chào hiệu trưởng ạ.
Chuyện vừa rồi tôi đã nghe thấy hết ở ngoài lớp học rồi. Hai em là bạn học cùng lớp, có thể gặp nhau chính là duyên phận. Bạn học với nhau nên thấu hiểu và yêu thương lẫn nhau. Hiệu trưởng già bắt đầu một bài thuyết giảng dài dòng, liên tục tẩy não mọi người, cuối cùng cũng chỉ phê bình Sở Bạch vài câu, nhưng lại không hề phạt Sở Bạch. Cái tác của Phạm Thông coi như là tặng không cho Sở Bạch rồi. Xem ra phải nghĩ cách giải quyết nhân vật phụ quan trọng này rồi. Không thể cứ để cậu ta giúp đỡ Sở Bạch như vậy được. Kỳ thi thử nghiệm đã qua rồi, không làm tốt thì thôi. Không sao cả, quan trọng nhất là kỳ thi đại học, đó mới là lúc thể hiện bản lĩnh thật sự. Hiệu trưởng nói đúng ạ, tuy kỳ thi thử nghiệm lần này thất bại, nhưng em vẫn còn cơ hội. Chỉ cần đến lúc đó thì đại học thật tốt là được. Xem ra em đã ổn rồi. Về lớp học đi. Hiệu trưởng ạ. Em còn một yêu cầu nhỏ, mong hiệu trưởng đồng ý. Em nói là tối qua đến nhà hiệu trưởng ăn cơm. Hiệu trưởng vô tình tiết lộ, nói là chiều nay sẽ đến chỗ bạn bè chơi cá cược đá quý. Em cũng muốn đi ạ. Tuy em còn nhỏ tuổi, nhưng em đã học được tinh túy thực sự của trò chơi này. Từ một nhân vật huyền thoại về cá cược đá quý, 10 lần chơi thì 9 lần thắng. Hiệu trưởng cứ dẫn em đi nhé. Gia đình em không khá giả, mẹ em làm việc rất vất vả, em cũng muốn kiếm chút tiền để phụ giúp họ. Đúng là một đứa trẻ hiếu thảo. Em đi xin phép giáo viên chủ nhiệm của em đi. Giáo viên chủ nhiệm lớp em hơi khó nói chuyện, vậy nên mong hiệu trưởng giúp đỡ. Chuyện của Ôn Tĩnh lần trước, tuy Tống Chân Ngữ không nói ra, nhưng chắc chắn vẫn còn đang bực tức. Lúc này mà đi xin phép chắc chắn sẽ bị mắng, còn không xin được nghỉ. Con trai, ở trường con muốn bắt nạt ai thì bắt nạt, nhà chúng ta có quan hệ. Đây là những lời mà người mẹ hờ của Vương Hạo Nhiên đã từng nói với anh ta. Tuy không biết là quan hệ gì, nhưng chắc chắn không đơn giản. Vương Hạo Nhiên lấy điện thoại ra gọi cho mẹ mình. Điện thoại đổ chuông hồi lâu, nhưng không ai nghe máy. Xem ra vẫn phải đến công ty của mẹ hờ một chuyến. Dù sao thì nói qua điện thoại cũng không rõ ràng. Tống Chân Ngữ mở mắt ra, phát hiện ra một khuôn mặt nam sinh tuấn tú, liền vô thức nở nụ cười. Chúc mừng ký chủ lay động trái tim của một trong những nữ chính, Tống Chân Ngữ nhận được 200 điểm phản diện. Biết anh hát hay, nhưng cũng không cần phải chạy đến văn phòng hát chứ, em buồn ngủ quá. Chị Chân Ngữ, em muốn xin nghỉ buổi chiều, chị phê duyệt cho em nhé. Sao lại có thêm người xin nghỉ nữa vậy, còn ai xin nghỉ nữa vậy? Sở Bạch, khi Tống Chân Ngữ nói hai chữ này, rõ ràng có chút không vui. Chị Chân Ngữ, giúp em với. Được rồi, nếu em đã có việc rất quan trọng, thì đi đi. Đến công ty của mình chen hàng rất hợp lý phải không? Lễ Tân xinh đẹp nhìn thấy Vương Hạo Nhiên chen hàng, lập tức dừng động tác trên tay, nghiêm nghị nhìn chằm chằm Vương Hạo Nhiên. Có chuyện này sao có cảm giác quen quen nhỉ? Tiếp theo sẽ không phải là mắng mỏ lớn tiếng, thậm chí gọi bảo vệ đuổi mình đi. Sau đó mẹ đi xuống, sau khi thân phận thiếu gia của mình bị bại lộ, liền cuống cuồng xin lỗi mình chứ. Hóa ra là Vương thiếu gia, anh đẹp trai hơn trong ảnh nhiều. Cô gặp tôi rồi ảnh à? Của tôi á? Vâng ạ, trong văn phòng của Trân tổng và mỗi hành lang trong tòa nhà công ty đều có ảnh của anh đó ạ. Ồ, lúc đầu bị chế nhạo, sau đó lộ thân phận ra ai vả mặt. Câu chuyện kiểu này của Nhiên là đặc quyền của nam chính, hoàn toàn không thể xảy ra với tôi, một tên phản diện. Tôi muốn gặp mẹ tôi. Trân tổng, phiền cô chuyển lời giúp tôi. Vâng ạ, Vương thiếu gia, bên kia thư ký trả lời Trân tổng đang họp. Bây giờ tôi đưa anh lên văn phòng của Trân tổng chờ nhé. Chào Vương thiếu gia, tôi là thư ký của Trân tổng. Công ty của mẹ hờ tôi, đúng là nhiều gái xinh thật. Vương thiếu gia, anh chờ một chút. Trân tổng đang họp. Tôi đi xem còn bao lâu nữa rồi quay lại trả lời anh. Không phải đã nói với cô rồi sao? Trước khi cuộc họp kết thúc thì đừng làm phiền tôi. Không hiểu à? Trân tổng, có người tìm cô. Là cô, là con trai của ai cô. Ai cũng không được, bảo người đó đi đi, nói là tôi không rảnh. Bây giờ tôi không gặp ai cả. Trân lệ họp cả ngày mà không có được một phương án nào ưng ý, nên có vẻ rất cáu kỉnh. Những quản lý cấp cao kia đều sợ hãi không dám nói lời nào. Ngu hết rồi à? Tiếp tục đi, ai có phương án nào hay hơn không? Trân tổng, vậy bây giờ tôi lập tức đi trả lời con trai cô, bảo cậu ấy về đi. Đi đi, khoan đã, cô vừa nói gì? Con trai tôi đến công ty tìm tôi ạ. Vâng, Trân tổng, bây giờ cậu ấy đang ở văn phòng của cô, tan họp thôi ạ. Trân lệ ra lệnh cho mọi người. Cơn giận dữ trên mặt cũng tan biến trong phút chốc, trở nên dịu dàng như gió xuân. Trân tổng, phương án vẫn chưa được quyết định, cuộc họp lâu như vậy chẳng phải là vô ích sao? Về văn phòng của tôi hiểu rồi. Trong lòng Trân tổng, việc làm ăn của công ty kém xa con trai bà ấy. Con trai yêu quý, mẹ nhớ con muốn chết. Con là người lớn rồi, đừng coi con như đứa trẻ mấy tuổi được không? Tiếng mẹ, Vương Hạo Nhiên không gọi ra được, cần phải thích nghi một chút. Dù con bao nhiêu tuổi thì vẫn là con trai của con mẹ. Con trai, nghe bố con nói con có bạn gái rồi. Con cùng nhau đi khách sạn nữa, chắc là đã làm chuyện đó rồi nhỉ, sướng không? Cặp vợ chồng này đúng là cùng một ruột, đều là những kẻ kỳ quặc. Làm gì có người mẹ nào lại hỏi con trai mình những câu như bảo vậy con chứ? Trả lời sao đây? Mẹ không phải nên hỏi han nhiều hơn về việc học của con sao? Đúng rồi, việc học của con thế nào? Gần đây thi được bao nhiêu điểm? 682 điểm ạ. Cao như vậy sao? Của Nhiên là con trai của mẹ. Con đúng là thiên tài. Trân lệ đầy vẻ ngạc nhiên, háo hức muốn hôn con trai mình mấy cái. Không ngờ Vương thiếu gia lại là học bá. Con tưởng là một cậu ấm ăn chơi chắc táng, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc. Đừng khen nữa, con đến đây không phải để nói điểm số, để mẹ khen đâu. Hiểu rồi, Phương Huyền. Tôi đưa cho cô số tài khoản của con trai cô. Cô cần thẻ của tôi đi chuyển 5 triệu vào cho nó. Hay là chuyển 10 triệu đi. Mắt của Phương Huyền suýt nữa thì rớt ra ngoài. Đây là thế giới của người giàu sao? Tiền tiêu vặt toàn là triệu triệu. Cho con trai. Tiền không cần phải tiếc, con muốn tiêu gì thì tiêu.
Bạn gái muốn bao nhiêu thì bao nhiêu. Đừng tiếc tiền, bố mẹ kiếm tiền chẳng phải là để cho con tiêu sao? Mẹ hờ này thật biết lo lắng cho mình. Thôi đừng nói chuyện này nữa, con có chuyện quan trọng khác muốn nói với mẹ. Phương Huyền nhanh trí, nghe thấy câu này liền né tránh một chút. Nhà chúng ta có ai có quan hệ cứng hơn hiệu trưởng trường trung học Thủy Trạch không? Quan hệ sắt á? Hiệu trưởng trường trung học Thủy Trạch chọc giận con à? Quá đáng thật. Mẹ tìm người xử lý ông ta. Ôi trời ơi. Quả nhiên là người nhà của phản diện, mở miệng ra đã bạo lực tàn nhẫn như vậy. Chuyện này con tự xử lý được. Mẹ trả lời câu hỏi của con được không? Mẹ quen biết một thành viên hội đồng quản trị của quan trường trung học không Thủy phải Trạch là sắt, nhưng cũng coi như là khá tốt. Thành viên hội đồng quản vậy trị thì sao? Dễ rồi. Trường trung học Thủy Trạch là trường tư thục. Trên hiệu trường còn có hội đồng quản trị, có thể hẹn gặp người đó vào chiều nay không? Để mẹ thử xem. Chân Lệ nói chuyện điện thoại mấy phút, sau đó mới cúp máy, nói với Vương Hạo Nhiên, con trai, không vấn đề gì nữa rồi. Đã hẹn xong rồi, mẹ đi sắp xếp công việc ở công ty đã. Mẹ đi cùng con. Công ty mẹ bận như vậy. Thôi bỏ đi, mẹ gửi địa chỉ cho con tự đi được. Cũng có thể đến lúc đó nói chuyện với người ta. Nếu không ổn thì mẹ báo cho con để nói chuyện. Chân Lệ nói xong, gửi cho Vương Hạo Nhiên một định vị xưởng ngọc. Bà ấy cũng là người bận rộn, có việc trên tay không thể rời đi được, chỉ có thể như vậy. Nói sơ qua với con về người này nhé. Cô ấy họ Đường, tên là Đường Băng Vân, một người phụ nữ khoảng 20 tuổi. Nhà họ Đường kinh doanh chủ yếu là đồ trang sức bằng ngọc. Gia nhập ngành giáo dục cũng chỉ mới vài năm gần đây. Đường Băng Vân này rất có năng lực. Chỉ trong vài năm, quản lý tập đoàn giáo dục Thủy Trạch rất tốt. Đường Băng Vân này chắc là rất xinh đẹp nhỉ? Ơ con trai, sao con biết cô ấy rất xinh đẹp? Chỉ là hơi già một chút. Chân Lệ còn định nói tiếp, nhưng Vương Hạo Nhiên đã không quan tâm nữa rồi. Đường Băng Vân này chắc chắn là hình mẫu tổng tài băng giá rồi. Nhất định là một trong những nữ chính. Tác giả ngốc nghếch này thiên vị Sở Bạch đến mức mẹ nào vậy? Cho nam chính này nhiều nữ chính như vậy. Sau khi nói chuyện với mẹ xong, Vương Hạo Nhiên liền khởi hành. Chiếc xe quê mùa này không phải là của hiệu trưởng già sao? Ơ còn có cả Sở Bạch nữa. Hiệu trưởng già và Sở Bạch không lẽ cũng đến xưởng ngọc sao? Tên Sở Bạch này có dị năng nhìn xuyên thấu. Đến lúc đó mở mấy viên đá thô, chẳng phải là khiến tổng tài băng giá xinh đẹp kia phải kinh ngạc sao? Lái nhanh lên, nhanh nhất có thể. Vương Hạo Nhiên lập tức ra lệnh cho tài xế. Nhìn xuyên thấu sao? Không phải chỉ có mày mới có đâu. Nếu tao không chặn mày lại, thật sự là có lỗi với danh hiệu đại phản diện. Nhan sắc và vóc dáng đều là cực phẩm trong số cực phẩm, tổng hợp lại 98 điểm. Vương Hạo Nhiên đánh giá Đường Băng Vân. Đường Băng Vân vừa chỉ đạo, liếc nhìn Vương Hạo Nhiên một cái rồi liền rời mắt đi. Nói sao thì tôi cũng là một chàng trai có sức hút bùng nổ mà, thái độ cần gì phải lạnh nhạt như vậy chứ? Chào Đường tiểu thư, thật là không lễ phép. Tôi và mẹ cháu xưng hô chị em với nhau. Chào Đường gì? Con nhỏ này chỉ lớn hơn tôi 4 năm tuổi, lại còn bắt tôi gọi là gì? Mẹ kiếp, quá đáng thật, tao sớm muộn gì cũng xử lý mày. Thích người khác gọi là gì lắm phải không? Đến lúc đó tao sẽ cho mày gọi là bố. Ngoan nào, dì đang dặn dò bạn của dì. Bây giờ dì không rảnh, cháu đợi một chút nhé. Vâng, Đường gì, dì cứ bận việc của dì. Cháu đi. Đợi gì, nhưng mong Đường gì có thể xong việc trước 5 giờ. Tối nay cháu còn phải học thêm, cháu sợ muộn học. Tất nhiên, nếu Đường gì không xong việc trước 5 giờ thì cũng không sao, cháu ngày khác lại đến tìm dì. Vương Hạo Nhiên nói chuyện có chút rụt rè. Lời nói như phát ra từ tận đáy lòng, trong mắt toát lên vẻ ngây thơ, ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ đây là một cậu bé ngoan ngoãn. Hình như cậu ấm trước mặt này có chút khác biệt so với những cậu ấm mà mình thường gặp. Là một học sinh đang đi học, dù có hư hỏng thì cũng đến mức nào chứ. Sao mình có thể coi cậu ấy là những cậu ấm ăn chơi chắc táng kia chứ. Chúc mừng ký chủ thay đổi cảm xúc của một trong những nữ chính Đường Băng Vân, ảnh hưởng đến hướng đi của cốt truyện gốc, nhận được 100 điểm phản diện, kỹ năng diễn xuất cấp ảnh đế. Thật đáng sợ. Xin nữa quên hỏi, cháu tên là gì? Sắc mặt lạnh lùng của Đường Băng Vân dịu đi rất nhiều, hỏi bằng giọng ôn hòa. Cháu tên là Vương Hạo Nhiên ạ. Vương Hạo Nhiên, tên hay đấy. Hào khí chính trực, dì sẽ không mất nhiều thời gian đâu, nhất định sẽ xong việc sớm, tuyệt đối sẽ không để cháu muộn học thêm. Cảm ơn Đường dì. Vương Hạo Nhiên rất lễ phép, nhìn Đường Băng Vân bằng ánh mắt ngây thơ. Hừ, Đường dì của Nhiên không đơn giản, vóc dáng này thật tuyệt. Bình tĩnh, bình tĩnh. Mình đến đây để cướp người, chứ không phải đến xem vóc dáng của cô ấy. Đường dì, sao dưới đất lại bày nhiều đá thế này? Số viết trên đó có ý nghĩa gì vậy? Đây không phải là đá bình thường đâu, đây là đá thô. Tuy bề ngoài trông không có gì đặc biệt, nhưng bên trong rất có thể ẩn chứa ngọc đẹp có giá trị liên thành. Nhãn dán trên đá thô chính là giá, đơn vị là vạn. Ví dụ như viên đá kia ghi là 10, có nghĩa là 10 vạn. Ví dụ như có người mua viên đá 10 vạn này đi cắt, có thể sẽ lãi, cũng có thể sẽ lỗ. Cái này gọi là cá cược đá quý. Hiểu rồi, cắt viên đá 20 vạn này cho tôi. Cắt đi. Một người đàn ông trung niên sau khi chọn đá thô xong liền hô lên một tiếng, mọi người đều vây quanh. Một lúc sau, đá thô được cắt ra, để lộ diện mạo thật sự bên trong. Chất ngọc khá trong, màu sắc cũng được, nhưng tạp chất hơi nhiều một chút. Định giá 15 vạn. Thật xin lỗi, đã để Lý tiên sinh phải chịu thiệt rồi. Nguyện cực thua chịu, hơn nữa cũng chỉ lỗ 5 vạn thôi. Có gì mà thiệt chứ? Tiếp theo, người đàn ông trung niên này lại cắt thêm vài viên đá thô. Chỉ trong mười mấy phút, đã lỗ 95 vạn. Những người xung quanh nhìn thấy tình huống này, hình như cũng không còn hứng thú chơi tiếp nữa. Đường Băng Vân cũng không quan tâm, chuẩn bị tự mình chọn vài viên để chơi. Đường gì, cháu cũng muốn chơi. Cháu muốn cắt viên đá 60 vạn này. Cháu cũng muốn chơi cái này sao? Đường Băng Vân có chút do dự. Cháu có tiền mà, có thể chuyển cho dì ngay lập tức. Dì không phải sợ cháu không có tiền trả,
mà là sợ cháu lỗ rồi không biết giải thích với mẹ cháu thế nào. Không sao đâu, đều là tiền tiêu vặt của cháu. Dù có dùng hết thì mẹ cháu cũng không nói gì đâu. Vương Hạo Nhiên cũng lời dài dòng, trực tiếp bê viên đá thô đã chọn lên, đem đến cho thợ cắt. Đường tổng, cắt đi ạ. Viên đá này nhìn cũng được đấy. Dù có lỗ cũng không lỗ nhiều đâu. Cùng lắm thì phần lỗ tôi bù vào là được. Tiền tiêu vặt cũng có mấy trăm vạn, cậu bé này là con nhà ai vậy? Tập đoàn Vương Thị, Vương Tưởng Quốc, con trai của Trần Lệ, công ty Sắc Thiên Hương, ra là vậy. Người thừa kế duy nhất của khối tài sản mấy trăm tỷ. Chỉ là cậu ấm nhà họ Vương này, trông có vẻ hơi ngốc nghếch, nhiều tiền. Dưới sự nỗ lực của thợ cắt, diện mạo thật sự của viên đá thô cũng nhanh chóng được hé lộ. Đường tổng, ngọc này nhìn đẹp đấy. Có đáng giá 60 vạn không? 60 vạn, 350 vạn. Vương Hạo Nhiên giả vờ ngạc nhiên nói. Cháu lãi rồi sao? Lãi to rồi. À, cháu lãi 290 vạn rồi. Vui quá. Cháu còn muốn chơi. Vương Hạo Nhiên vội vàng chọn đại một viên đá thô khác. Viên đá này 300 vạn. Lỡ như cắt ra là đá rác thì cháu không những không có lời mà còn phải bù thêm 10 vạn vào. Hay là đổi viên khác đi. Không sao đâu, đừng gì, viên đá này không phải cháu cắt thì gì cũng cắt mà. Nếu cháu cắt ra đá rác, cũng coi như là giúp gì tiết kiệm tiền mà. Thua cũng vui. Cháu thật là... Đường Băng Vân có chút cảm động. Thợ cắt, nhanh lên. Xong rồi, mấy phút sau, một mặt cắt lộ ra, không có một chút màu ngọc nào. Hạo Nhiên, cho dù là đá rác, đừng gì cũng sẽ không để cháu bị thiệt đâu. 10 vạn kia gì trả cho cháu. Là đá rác sao? Thế thì tốt quá, cháu tự mình lỗ, đường gì sẽ không bị lỗ. Đùa thôi, cháu sao có thể lỗ được, sắp kiếm được một khoản lớn rồi. Không ngờ, chị Trần Lệ lại có một cậu con trai ưu tú chân thành và ngây thơ như vậy. Mới gặp cháu lần đầu đã đối xử tốt với gì như vậy? Ký chủ thay đổi vận mệnh của một trong những độ hảo cảm của Đường Băng Vân dành cho ký chủ tổng độ hảo cảm hiện tại là 20, rất thân thiện. Ký chủ ảnh hưởng đến hướng đi của cốt truyện gốc, nhận được 200 điểm phản diện. Hạo Nhiên, nghe Trần Lệ nói, cháu đang học ở trường trung học Thủy Trạch. Dì cháu là thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn giáo dục Thủy Trạch. Sau này ở trường nếu có ai bắt nạt cháu thì nói cho dì biết, dì nhất định sẽ giúp cháu chút giận. Cảm ơn Đường tiểu thư. Là Đường gì? Vâng, cảm ơn Đường gì. Sao cô ta lại không biết xấu hổ thế? Đây chỉ là loại thủy tinh. Vương thiếu gia, loại thủy tinh này giá trị hoàng đế chắc chắn phải trên 60 triệu tệ. Những người xung quanh vừa ghen tị vừa hâm mộ. Lại lái nữa rồi sao? Xem ra vận may của cháu quá tốt. Cháu còn muốn chơi. Cờ bạc chơi lâu ắt sẽ thua. Vận may của con người là có hạn. Cháu đã liên tiếp thắng 2 lần rồi. Cắt tiếp có thể sẽ lỗ ngược lại rất nhiều. Nếu như vậy thì tốt quá. Cũng coi như là giúp Đường gì giảm bớt tổn thất. Nói xong, Vương Hạo Nhiên liền hăm hở đi chọn đá thô. Trực tiếp chọn một hơi hơn 30 viên đá thô. Cháu cũng chọn nhiều quá. Tổng giá trị của những viên đá này sắp 30 triệu tệ rồi. Cháu có thể sẽ lỗ rất nhiều đấy. Lỗ thì lỗ thôi, giúp Đường gì bù lỗ, cháu cũng vui lòng. Đùa thôi, nếu không cắt hết những viên có thể lãi, chẳng phải là để lại cho Sở Bạch sao? Sau khi thợ cắt liều mạng cắt, mọi người xung quanh đều đỏ mắt. Hơn một tiếng đồng hồ, đã lãi 123 triệu 600 nghìn tệ. Hạo Nhiên, chúc mừng cháu. Đừng gì, những viên đá này đều do dì mua về. Đã qua sàng lọc kỹ càng rồi, cháu hoàn toàn không hiểu cá cược đá quý. Đây cũng là nhờ phúc của dì thôi. Nghe vậy, Đường Băng Vân càng nhìn Vương Hạo Nhiên càng thấy thuận mắt. Hạo Nhiên, bán hết số ngọc này cho dì nhé. Đường gì nhất định sẽ cho cháu một mức giá hợp lý. Bán hết số ngọc này cho Đường gì với giá ưu đãi. Dì nói bao nhiêu thì bấy nhiêu. Cậu bé tốt như vậy, em rằng trên đời này không có mấy người. Tiếc là mình không có cháu gái. Mọi người xung quanh thấy Vương Hạo Nhiên kiếm bộn tiền, rất là ghen tị, lập tức lại nảy sinh ý định. Tôi thử lại lần nữa. Vài vòng sau, người lỗ ít nhất là 30 vạn. Người lỗ nhiều nhất lên tới 330 vạn. Vương Hạo Nhiên đứng bên cạnh nhìn mà nhịn cười, xin nữa thì nội thương. Anh bạn, việc cắt đá thô này có bí quyết gì không? Chỉ cho tôi với được không? Anh thấy lúc tôi chọn đá thô có lựa chọn kỹ càng không? Làm gì có bí quyết gì, đều là do may mắn thôi. Xem ra là mộ tổ nhà họ Vương bốc khói xanh rồi. Nhà họ Vương được tổ tiên phù hộ, không những kinh doanh lớn, làm ăn tốt, mà con cháu còn có vận may trong cờ bạc. Cậu em Sở Bạch, kỹ thuật cá cược đá quý của cậu thật sự tốt như vậy sao? Có thể 10 lần cược thì 9 lần thắng. Nói thật thì trước đây tôi chưa từng thử bao giờ, nhưng dựa vào kinh nghiệm mà cao nhân truyền thụ cho tôi, nhất định là không có vấn đề gì. Lát nữa cá cược đá quý kiếm được nhiều tiền nên đi đâu tiêu tiền đây? Chưa từng thực hành bao giờ, chẳng phải là lý thuyết suông sao? Có phải là lý thuyết suông hay không? Lát nữa hiệu trưởng sẽ biết thôi. Vậy tôi sẽ mở to mắt chờ xem. Tên khốn Vương Hạo Nhiên này hoàn toàn không xứng đáng để Hứa Mộ Nghiên thích. Chỉ có tôi mới thật lòng tốt với cô ấy, sẽ mang đến hạnh phúc cho cô ấy. Tôi nhất định phải tìm thời gian nói chuyện đàng hoàng với Hứa Mộ Nghiên, không thể để cô ấy bị Vương Hạo Nhiên hủy hoại. Ông Đinh, sao giờ này ông mới đến vậy? Lão già tôi mắt kém, lái xe hơi chậm, trên đường còn bị nổ lốp nữa, bị trì hoãn rất lâu. Không biết ai lại thiếu đức như vậy, lại còn giải đinh trên đường. Hiệu trưởng già nói câu này rõ ràng có chút oán hận. Xe vẫn còn đậu ở ven đường sao? Có cần tôi gọi người đến kéo xe không? May mà có cậu em này ở đây giúp tôi thay lốp dự phòng. Không sao rồi, tên này còn biết thay lốp dự phòng nữa cơ à. Mẹ kiếp, mày cũng ghê đấy, vừa nãy còn đang sầu não vì chuyện của Hứa Mộ Nghiên cầm bài, lúc này đã vứt Hứa Mộ Nghiên ra tận 9 tầng mây rồi. Trong mắt chỉ có Đường Băng Vân trước mặt.
Người phụ nữ này cũng xinh đẹp quá đi chứ, nhan sắc này, khí chất này, đúng là tuyệt vời. Giá mà là bạn gái của mình thì tốt biết mấy. Bình Lang, sao anh lại dẫn một người lạ đến đây? Không, đây là học trò của tôi. Nó nghe nói ở đây có cá cược đá, nên đến chơi thử. Một cậu nhóc trẻ măng như vậy mà biết cá cược đá à? Người đẹp, đừng nhìn tôi trẻ tuổi, nhưng mà căng phu cá cược đá toàn thanh linh thì tôi nhận. Thứ nhất không ai dám nhận, thứ hai, nói khoa không biết ngượng, cậu không sợ gió lớn thổi bay đá à? Không tin thì chúng ta cá cược, tôi chọn 10 viên đá, nếu trong đó 8 viên tôi lời thì coi như tôi thắng, nếu không thì tôi thua. Tôi thắng thì sao? Cậu thắng thì sao? Cậu thắng thì tôi làm việc không công ở chỗ cậu cả đời. Tôi thắng thì cậu làm bạn gái tôi. Sở Bạch này cũng trâu bò thật đấy. Lần trước thì cá cược với Hứa Mộng Nhiên, lần này lại cá cược với Đường Băng Vân. Đưa con gái người ta thì không thể đổi chiêu mới mẻ hơn à? Người đẹp, sao không trả lời? Rốt cuộc cậu có dám không? Hừ, vốn dĩ không muốn chấp cậu, không ngờ cậu còn được nước làm tới. Chờ tí nữa tôi thắng, nhất định phải bắt cậu làm việc ở đây cả đời. Cậu rất tự tin. Được, vậy đợi đây. Liên quan gì đến cậu, cậu xen vào làm gì? Cậu và tôi là bạn học cùng lớp đúng không? Đúng vậy, cậu đột nhiên nói cái này làm gì? Cậu cứ trả lời là được. Gia cảnh cậu bình thường, thành tích học tập đứng bét lớp, đúng không, Vương Hạo Nhiên? Cậu có ý gì? Không phủ nhận thì chứng tỏ tôi nói đúng rồi. Cậu và tôi vừa là bạn cùng trường. Đương nhiên là cùng. Vị mỹ nữ này lớn hơn tôi một, vừa là bậc trên của cậu. Cậu là hậu bối mà dám mạo phạm bậc trên, đúng là không có lễ phép. Gia cảnh cậu bình thường, thành tích học tập kém cỏi, lời nói khinh thường, vậy mà lại muốn treo cao lấy tiểu thư hào môn, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Mà sự công bằng của cá cược nằm ở chỗ tiền cực tương xứng. Sức lao động mà cậu có thể cống hiến cả đời là có hạn và rẻ mạt, còn hạnh phúc cả đời của cô Đường lại là vô giá. Một vụ cá cược bất công bằng như vậy, cậu cũng dám mở miệng ra nói à? Vương Hạo Nhiên, cậu đúng là. Sở Bạch tức giận, xí chút nữa là buột miệng chửi thề, nhưng đến tận miệng rồi, lại bị cậu ta nuốt xuống. Đen tối quá đi. Trước đây nếu mình học hành cho tử tế thì bây giờ đã không kém ăn nói, không đến nỗi cãi không lại cậu ta rồi. Hạo Nhiên, cậu nói đúng lắm, tôi căn bản không cần phải để ý đến thằng nhóc này. Hệ thống phản diện, nhân vật chính lừa Sở Bạch, nữ chính Đường Băng Vân, nhận được 200 điểm phản diện. Nói đến nỗi miệng tôi sắp khô may rồi. May mà không uổng công. Nếu cậu thật sự có hứng thú như vậy, tôi sẽ cá cược với cậu một phen. Cứ theo như cậu vừa nói, cậu chọn 10 viên đá thô, nếu có 8 viên là lời, vậy thì cậu thắng, ngược lại là tôi thắng. Còn về tiền cược, xem cậu muốn chơi lớn đến đâu, tôi chiều theo. Lời này của cậu là thật? Là thật, mọi người ở đây đều có thể làm chứng. Nhất ngôn cửu đỉnh, nếu tôi thắng, từ nay về sau cậu phải tránh xa Hứa Mộng Nghiên, một câu cũng không được nói với cô ấy. Nếu cậu thắng, từ nay về sau tôi cũng tránh xa Hứa Mộng Nghiên, một câu cũng không nói với cô ấy. Mẹ kiếp, tiền cực này cũng đưa ra được, cậu có thể biết điều một chút không? Vương Hạo Nhiên trực tiếp bị lời nói của Sở Bạch chọc cười. Cậu cười cái gì? Rốt cuộc có cá cược không? Cá cược? Tuy Sở Bạch đưa ra tiền cực vô liêm sỉ như vậy, nhưng cậu ta cũng không thắng được, cậu thua chắc rồi. Thua thì thua, tôi không quan tâm, nhưng tôi mạo muội hỏi một câu, cậu mang bao nhiêu tiền, có đủ tiền mua 10 viên đá thô không? Đúng rồi, nhắc nhở thân thiện một chút, đá thô ở đây không có viên nào dưới 5.000 tệ đâu. Sở Bạch nghe thấy lời này thì giật mình. Lần trước tố cáo tăng côn được 4 vạn tiền thưởng, bây giờ chỉ còn hơn 7.000, chẳng lẽ chỉ đủ mua một viên đá? Cậu em Sở Bạch, cứ việc chọn thoải mái đi, tiền đá thô tôi trả cho. Cảm ơn hiệu trưởng, số tiền này sẽ trả lại anh ngay. Sở Bạch dùng khả năng nhìn xuyên thấu để xem đá thô, 1 phút, 2 phút, 3 phút, 10 phút. Xin lỗi nhân vật chính, đã ngăn chặn thành công nhân vật chính Sở Bạch dùng cá cược đá để ra ai. Nhận được 200 điểm phản diện. Này, cậu còn xem đến bao giờ? Chọn xong chưa? Nụ cười tự tin của Sở Bạch đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự hoang mang, kinh ngạc và xấu hổ. Người đẹp, đá thô ở đây của cậu có vấn đề. Theo giá niêm yết ở trên, trong 50 viên đá thô này, cơ bản không còn viên nào có thể lời được nữa. Tôi thấy cậu chỉ là một tên hề nhẹ nhót. Vừa nãy trong số đá thô này đã mở ra không ít hàng tốt, thậm chí còn có cả loại thủy tinh đế vương lục, sao có thể có vấn đề được? Có người mở ra hàng tốt rồi à? Còn có cả loại thủy tinh đế vương lục nữa. Ai mở ra vậy? Chính là tôi, vừa nãy tôi đã mở 39 viên, hình như có 33 viên lời, đại khái cũng lời được hơn 1 tỷ 200 triệu. Cậu biết cá cược đá à? Không biết, hôm nay mới chơi lần đầu, nhưng mà vận may hơi tốt. Cậu đừng kéo dài thời gian, nếu không được thì cứ nhận thua đi. Tôi không nhận thua. Vậy thì cậu mở đá đi. Chết tiệt, mấy viên đá thô này đều không có hàng mở tốt. Cái rắm. Hay là theo quy tắc giang hồ, đầu hàng thì thua một nửa, tôi nhận thua một nửa, cậu thắng một sau nửa. Sau này tôi không đến tìm Hứa Mộng Nghiên học thêm nữa. Đầu hàng thua một nửa. Vương Hạo Nhiên lại một lần nữa bị sự vô liêm sỉ của Sở Bạch làm cho kinh ngạc, nguyện phục thua cũng không làm được, loại người này đúng là ghê tởm. Hiệu trưởng Nhậm, học trò mà anh dẫn đến đúng là có hơi vô sỉ đấy. Hi hi, vậy sao? Tôi lại thấy cậu ấy khá đáng yêu. Đầu hàng thua một nửa, quy tắc thú vị đấy. Đường Băng Vân cảm thấy hơi chua xót, cảm thấy vị hiệu trưởng này có phần quá thiên vị Sở Bạch, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Cách làm của Sở Bạch tuy khác người, nhưng cũng không đến mức đại gian đại ác gì. Hiệu trưởng lão là người ủng hộ trung thành của nhân vật chính, đương nhiên sẽ không thể có gì. Các cháu đều là bạn học cùng lớp, cái này không gặp mặt thì cũng chạm mặt, đừng làm quá căng thẳng. Đầu hàng thua một nửa, đề nghị này không tồi, cho thấy sao? Hiệu trưởng, ngài đã mở lời rồi. Tôi còn có thể nói gì nữa? Cứ chờ xem anh có thể giúp Sở Bạch được bao lâu. Nếu cậu không mở đá, thì cậu ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, xóa sạch. Người đẹp, khách đến chơi nhà, không cần phải như vậy chứ. Xem ra cậu vẫn chưa biết tôi là ai, tôi thấy cần phải nói rõ cho cậu biết. Cậu nghe cho kỹ, tôi là thành viên hội đồng quản trị của trường tư thục Thủy Trạch của các cậu. Sở Bạch nghe xong thì sững sờ.
đưa cậu ta ra ngoài. Đứng lại, đừng chạy. Đứng lại đây, thả đường ra. Mày không chạy thoát được đâu, đừng ép tao. Thanh Linh quản lý nghiêm ngặt như vậy, tên này lấy đâu ra súng vậy? Vương Hạo Nhiên có chút nghi ngờ, thế là tập trung nhìn kỹ. Cái đệt, hóa ra là súng giả. Lừa đảo, lại là một trò lừa đảo. Tôi có thể nhìn ra được, Sở Bạch đương nhiên cũng nhìn ra được. Vậy chẳng phải là có cơ hội lật kèo sao? Biết điều thì thả vị mỹ nữ này ra. Đừng manh động, làm vậy cậu sẽ hại chết Đường tổng đấy. Tôi biết chừng mực. Yên tâm đi, đừng lại đây. Lại đây nữa là tôi bắn chết cậu đấy. Bắn chết tôi, cậu cứ thử xem. Cậu, tên này không sợ chết sao? Hay là đã nhận ra trong tay tôi cầm đồ chơi rồi? Đứng lại, mày mà tiến thêm một bước nữa, tao bắn chết con đàn bà này. Đừng manh động, mày muốn tiền đúng không? Tao có thể đưa cho mày. Mày bảo thằng nhóc này đừng lại đây. Trừ, Sở Bạch, cậu đứng yên tại chỗ, đừng sợ, tôi nhất định sẽ cứu cô. Sở Bạch vì muốn tạo hiệu ứng anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không vạch trần trong tay tên kia, muốn tạo hình tượng bản thân là một trang nam nhi gan dạ. Biết điều thì mau thả người ra. Nhóc con, mày thật sự không sợ chết sao? Tao sống một ngày cũng được, chết cũng được. Nếu mày có hứng thú thì cứ việc bắn chết tao. Tao chĩa vào đây này. Sở Bạch, mày muốn chết thì chết một mình, đừng có lôi người khác xuống nước. Mày còn đứng ngay ra đó làm gì? Không nhận ra, thằng nhóc này cố tình trả thù, muốn hại chết Đường tổng các người sao? Mau khống chế thằng nhóc này lại. Vương Hạo Nhiên, tôi sắp khống chế được tình hình rồi. Cậu ra đây phải đám gì vậy? Cậu bị thần kinh à? Còn khống chế tình hình, không thấy trong tay người ta cầm cái gì sao? Vương Hạo Nhiên không đợi Sở Bạch nói hết, trực tiếp nhếch miệng cậu ta lại. Tao, mày cần gì cứ nói. Chỉ cần đừng làm hại con tin. Tao cần một chiếc xe. Con cần 5 triệu tiền mặt. 10 phút nữa tao phải có. Mau đi chuẩn bị. Ngoài ra không được báo cảnh sát, nếu không tao giết con đàn bà này. Gần đây không có ngân hàng, trong thời gian ngắn như vậy, tuyệt đối không thể con đủ số tiền lớn như vậy. Tôi vừa mở được một viên thủy tinh đế vương lục, trị giá hơn 60 triệu. Chìa khóa xe, hơn 60 triệu, đều ở đây. Mày lấy hết đồ đi. Đi trước tao. Tao và con đàn bà này đi sau. Được, nhưng tao có một yêu cầu. Tao muốn đổi chỗ với con đàn bà này. Tao làm con tin. Đường Băng Vân đang trong trạng thái hoảng loạn, sợ hãi thì toàn thân run lên, nhìn Vương Hạo Nhiên với vẻ khó tin. Tôi làm con tin là được rồi. Cô xem cô nói chuyện cũng không rõ nữa rồi. Sợ đến mức chân run lẩy bẩy, vẫn là để tôi thay cô đi. Đường Băng Vân nhìn bóng dáng trước mặt, một lúc sau mới hoàn hồn. Hệ thống nữ chính, độ hảo cảm của Đường Băng Vân dành cho ký chủ tăng 20, độ hảo cảm của nam chính là 40, rất thân thiết. Hệ thống ký chủ đã ảnh hưởng đến mạch nhận chuyện. Được 300 điểm phản diện. Các người tưởng đây là chợ bán rau sao, còn ở đây mặc cả, tình trạng ý thiếp nữa. Mày tưởng tao ngu sao? Khống chế một người phụ nữ, dễ hơn khống chế một người đàn ông nhiều. Vương Hạo Nhiên không trả lời ngay, mà bảo người ta trói tay mình lại. Tôi xin tự giới thiệu một chút, tôi là công tử của tập đoàn Vương Thị, tương lai sẽ thừa kế khối tài sản hàng trăm tỷ, tôi sẽ không đem mạng sống của mình ra đùa. Thêm cái này nữa, vậy mày đã tin vào thành ý của tao chưa? Nếu mày vẫn không đồng ý, vậy thì xin lỗi, tao nghĩ chúng ta có thể sẽ phải giằng co ở đây mãi. Tên kia không trả lời ngay, mà do dự. Không đồng ý thì cứ tiếp tục giằng co đi. Chọc giận tao, tao sẽ cho mày ăn một bộ Vịnh Xuân Quyền. Được rồi, tao đồng ý. Nhưng mày đừng giở trò. Nếu không, tao nghĩ mày sẽ không có cơ hội thừa kế khối tài sản hàng trăm tỷ của nhà mày đâu. Tên này cũng biết ra vẻ đấy, rõ ràng trong tay cầm đồ chơi, lại cứ làm như mình là nhất. Nếu không phải muốn lấy lòng Đường Băng Vân, cải thiện độ hảo cảm, tao sẽ bắt mày quỳ xuống đất hát bài chinh phục. Mày yên tâm, tao tuyệt đối sẽ không giở trò. Bây giờ tao cầm đồ Si Lâu Ly lại đây. Sau khi mày khống chế tao, thì thả vị tiểu thư bên cạnh mày ra. Hạo Nhiên, cậu đừng. Những người khác đừng manh động. Mày cầm đồ đi trước. Dám giở trò, tao nhất định bắn chết mày. Lúc này Sở Bạch đã có thể nói chuyện, nhưng lại không nói gì. Giá mà có thể dọa cho Vương Hạo Nhiên tè ra quần. Mặt trước đám đông thì tốt rồi. Bỗng nhiên trong sân vang lên một tiếng động lạ bịch. Ơ kìa, mọi người. Chỉ thấy viên thủy tinh đế vương lục trong tay Vương Hạo Nhiên rơi xuống đất. Mày cẩn thận một chút, lỡ rơi vỡ thì sao? Đồ của tao, mày căng thẳng như vậy làm gì? Ngọc được bọc rất nhiều vải, thêm vào đó khoảng cách rơi xuống đất rất ngắn, tuy không dễ vỡ. Cái này hơi nặng, tay tao lại bị trói, thật sự hơi bất tiện. Tên kia bất lực, chỉ có thể Si Lâu Ly ngồi xuống nhặt viên ngọc. Hạo Nhiên xông lên, giành lấy khẩu súng trong tay tên kia. Trong lúc giằng co, súng chĩa thẳng vào Đường Băng Vân. Vương Hạo Nhiên biết đã đến lúc, trực tiếp dùng thân mình chắn trước nòng súng. Anh ấy vì tôi mà không màng đến tính mạng của mình. Độ hảo cảm của Đường Băng Vân, một trong những nữ chính dành cho ký chủ tổng tăng độ lên hảo 10. Cảm hiện tại là 50, nảy sinh tình cảm yêu mến, ký chủ đã thay đổi nghiêm trọng mạch chuyện. Nhận được 500 điểm phản diện Sở Bạch, Vương Hào Quang nhân vật chính giảm 30, Vương Hào Quang phản diện của ký chủ tăng 30, hóa ra là giả, nhưng mà làm giống thật đấy. Nhóc con, mày nói xem lúc này tại sao lại hại chúng tôi. Đường tổng, không, tôi không, khẩu súng đó là giả, căn bản không làm người ta bị thương cho được. Nên tôi mới không sợ. Mẹ nó, đã sớm biết là giả, vậy tại sao không nói ra? Sở Bạch không nói nên lời. Sao cậu lại hấp tấp như vậy, nếu xảy ra chuyện gì thì sao? Vừa nãy đúng là hơi nguy hiểm, nhưng may mà tôi lớn. Không sao, có bị thương ở đâu không? Chỉ là cổ tay bị trói hơi đau. Để tôi xoa bóp cho cậu. Lúc nãy tại sao cậu lại đỡ súng cho tôi?
Tôi thấy cô gặp nguy hiểm nên theo bản năng đã đỡ. Cậu không sợ chót sao? Lúc đó tôi không nghĩ nhiều như vậy. Cô Đường, tại sao cô lại đột nhiên hỏi như vậy? Tại sao trước đây khi nghe cách gọi cô Đường thấy cũng thuận tai, nhưng mà bây giờ nghe Vương Hạo Nhiên gọi như vậy, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác khó chịu. Không có gì, thật ra tôi chỉ lớn hơn cậu vài tuổi thôi. Cậu đừng gọi tôi là cô Đường nữa, nghe kỳ cục lắm. Bây giờ mới bảo tôi đừng gọi. Lúc nãy làm gì? Bị cậu nhóc tán tỉnh đến mức rung động rồi, nên muốn cậu nhóc đổi cách gọi trước khi cô ngủ với tôi. Nếu không thì không có cửa đâu. Mẹ tôi xưng chị em với cô, theo phận thì tôi phải gọi cô là cô Đường. Biết thế đã không lợi dụng Vương Hạo Nhiên rồi. Hiệu trưởng, chúng ta đi thôi. Nếu không phải tại Vương Hạo Nhiên, người phát tài chính là tôi. Đó là hơn 1.200.000.000 đấy. Vương Hạo Nhiên này vận may cũng tốt quá đi chứ. Chẳng lẽ cậu ta cũng có khả năng nhìn xuyên thấu? Không thể nào, tôi mới là con cưng của trời, sao Vương Hạo Nhiên có thể có khả năng nhìn xuyên thấu được? Khoan đã, cậu đã sớm biết đó là súng giả, tại sao không nói ra? Lúc đó tôi cũng không chắc chắn. Không chắc chắn? Vậy mà cậu còn ép buộc tên cướp đó như vậy, cậu muốn hại chết tôi sao? Tôi không thể nói với cô là tôi muốn tán tỉnh cô, muốn anh hùng cứu mỹ nhân, cho nên mới không nói ra khẩu súng đó là giả đúng không? Đường tổng, lúc đó Sở Bạch cũng coi như là đứng ra rồi. Cô rộng lượng thì đừng chấp nhặt với cậu ta nữa. Hiệu trưởng Nhậm, trước đây tôi luôn cho rằng anh là người công bằng, xem ra nhận thức của tôi không hoàn toàn chính xác. Hiệu trưởng lão biết Đường Băng Vân chỉ là nể mặt mình nên mới không chấp nhặt với Sở Bạch, đồng thời hiệu trưởng lão cũng hiểu mặt mũi của mình sau này đối với Đường Băng Vân là ngày càng kém hiệu quả. Quán trà sữa, Hứa Mộng Nghiên nhân lúc Vương Hạo Nhiên không có ở đó muốn mua trà sữa trả nợ Vương Hạo Nhiên để vào ngăn bàn của cậu ấy. Yên Yên, bố, sao bố lại ở đây? Có chút việc phải làm, đi ngang qua thấy con nên gọi con một tiếng. Người đẹp, hai ly trà sữa của cô xong rồi đây. Bố, bố có uống không? Có cần con gọi cho bố một ly không? Thứ đồ các con hay uống bố không uống đâu. Ngọt quá, vừa nãy hình như bố nghe ông chủ quán nói đây là trà sữa. Con gọi hai ly chắc không phải là tự con uống hết chứ? Ly còn lại mua cho nam sinh nào vậy? Bố, bố tóc mạch kê. Lần trước con cá cược với Sở Bạch, con không phải là thua rồi chứ? Bây giờ đã là bạn gái của cậu ta rồi sao? Làm gì có, tên đó ba hóa trích chè là sẽ lọt vào top 10 của lớp, kết quả lại thi được best lớp. Không thể nào, best lớp? Không phải con nói cậu ta tiến bộ rất nhiều sao? Bố, nói thật với bố nhé, thành tích của Sở Bạch là do gian lận đấy. Cá cược với con cũng là muốn lừa con làm bạn gái cậu ta. Tên này thật đáng ghét. Gian lận, không thể nào. Con nói thật đấy, nếu không phải Vương Hạo Nhiên giúp con, cậu ta có thể đã gian lận thành công rồi. Vương Hạo Nhiên, cái tên này nghe quen quen. Hình như bố đã từng nghe con nhắc đến. Gia đình rất giàu có, là một cậu ấm. Vâng ạ, à, mỗi ngày cậu ấy đều đi học bằng xe Kalinan. Gia đình rất giàu. Con tránh xa loại người này ra, biết chưa? Ơ, tại sao? Tóm lại nghe lời bố là đúng, mấy cậu ấm đó chẳng có ai tốt đẹp cả. Bố, bố không thể vơ đũa cả nắm như vậy chứ. Vương Hạo Nhiên, cậu ấy rất tốt, học giỏi, đẹp trai, hát hay nữa. Yên Yên, con không phải là thích Vương Hạo Nhiên đấy chứ? Ờ, không, không, làm gì có, sao con có thể thích cậu ta được? Hứa Mộng Nghiên lập tức phủ nhận, nhưng Hứa Phủ Tinh Ý đã nhìn ra manh mối. Yên Yên, bố thà con thích Sở Bạch, cũng không muốn con thích Vương Hạo Nhiên. Bố, Vương Hạo Nhiên đắc tội gì với bố sao? Sao bố có vẻ rất thù địch với cậu ấy vậy? Sau này đừng để ý đến Vương Hạo Nhiên nữa, tốt nhất là đừng nói chuyện với cậu ta. Tại sao? Con nghe lời bố là đúng. Bố, bố còn chưa gặp Vương Hạo Nhiên, sao lại có thành kiến với cậu ấy như vậy? Cậu ấm nào cũng như nhau cả. Bố, bố không đạo lý gì cả. Hừ, Yên Yên, nhớ lời bố, nếu con không nghe lời, bố nhất định sẽ đích thân đi tìm Vương Hạo Nhiên gây sự. Vương Hạo Nhiên dưới sự yêu cầu của Đường Băng Vân đến bệnh viện kiểm tra. Luật sư An, chuyện kiện cáo cứ giao cho anh xử lý nhé. Đường tiểu thư yên tâm, cứ giao cho tôi, chàng trai trẻ, cậu rất dũng cảm. Bình thường thôi, nhìn cậu có vẻ như vẫn đang đi học. Tôi đang học lớp 12 trường trung học Thủy Trạch. Trung hợp thật, con gái tôi cũng học ở trường đó, cũng đang học lớp 12. Ồ, thật sao? Con gái cô tên là gì? Luật sư An này nhìn qua đã hơn 40 tuổi rồi, nhưng vẫn còn phong độ lắm. Chắc hồi trẻ cũng là một đại mỹ nhân. Ghen tốt như vậy, chắc con gái cô cũng rất xinh đẹp. Con gái tôi tên Hứa Mộng Nghiên, cậu có biết không? Ồ, tôi học cùng lớp với cô ấy. Thật là trùng hợp, không ngờ lại gặp mẹ của Hứa Mộng Nghiên ở đây. Hóa ra cậu và Yên Yên là bạn học à? Vâng, thật ra tôi nên nhận ra mới đúng. Cô An, cô xinh đẹp như vậy, cũng chỉ có cô mới có thể sinh ra cô con gái xinh đẹp như Hứa Mộng Nghiên. Cô ấy ở trường chúng ta là hoa khôi đấy. Tôi già rồi. Luật sư An mỉm cười, ánh mắt nhìn Vương Hạo Nhiên cũng trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Sau khi luật sư An rời đi, Đường Băng Vân mới nói chuyện chính sự với Vương Hạo Nhiên. Cậu cố ý tìm tôi, rốt cuộc là có chuyện gì? Để tôi cho cậu xem một số thứ. Vương Hạo Nhiên lấy ra những bức ảnh chụp cận cảnh đám đàn em bị đánh bầm dập. À, bọn họ là ai vậy? Sao lại bị đánh thảm như vậy? Đây là bạn học của tôi, bọn họ đều bị Sở Bạch đánh như vậy. Chính là tên nhóc đầu đất ở thôn Kinh Thiên đó. Đúng vậy, tên nhóc này có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng. Nó đánh người ta như vậy, trường học không đuổi học nó sao? Chỉ bồi thường 3 vạn tệ thôi. Đánh người ta như vậy mà chỉ bồi thường 3 vạn tệ, nhẹ quá nhỉ? Hiệu trưởng lão bảo vệ nó sao?
Đúng vậy, tôi tìm cô. Thật ra là muốn cô dùng quyền hạn của thành viên hội đồng hiệu trưởng lão sang vị trí khác. Sở Bạch không còn hiệu trưởng lão che chở, sau này sẽ không còn kiêu ngạo như vậy nữa. Được. Đường Băng Vân cũng cảm thấy hiệu trưởng lão quá thiên vị Sở Bạch, có phần bất công, hơn nữa Vương Hạo Nhiên đã mở lời, cô sao có thể từ chối? Số tiền cậu bỏ ra tôi sẽ chuyển khoản cho cậu sớm nhất có thể. Cái này tôi không vội. Cô Đường, tạm biệt, rảnh thì liên lạc. Lại nghe thấy cách gọi này, khuôn mặt xinh đẹp của Đường Băng Vân giật giật. Băng Vân, chuyện của con trai tôi, con nói chuyện với nó thế nào rồi? Tôi đã đồng ý với nó rồi. Cảm ơn con, rảnh thì tôi mời con đi spa làm đẹp nhé. Được thôi, chị Chân Lệ. Thật ra chị và bố mẹ tôi là cùng. Nói đúng ra tôi phải gọi chị là dì Chân mới đúng. Sau này tôi sẽ gọi chị là dì Chân. Đường Băng Vân, con có ý gì? Tôi đắc tội gì với con sao? Con đang ám chỉ tôi già sao? Con đừng tưởng con giúp con trai tôi là tôi phải nhìn sắc mặt con. Ơn này tôi trả con, dù sao hai nhà chúng ta cũng có hợp tác làm ăn. Tôi giảm giá cho con 10 triệu, chuyện này coi như huề. Chị Chân Lệ, vừa nãy em nói đùa thôi. Xin lỗi, xin lỗi. Đường Băng Vân vội vàng xin lỗi. Sau đó trò chuyện một lúc mới dỗ dành được Chân Lệ hết giận. Hey si, phận này đúng là không dễ hạ thấp. Hệ thống, mở bảng thuộc tính. Điểm phản diện đã lên đến 1700 rồi. Hệ thống, đổi cho tôi chú nhan đan. Đã tiêu 1000, điểm phản diện đổi lấy chú nhan đan hạ phẩm. Hệ thống, cho tôi bốc thăm trúng thưởng. Rất tiếc, ký chủ không trúng thưởng. Chết tiệt, Vương Hạo Nhiên gọi Ôn Tĩnh ra. Hứa Mộ Nghiên hình như không vui, cô ấy sao vậy? Hóa ra là tôi nghĩ nhiều rồi. Con tưởng là gọi tôi ra ngoài hẹn hò chứ, hừ. Chiều nay lúc cô ấy mua trà sữa ở ngoài, gặp bố cô ấy bảo cô ấy tránh xa cậu ra. Yên Yên thấy khó hiểu, nên hai người cãi nhau vài câu. Tôi và bố cô ấy chưa từng gặp mặt, bố cô ấy hình như rất ghét tôi. Có lẽ bố cô ấy không muốn Yên Yên yêu đương, cho nên mới làm như vậy. Không thể nào, lần trước Sở Bạch cá cược với Hứa Mộ Nghiên, nếu điểm số lọt vào top 10 thì Hứa Mộ Nghiên làm bạn gái cậu ta. Hứa Phú còn thay Hứa Mộ Nghiên đồng ý nữa. Từ đó có thể thấy, Hứa Phú chắc là coi trọng Sở Bạch, ghét bỏ mình. Bố của Hứa Mộ Nghiên này, không phải cũng là nhân vật phụ trong phe nhân vật chính đấy chứ? Cậu quan tâm đến chuyện của Yên Yên như vậy, là muốn theo đuổi cô ấy sao? Đúng vậy, Hứa Mộ Nghiên là một trong những nữ chính, mình không chạy thì sẽ chết sớm. Nghe thấy lời nói của Vương Hạo Nhiên, Ôn Tĩnh bỗng nhiên cảm thấy hơi chua xót, tuy cô đã sớm nhận ra, nhưng không ngờ Vương Hạo Nhiên lại thẳng thắn thừa nhận như vậy. Yên tâm đi, cho dù tôi có theo đuổi được Hứa Mộ Nghiên, người tôi yêu nhất vẫn là em. Thật sao? Đương nhiên là thật. Tối nay tan học, em giúp tôi hẹn Hứa Mộ Nghiên đến. Vương Hạo Nhiên bắt đầu dặn dò Ôn Tĩnh một số việc. Vầng hào quang phản diện của tôi đã tăng từ 99 lên 319. Còn vầng hào quang nhân vật chính của Sở Bạch đương nhiên là giảm từ 357 ban đầu xuống còn 137. Về mặt vận may, tôi đã không còn bị Sở Bạch khắc chế. Thêm vào đó, độ hảo cảm của Hứa Mộ Nghiên dành cho tôi đã đạt đến mức yêu mến, tỷ lệ thu hoạch vẫn khá cao. Đến lúc đó có thể giáng cho Sở Bạch đòn chí mạng rồi. Sau khi Vương Hạo Nhiên nói chuyện xong với Ôn Tĩnh thì để cô ấy về lớp trước. Chú Hứa, sao chú lại đột nhiên gọi cho cháu? Có chút chuyện muốn nói với cháu. Bây giờ nói chuyện được không? Cháu vừa tan học xong. Nói chuyện điện thoại được. Chú có chuyện gì cứ nói. Cháu thích Yên Yên nhà chú đúng không? Sở Bạch sững sờ, hoàn toàn không ngờ Hứa Phú lại đột nhiên hỏi như vậy. Ờ, thích. Tốt, dám thừa nhận suy nghĩ trong lòng. Chú Hứa, chú gọi điện thoại cho cháu không phải chỉ để hỏi cháu chuyện này chứ? Một phần nguyên nhân thôi, tôi còn muốn hỏi cháu, Yên Yên ở trường có phải là hay đi cùng một người tên Vương Hạo Nhiên rất cần thiết? Đúng, đúng. Vương Hạo Nhiên vậy. Đó hay quấy rối Hứa Mộ Nghiên, tên đó xấu xa lắm. Dưới trường có một đám đàn em ở trong trường ngang ngược hống hách, hơn nữa rất đào hoa, có rất nhiều bạn gái. Tôi đã nói Vương Hạo Nhiên này không phải thứ tốt đẹp gì mà. Chú Hứa, Hứa Mộ Nghiên còn trẻ, chưa hiểu chuyện. Tôi thấy chú phải khuyên nhủ cô ấy thật kỹ, bảo cô ấy tránh xa Vương Hạo Nhiên ra. Chiều nay lúc tôi gặp Yên Yên ở ngoài trường, tôi đã khuyên rồi, nhưng Yên Yên không nghe, suýt chút nữa còn cãi nhau với tôi. Sở Bạch, cháu có thể giúp chú một việc không? Chú Hứa, chú cứ nói. Cháu nguyện xông pha khói lửa, không ngại hy sinh. Không nghiêm trọng như vậy đâu. Chú muốn cháu ở trường giúp chú để ý Yên Yên một chút, đặc biệt là khi nào con bé có tiếp xúc bất thường với Vương Hạo Nhiên, cháu nhất định phải báo cho chú biết ngay. Không vấn đề gì, cứ giao cho cháu. Có thể phá hoại mối quan hệ giữa Vương Hạo Nhiên và Hứa Mộ Nghiên. Thật là tuyệt vời. Con muốn tán gái, giúp con tạo một khung cảnh lãng mạn một chút. Địa điểm thì ở ven sông trường chúng ta, thời gian là 9 giờ rưỡi đến 10 giờ. Con trai giỏi lắm, nhanh như vậy đã muốn đổi bạn gái rồi. Cứ giao cho bố sẽ cho người đi làm ngay. Vâng, con chờ tin của bố. Thật ra là một tên phản diện phú nhị đại cũng không tồi nhỉ. Vương Hạo Nhiên vừa về đến lớp, một tên đàn em lập tức chạy đến báo cáo. Bố của Hứa Mộ Nghiên bảo Sở Bạch giám sát con gái mình, hay thấy Hứa Mộ Nghiên tiếp xúc với mình là lập tức báo cáo. May mà cậu ta nhận được tin sớm, nếu không tôi vừa lừa được Hứa Mộ Nghiên đến khách sạn. Bố của Hứa Mộ Nghiên đã xông vào, cảnh tượng đó thật không dám tưởng tượng. Bây giờ xem ra phải thay đổi kế hoạch rồi. Thích giám sát đúng không? Xem lúc đó mày xử lý thế nào. Vương Hạo Nhiên gọi Phạm Kiến đến. Đại ca, có chuyện gì sao? Vương Hạo Nhiên không nói gì mà trực tiếp đưa cho Phạm Kiến 5 vạn tệ. Lát nữa tan học, mày lập tức đến ngân hàng gần đây rút số tiền này, sau đó đi làm một việc cho tao. Làm tốt thì số tiền này là của mày, làm không tốt thì sao? Làm không tốt thì chuẩn bị nhảy xuống sông đi. Không nghiêm trọng như vậy chứ? Nghiêm trọng như vậy đấy. Chuyện này không khó,
Mày mà làm không tốt thì chết quách cho rồi. Đại ca, anh cứ dặn dò đi. Lát nữa tan học, rút tiền xong, mày đến. Vương Hạo Nhiên, dặn dò Phạm Kiến. Hệ thống, ký chủ đứng sau thao túng. Điều hiệu trưởng nhậm, người trong phe nhân vật chính, sang vị trí khác. Nhận được 300 điểm phản diện. Vương Hào Quang nhân vật chính của Sở Bạch phục hồi 10. Vương Hào Quang phản diện của ký chủ tăng 10. Ban đầu tưởng Đường Băng Vân phải đợi vài ngày bình tĩnh lại, mới điều hiệu trưởng lão sang vị trí khác. Không ngờ cô ta lại hành động nhanh như vậy. Hứa Mộ Nghiên này không chịu về nhà, lại chạy đến đây hẹn hò với Vương Hạo Nhiên, thật là không biết xấu hổ. Hello, Sở Bạch có tình hình gì sao? Bây giờ tan học rồi. Hứa Mộ Nghiên không về nhà, đang hẹn hò với Vương Hạo Nhiên ở ven sông. Cái gì? Mày theo dõi kỹ vào, nhất định phải canh chừng cẩn thận, đừng để thằng nhóc tên Vương Hạo Nhiên đó rất yên yên đi chỗ khác. Tao sẽ đến ngay. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ canh chừng kỹ. Vương Hạo Nhiên, lát nữa bố của Hứa Mộ Nghiên đến. Mày chịu được mấy cú đấm của bố Hứa Mộ Nghiên không? Sở Bạch, mày lén lút trốn ở đây làm gì? Phạm Kiến, tao thích ở đây, liên quan gì đến mày? Mày còn lải nhải, tin tao đánh mày không? Tao không tin, mày đánh tao một cái thử xem, đừng. Sở Bạch rất muốn đánh Phạm Kiến một trận, nhưng không dám gánh chịu hậu quả. Lúc học thêm, hiệu trưởng lão đã tìm cậu ta nói chuyện rồi. Đồ bỏ đi, tao đã bảo là mày không dám động đến tao mà. Phạm Kiến không thể nào có nhiều tiền như vậy, chắc chắn là Vương Hạo Nhiên thưởng cho nó. Đây là tiền bất chính, nhưng bây giờ là của tao rồi. Sở Bạch không chút do dự nhét cọc tiền vào trong cặp sách. Coi như mày may mắn, số tiền này coi như mày xin lỗi tao. Cậu gọi tôi đến đây làm gì? Trà sữa cũng ngon, chỉ là hơi ngọt. Cậu gọi tôi đến chỉ để nói chuyện này sao? Ừ, không thì cậu tưởng là gì? Thôi, không đùa với cậu nữa, tôi gọi cậu đến là muốn an ủi cậu. Cậu biết hết rồi à? Ôn Tĩnh nói với cậu sao? Cậu ấy vô tình nói ra. Này, này, tôi suýt chút nữa cãi nhau với bố tôi vì cậu đấy. Nhưng tôi tuyên bố, tôi không thích cậu đâu. Tôi biết, tôi biết. Vương Hạo Nhiên biết cô ấy chỉ cứng miệng, nên không vạch trần. Cậu hiểu là được rồi. Cậu gọi điện thoại cho mẹ cậu đi, nói là đang đi dạo ven sông với bạn nam, bảo bà ấy đến đón cậu. Vương Hạo Nhiên đưa điện thoại của mình cho Hứa Mộ Nghiên. Lát nữa tôi tự đạp xe về là được rồi. Vừa tan học xong, học sinh đông, trên đường an toàn, cậu đạp xe không sao. Nhưng lát nữa trên đường sẽ vắng người, cậu một mình đạp xe không an toàn. Cậu ta cũng biết lo lắng cho tôi đấy. Hơn nữa cậu có nghĩ đến không, ở đây xung quanh không có ai, tôi và cậu ở riêng với nhau, cậu không sợ tôi làm chuyện xấu với cậu sao? Báo cho mẹ cậu đến đón cậu, cậu sẽ không phải sợ ở riêng với tôi nữa. Hứa Mộ Nghiên ngẩn người, cô thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này, bởi vì cô căn bản không hề đề phòng Vương Hạo Nhiên. Cậu cũng chu đáo ghê. Anh, nếu cô gái nào làm bạn gái của tên này chắc sẽ rất hạnh phúc nhỉ. Đẹp trai, gia thế tốt, học giỏi, hát hay, quan trọng là rất chu đáo, ân cần với con gái, cho người ta cảm giác an toàn. Hệ thống đã lay động trái tim của nữ chính Hứa Mộ Nghiên. Nhận được 200 điểm phản diện. Hứa Mộ Nghiên nhận lấy điện thoại của Vương Hạo Nhiên, gọi điện thoại cho mẹ. Nhìn kìa, bên kia có gì đâu. Nhìn cái gì? Chỉ một lúc đã đốt hết 80 vạn rồi. Nhưng Vương Hạo Nhiên cũng chẳng để tâm. Tiêu chút tiền thôi mà, đẹp không? Anh chuẩn bị à? Thích không? Thích, nhưng tại sao? Thấy em không vui, nên muốn làm em vui lên một chút. Vậy bây giờ em vui hơn chút nào chưa? Thêm. Nữ chính Hứa Mộ Nghiên đã nảy sinh hào cảm với túc chủ. Cộng thêm lần này, tổng hào cảm hiện tại là 60. Đã nảy sinh tình cảm yêu mến. Túc chủ đã ảnh hưởng đến mạch chuyện. Nhận được 200 điểm phản diện. Anh tốn nhiều tâm tư như vậy, chỉ đơn giản là muốn tôi vui hơn thôi sao? Đúng vậy, chúng ta là bạn mà. Ừ, chúng ta là bạn. Chủ Hứa. Ngôn Ngôn và cái thằng nhóc tên Vương Hạo Nhiên kia ở đâu? Ngay đằng kia, bố Ngôn Ngôn. Sao lại là anh đến? Mẹ đâu? Sao tôi lại đến à? Nếu tôi mà không đến, con bé chắc chắn đã bị thằng nhóc này lừa đến khách sạn nào đó rồi. Tôi nói này Hứa Mộ Nghiên, bố nó đoán chuẩn thật. Nếu không phải đàn em báo tin, thì giờ này tôi và Hứa Mộ Nghiên chắc đã ở khách sạn rồi. Hệ thống, tra thuộc tính của bố Hứa Mộ Nghiên. Tiêu hao 100 điểm phản diện. Tra cứu điểm phản diện thành công. Có thể chinh phục, ý là nếu tôi thể hiện tốt thì có thể khiến đối phương chấp nhận rồi. Bố nói linh tinh gì vậy? Con chỉ cùng Vương Hạo Nhiên đi dạo ven sông thôi mà. Chú Hứa, hôm nay chúng ta mới gặp nhau lần đầu phải không? Có lẽ chú hiểu lầm gì đó về cháu rồi. Chú không hiểu lầm, gần 10 giờ rồi, cháu không về nhà, lại hẹn con bé Ngôn Ngôn nhà chú ra đây, dám nói cháu không có ý đồ xấu. Cháu có thể thề, nếu cháu hẹn Hứa Mộ Nghiên ra đây là có ý đồ xấu thì để cháu bị trời đánh. Không được chất tử tế, nếu lời thề độc mà thật sự ứng nghiệm thì sấm sét trên trời không biết đã đánh chết bao nhiêu người rồi. Vương Hạo Nhiên, cháu đừng chối nữa. Cháu hẹn Hứa Mộ Nghiên ra đây, chắc chắn là không có ý tốt. Vừa nãy cô đã thề cháu mấy lần, muốn nắm tay Hứa Mộ Nghiên, thậm chí còn muốn ôm con bé. Cháu lừa người như vậy thật sự tốt sao? Nhân vật chính này đánh cực thua không chịu nhận cũng thôi đi, thế mà còn vu oan giá họa cho người ta nữa. Dám làm không dám nhận à? Cho thầy có nói gì cũng vô ích rồi. Ngôn Ngôn. Vợ, sao em lại đến đây? Ngôn Ngôn bảo em đến đón con bé mà. Tình hình gì đây? Thằng nhóc này tối muộn hẹn con gái chúng ta ra ngoài, là có ý đồ xấu đấy. Chàng trai trẻ, là cậu. Mọi người quen nhau à? Ban ngày tôi đã gặp cậu ấy vì một vụ án.
Thằng nhóc này ban ngày còn gây chuyện nữa à? Tôi đã bảo nó không phải người tốt mà. Em nói linh tinh gì vậy? Chàng trai trẻ này ban ngày rất dũng cảm đấy. Luật sư An kể lại chuyện Vương Hạo Nhiên dũng cảm bắt trộm ban ngày. Xem ra Vương Hạo Nhiên này không phải là loại phú nhị đại hành xấu xấu xa gì đó, thậm chí còn có thể coi là một dòng nước trong lành đấy chứ. Túc chủ đã thay đổi cách nhìn của nhân vật phụ Hứa Trịnh về mình, nhận được 100 điểm phản diện. Bố, con đã bảo là bố hiểu lầm Vương Hạo Nhiên rồi mà. Cậu ấy khác với những phú nhị đại khác. Giờ thì bố tin rồi chứ? Không ngờ Vương Hạo Nhiên xin nghỉ một buổi chiều mà lại xảy ra chuyện kinh tâm động như vậy. Anh Hứa, em thấy chắc chắn là anh hiểu lầm rồi. Ngôn Ngôn còn dùng điện thoại của cậu ấy gọi cho em nữa mà. Làm sao cậu ấy có thể có ý đồ xấu được? Nhưng anh nghe Sở Bạch nói, Vương Hạo Nhiên tụ tập một đám đàn em ở trường, cả ngày ngang ngược, còn yêu đương với rất nhiều cô gái. Làm gì có, ở trường, đúng là có không ít học sinh nghe lời Vương Hạo Nhiên thật. Nhưng ngang ngược gì đó thì thật sự không đến mức ấy. Kết quả học tập của Vương Hạo Nhiên rất tốt, không kém gì con, làm gì có nhiều thời gian đi ngang ngược với đám đàn em chứ. Còn yêu đương với rất nhiều cô gái, cái này càng hoang đường. Thật vậy sao? Sở Bạch chột dạ cúi đầu. Cậu ta không ngờ Hứa Trịnh lại nói ra ngay tại chỗ. Tôi chỉ phóng đại một chút thôi. Sở Bạch này vì thích Ngôn Ngôn mà bôi nhọ người khác. Thật sự hơi quá đáng rồi đấy. Sở Bạch, cậu làm vậy là không tốt. Chú Hứa, so với việc cậu ta xích hại chết người, cái này căn bản chẳng là gì cả. Xích hại? Chết người, mọi người còn chưa biết chứ gì. Là thế này, Vương Hạo Nhiên kể lại chuyện Sở Bạch ở nhà máy gạch men ban chiều, nói ra, tôi có nghe giám đốc Đường nhắc đến chuyện này. Ban đầu giám đốc Đường định kiện cậu ta đấy, nhưng vì hiệu trưởng ra mặt, giám đốc Đường mới thôi. Nghe vậy, ánh mắt Hứa Trịnh nhìn Sở Bạch lập tức thay đổi. Túc chủ bổ đao thành công. Hào cảm của nhân vật phụ Hứa Trịnh đối với nhân vật chính Sở Bạch giảm xuống không. Hứa Trịnh rời khỏi phe nhân vật chính, hiện tại ở trạng thái trung lập. Túc chủ đã ảnh hưởng đến mạch truyện. Nhận được 100 điểm phản diện. Hừ hừ, đây mới chỉ là nhát dao thứ hai còn chưa đến đâu. Tính toán thời gian, thằng ngu cũng nên đến rồi chứ nhỉ? Chẳng lẽ thằng này rớt dây chuyền rồi? Đều tại tác giả não tàn viết cuốn tiểu thuyết này. Phối hợp cho mình cái loại đàn em thiểu năng gì không? Tôi đánh rơi có phải cậu nhặt được không? Cậu nói bậy bạ gì vậy? Cái gì? Cái gì? Tiền của cậu, tôi nhặt được. Tiền của cậu đánh rơi thì tìm tôi lấy. Thật ngược cười. Trên đường đi tôi chỉ gặp mỗi cậu. Tôi nhớ rõ ràng, trước khi gặp cậu tiền vẫn còn trên người. Sau khi gặp cậu tiền đã biến mất. Không phải cậu nhặt thì là ai nhặt? Có phải cậu giấu trong cặp không? Không biết cậu đang nói gì. Cậu mở cặp ra cho tôi xem. Nếu không có, tôi sẽ xin lỗi cậu. Không cần, cặp của tôi cũng không cho cậu xem. Thằng ngu, tiền của cậu đánh rơi trên đường. Ai biết là ai nhặt được? Cậu cứ tìm Sở Bạch mà đòi. Thật sự quá vô lý. Tôi tin Sở Bạch không lấy. Không tin tôi mở cặp cho cậu xem. Đây là tiền của tôi. Tôi đã bảo là Sở Bạch nhặt được mà. Thế mà cậu ta còn chối. Đây là tiền tôi rút ra để cho bà tôi đi khám bệnh. Cậu thế mà lại muốn chiếm đoạt. Thật sự không ra gì. Cậu có biết nếu bà tôi không có tiền này chữa bệnh, rất có thể sẽ chết không? Lời này dĩ nhiên là thằng ngu bịa ra. Là người nhà của nó, không có ai là không dễ bị ốm cả. Túc chủ đứng sau giật dây, khiến cho hào cảm quả. Nhân vật phụ khúc chính đối với nhân vật chính hiện tại ở trạng thái chán ghét. Túc chủ đã ảnh hưởng đến mạch truyện. Nhận được 100 điểm phản diện. Tiền này là tôi nhận được, nhưng thật ra không phải là không định trả cậu, chỉ là muốn dọa cậu một chút. Ai bảo lúc trước cậu kiêu ngạo như vậy chứ? Ờ. Anh Hứa, anh sao vậy? Vừa rồi bụng dưới bên trái hơi đau, nhưng giờ không sao rồi. Thật sự không sao chứ? Có cần đến bệnh viện kiểm tra không? Anh đây khỏe lắm. Chuyện nhỏ này cần gì phải đến bệnh viện? Ông xã, hay là vẫn nên đi kiểm tra đi? Không đi, không đi, đã bảo không sao rồi mà. Chẳng lẽ đây là hào quang nhân vật chính của Sở Bạch phát huy xuất hiện cơ hội lấy lại hảo cảm? Nhưng năng lực của Sở Bạch là nhìn xuyên thấu, cũng không phải là loại nhân vật chính thần y gì đó. Đúng rồi, nhìn xuyên thấu. Chú Hứa, cho thấy chú vẫn nên đến bệnh viện xem sao. Chú đã bảo là không đi khám rồi mà. Đau chút xíu này đến bệnh viện làm gì? Chú Hứa, tuy rằng sức khỏe của chú rất tốt nhưng vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra cho chắc. Trước đây cháu đã từng thấy, cho thấy chú nên đến bệnh viện kiểm tra một chút. Chú Hứa, ngay chỗ chú vừa đau lúc nãy, trước đây có từng bị thương không? Sao cháu lại hỏi vậy? Là thế này, trước đây cháu đã từng xem một bản tin, có một người lúc nhỏ nghịch ngợm, vô tình để một mảnh thủy tinh nhỏ đâm vào cơ thể, lúc đó vì vết thương nhỏ nên không để ý lắm. Nhưng nhiều năm sau, khi người này trưởng thành, mảnh thủy tinh bị dịch chuyển, bắt đầu làm tổn thương nội tạng, gây ra những cơn đau từng cơn. Sau đó đến bệnh viện kiểm tra, mới phát hiện ra, lúc đó bác sĩ nói nếu người này đến muộn một ngày thì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nên cháu mới hỏi chú Hứa, chỗ bụng dưới bị đau lúc này có từng bị thương không? Có một lần chú bắt trộm, trong lúc giằng co với đối phương, bụng dưới có bị thương, lúc đó khá đau, nhưng vết thương rất nhỏ. Sau đó không bôi thuốc cũng tự lành, sau đó chỗ này thỉnh thoảng cũng bị đau. Nhất là lúc nãy, chú thấy đau đến mức xít thở không nổi. Chú Hứa, lúc nãy cháu bảo chú đến bệnh viện kiểm tra, chính là muốn nói chuyện này. Bản tin đó con cũng từng xem. Bố, bố đến bệnh viện kiểm tra đi. Coi như là vì con và mẹ, ông xã. Tuy rằng đây không phải là chắc chắn, nhưng vẫn nên đi xem sao, yên tâm hơn. Giờ này đến bệnh viện, trước khi khám cấp cứu, nếu không sẽ không có ai khám. Mà cho dù có khám cấp cứu, tình trạng của chú Hứa hiện tại cũng không phải là nguy cấp. Bệnh viện chắc chắn sẽ từ chối, bảo chú Mai. Nói đúng, tình trạng của chú cũng không gấp, mai đến bệnh viện cũng được. Bác sĩ vốn đã mệt rồi, người ở khoa cấp cứu lại càng bận, chú sẽ không chiếm dụng tài nguyên y tế cấp cứu đâu. Hứa Mộ Nghiên và luật sư An vẫn còn hơi lo lắng, nhưng nghe Hứa Trịnh nói vậy, cũng không biết nên khuyên thế nào nữa. Giờ muộn rồi.
Về thôi, mai còn phải đi học nữa. Sở Bạch khó chịu liếc Vương Hạo Nhiên, rồi mới quay người bỏ đi. Hạo Nhiên, tài xế của cháu không có ở đây à? Có cần cô đưa cháu về không? Cảm ơn cô An, tài xế của cháu ở gần đây, muốn về cháu gọi điện cho anh ấy là được. Nhưng trước đó, cháu muốn đưa chú Hứa đến bệnh viện kiểm tra trước. Không phải nói khám cấp cứu cũng chưa chắc được khám sao? Bệnh viện công thì đúng là như vậy, nhưng chúng ta có thể đến phòng khám. Phòng khám tuy là phòng khám, nhưng cơ sở vật chất y tế và trình độ bác sĩ ở đó, so với bệnh viện công hàng đầu Thanh Linh, chỉ có hơn chứ không kém, thậm chí còn đủ sức cạnh tranh với các bệnh viện lớn quốc tế. Hạo Nhiên, cháu nói là phòng khám Thiên Huy phải không? Vâng, cô An. Thấy Vương Hạo Nhiên gật đầu, sắc mặt luật sư An lập tức trở nên hơi ngại ngùng. Mẹ, đến phòng khám Thiên Huy khám bệnh có khó không à? Phòng khám này chỉ tiếp những người giàu có hoặc quyền quý. Nếu chúng ta đến, họ sẽ không tiếp. Chỉ bảo chúng ta đến bệnh viện khác thôi. Không tiếp thì thôi. Mai đến bệnh viện. Chú Hứa, cô An, hai người yên tâm đi, họ nhất định sẽ tiếp. Hạo Nhiên, vậy làm phiền cháu rồi. Vì Túc Chủ đã ngăn cản nhân vật chính Sở Bạch hại chết nhân vật phụ Hứa Trịnh, nên hảo cảm của Hứa Trịnh đối với Túc Chủ tăng lên. Nhận được 200 điểm phản diện. Phòng VIP bệnh viện. Lúc này kết quả kiểm tra của Hứa Trịnh đã có. Mảnh kim loại này đã bắt đầu dịch chuyển, sẽ gây tổn thương nghiêm trọng đến nội tạng. May mà đến kịp thời, nếu muộn một ngày thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Sau khi hội chẩn, vài bác sĩ chúng tôi đưa ra kiến nghị là phẫu thuật nên ngay đến lập đây tức. Để xin ý kiến của hai người nhà. Càng phẫu thuật sớm càng tốt. Bác sĩ, cho hỏi chi phí phẫu thuật khoảng bao nhiêu? Cô An, Hứa Mộ Nghiên, chuyện chi phí phẫu thuật hai người cứ yên tâm, nhà cháu đã mua thẻ năm ở đây rồi. Trong thời hạn thẻ năm, bất kỳ chi phí khám chữa bệnh nào, chi phí kiểm tra đều được miễn phí. Chú Hứa không cần phải trả phí đâu. Vậy sao? Nhưng chú cũng nên biết là bao nhiêu. Số tiền này chú phải trả cho cháu. Cô An, thẻ năm này có hiệu lực cho 5 người, nhà cháu mới có 3 người, còn dư 2 suất. Trước đây đều lãng phí, giờ vừa hay có thể cho chú Hứa một suất, nên thật sự không cần phải trả tiền cho cháu đâu. Nếu đã như vậy, vậy cảm ơn cháu nhé. Hạo Nhiên, cảm ơn cháu. Không phải chứ, chúng ta là quan hệ sao gì? Em còn nói cảm ơn với anh? Mê mơ. Hào cảm của một trong những nữ chính, Hứa Mộ Nghiên, đối với Túc Chủ tăng lên. Hiện tại tổng hào cảm là 70, tình sâu nghĩa nặng. Túc Chủ đã ảnh hưởng lớn đến mạch truyện. Nhận được 800 điểm phản diện, hào quang nhân vật chính của Sở Bạch trừ 30, hào quang phản diện của Túc Chủ cộng 30. Ánh mắt của Ngôn Ngôn có gì đó không đúng. Vừa rồi câu nói đó nó cũng không phản bác. Chẳng lẽ Ngôn Ngôn cũng không còn là trẻ con nữa rồi? Chuyện của người trẻ, cứ để bọn trẻ tự giải quyết đi. Nếu thật sự ở bên Vương Hạo Nhiên này, thì cũng là Ngôn Ngôn cao rồi. Tôi đi xem bố anh. Thế nào? Luật sư An cũng không muốn làm bóng đèn, trực tiếp đi theo bác sĩ. Anh vừa nói linh tinh gì vậy? Khiến mẹ em hiểu lầm rồi đấy. Anh cũng đâu có nói gì đâu. Ý anh là anh và em là bạn học lâu như vậy rồi. Chuyện nhỏ nhặt này, em không cần phải nói cảm ơn với anh. Thì ra anh chỉ coi em là bạn học thôi sao? Này, không phải anh nói anh thích Hoa Khôi lớp khác sao? Anh thích Tần Vận Hàm hay Mục Chiêu Chiêu? Tần Vận Hàm xinh đẹp, khí chất cũng tốt, dáng người cao ráo, chỉ là hơi lép một chút. Mục Chiêu Chiêu có khuôn mặt baby rất dễ thương, thân hình bốc lửa thật, đường cong quá, nhưng mà thấp hơn Tần Vận Hàm. Hai người này mỗi người một vẻ, nếu anh mà tán tỉnh thì thật sự hơi khó lựa chọn. Em cũng rất xinh đẹp mà, sao trong mắt anh ta chỉ có Hoa Khôi lớp khác? Không chịu nhìn em nhiều hơn chứ? Hừ, Túc Chủ đã khiến cho nữ chính Hứa Mộ Nghiên nảy sinh cảm xúc ghen tuông, nhận được 100 điểm phản diện. Nếu nhất định phải chọn một người, anh sẽ chọn ai? Cần gì phải hỏi, trẻ con mới phải lựa chọn. Dĩ nhiên anh muốn cả hai, Tần Vận Hàm đi. Mục Chiêu Chiêu cũng rất xinh đẹp dễ thương mà, sao anh lại chọn Tần Vận Hàm? So với Mục Chiêu Chiêu, anh quen biết Tần Vận Hàm hơn một chút. Em cũng quen biết cô ấy mà, nên anh chọn cô ấy. Bố, viên gạch rơi xuống bên cạnh chân con, không đập chúng con. Thật sự không sao đâu. Nhạc gì đấy? Tuy người không sao, nhưng con bị dọa sợ không nhẹ đấy. Tư vấn tâm lý một chút vẫn là cần thiết. Nghe lời bố, chúng ta ngồi đây một lát, bác sĩ tâm lý sẽ đến ngay. Xin lỗi, không biết ở đây có người. Hạo Nhiên, chào chú Tần. Chỗ này rộng như vậy, nếu chú Tần không ngại thì ngồi đây một lát đi ạ. Vậy làm phiền rồi. Sao giờ này cháu còn ở bệnh viện? Là bác trai hay là... Không phải bố mẹ cháu, là bố của một bạn học của cháu, cần phải phẫu thuật ở đây. Tần Khải cũng là một đại gia nổi tiếng ở Thanh Linh, quen biết Vương Tường, hai nhà có quan hệ khá tốt. Gia đình của Tần Vận Hàm được coi là môn đăng hộ đối với Vương Hạo Nhiên. Chả trách anh ta lại chọn Tần Vận Hàm, bọn họ thật sự rất xứng đôi. Hesi, Túc Chủ đã khiến cho nữ chính Hứa Mộ Nghiên này sinh cảm xúc ghen tuông, nhận được 200 điểm phản diện. Hạo Nhiên, bác sĩ đã đến rồi, chúng ta đi trước đây. Vâng, chú Tần. Vận Hàm, sau này đừng giận dỗi nữa. Ở bên cạnh vệ sĩ, đừng tự ý bỏ chạy. May mà lần này viên gạch rơi xuống bên cạnh chân con, nếu rơi trúng người con thì hậu quả khó lường. Cái gì mà vệ sĩ, ngay cả con còn không canh chừng được. Vô dụng, sa thải luôn đi. Đã sa thải rồi. Vậy sao? Tốt quá. Bố, con là một cô gái 18 tuổi, tan học. Bố lại cho một người đàn ông cơ bắp mấy chục tuổi đi theo con. Con phiền chết đi được. Bố nên làm vậy từ lâu rồi. Tính ra, đây đã là vệ sĩ thứ 10 bị con đuổi đi rồi đấy. Đã 10 người rồi ư? Nên bố à,
Bố đừng tìm vệ sĩ cho con nữa, bố tìm một người con đuổi một người. Chuyện này không thể thương lượng, nhất định phải có vệ sĩ. Hơn nữa bố đã tìm được người tiếp theo rồi, mấy ngày nữa sẽ đến. Lần này bố tìm không phải là người đàn ông cơ bắp mấy chục tuổi, mà là một chàng trai khoảng 20 tuổi từ trong núi ra. Ngoại hình cũng khá ổn, chắc chắn con sẽ hài lòng. Lúc đó bố sẽ sắp xếp cậu ta vào lớp con, cùng con đi học về. Ôi trời ơi! Bố, sao bố lại nghĩ như vậy? Tìm một tên nhà quê trong núi ra bảo vệ con đi học cùng con sẽ bị người ta cười chết mất. Bố, con nói cho bố biết, nếu bố mà tìm người đến, lần này con sẽ chơi ác, chơi cho cậu ta sợ đến ám ảnh, chơi cho thân thể bầm dập. Hừ, nếu con có bản lĩnh thì cứ việc. Lần này vệ sĩ bố tìm không giống trước đâu. Cậu ta là người có bản lĩnh thật sự, có cậu ta bảo vệ, chắc chắn an toàn 1000%. Chờ xem. Cứ chờ xem. Hạo Nhiên, thật sự cảm ơn cháu quá. Ngôn Ngôn nhà tôi có bạn học như cháu, thật sự là phúc phận của nó. Hey Si, nhân vật phụ Hứa Trịnh rất có hào cảm với Túc chủ. Hứa Trịnh gia nhập phe Túc chủ. Túc chủ nhận được 200 điểm phản diện. Hào quang nhân vật chính của Sở Bạch trừ 10. Hào quang phản diện của Túc chủ cộng 10. Chú Hứa, chú khách sáo quá. Cháu và Hứa Mộ Nghiên là bạn học, chú chính là bậc trưởng bối của cháu. Chú khách sáo với cháu như vậy, sợ là sẽ làm cháu tổn thọ mất. Hứa Trịnh và luật sư An nghe vậy không khỏi gật đầu tán thưởng. Hệ thống, xem bảng thuộc tính. 2300 điểm phản diện, giàu có rồi, đến lúc tiêu xài một phen. Hệ thống, tiêu hao 500 điểm phản diện để quay thưởng. Rất tiếc, Túc chủ không rút được phần thưởng nào. Có muốn tiếp tục tiêu hao 500 điểm phản diện để rút thưởng không? Có. Rất tiếc, Túc chủ không rút được phần thưởng nào. Có muốn tiếp tục tiêu hao 500 điểm phản diện để rút thưởng không? Có. Rất tiếc, Túc chủ không rút được phần thưởng nào. Có muốn tiếp tục tiêu hao 500 điểm phản diện để rút thưởng không? Có. Chúc mừng Túc chủ, vận may bùng nổ. Rút được Chí Tôn Độc Kinh trị giá 8000 điểm phản diện. Có muốn tiêu hao 200 điểm phản diện để học Chí Tôn Độc Kinh? Đây là bí kíp độc thuật mà Độc Hoàng dốc hết tâm huyết cả đời để viết nên. Sau khi lĩnh ngộ và thông thạo có thể giết người trong vô hình. Tuyệt vời, học cho ta. Túc chủ tiêu hao 200 điểm phản diện để sơ bộ lĩnh ngộ Chí Tôn Độc Kinh, nhận được kỹ năng cao cấp độc tố, có thể tiêu hao điểm phản diện để nâng cấp trình độ lĩnh ngộ Chí Tôn Độc Kinh, chia làm 3 cấp, lần lượt là cao cấp độc tố, trung sư cấp độc tố và Chí Tôn độc tố. Nâng cấp từ cao cấp lên trung sư cấp cần tiêu hao 1000 điểm phản diện, nâng cấp từ trung sư cấp lên Chí Tôn cấp cần tiêu hao 3000 điểm phản diện. Bây giờ nếu muốn đối phó với Sở Bạch chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng không bằng từ chỗ Sở Bạch. Môi thêm một ít điểm phản diện và điểm hào quang cho có lợi. Nghĩ đến đây, Vương Hạo Nhiên lập tức gọi điện cho Ôn Tĩnh, dặn dò cậu ta làm một số việc vào ngày mai. Ngôn Ngôn, sao con cứ nhìn về phía Vương Hạo Nhiên thế? Chắc anh ấy không đến học bài sáng, có thể là ngủ quên rồi. Muốn gọi điện thoại đánh thức anh ấy, hay là cậu cho tớ mượn điện thoại nhé? Sao con như kiểu rất quan tâm đến Vương Hạo Nhiên vậy? Nào có, tối qua anh ấy vì chuyện của bố con nên về rất muộn, nên con quan tâm một chút thôi mà. Thật sự chỉ như vậy thôi sao? Thật mà, mau đưa điện thoại cho con. Nhìn con căng thẳng kìa, cô quen con lâu như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu con sao? Rõ ràng là con đã thích Vương Hạo Nhiên rồi. Cậu đừng nói vậy. Nhìn con thế này là ngầm thừa nhận rồi phải không? Nhưng mà con yên tâm đi, tớ không phải là người nhiều chuyện đâu. Nếu con đã thích Vương Hạo Nhiên thì sao không nói với anh ấy? Thích người ta thì đi tỏ tình đi. Hey Si, chuyện mất mặt như vậy con không muốn nói ra đâu. Có gì đâu mà mất mặt. Thử xem đi, tớ ủng hộ con. Con không muốn. Vương Hạo Nhiên hình như không có ý gì với con. Nếu con bị từ chối thì con sẽ không còn mặt mũi nào gặp ai nữa. Nhát gan, con xinh đẹp như vậy, đàn ông bình thường nào mà chẳng thích con. Thật sao? Làm ơn tự tin một chút được không? Con là hoa khôi đấy. Tớ thề nếu con tỏ tình với Vương Hạo Nhiên, ít nhất cũng có 90% tỷ lệ thành công. Thôi bỏ đi, bây giờ học hành quan trọng nhất. Tạm thời con không muốn yêu đương, nếu muốn tỏ tình thì chờ thi xong rồi tính. Chờ thi xong thì hết phần con rồi. Biết đâu Vương Hạo Nhiên đi theo đuổi cô gái xinh đẹp khác rồi. Hôm đó con không nghe anh ấy nói có hứng thú với hai hoa khôi lớp khác sao? Bây giờ con không đi tỏ tình, đến lúc đó con đừng hối hận đấy. Hứa Mộ Nghiên dao động trong lòng, nhất thời vẫn chưa thể quyết định. Không biết qua bao lâu, Hứa Mộ Nghiên thấy Vương Hạo Nhiên đi vào từ cửa, mới tạm thời thoát khỏi trạng thái rối bời. Sao giờ học sáng lại không đến? Ngủ quên. À, vậy anh ăn sáng chưa? Có. Không có, em cũng chưa ăn. Có cần em đi mua giúp anh không? Ồ, Vương Hạo Nhiên ngẩn người, nhìn Hứa Mộ Nghiên thêm vài lần. À, em cũng chưa ăn, nên tiện hỏi anh luôn, xem anh có cần em mua gì giúp không? Không cần, anh không có khẩu vị. Thật ra, em muốn nói gì? Không có gì, không có gì. Xem ra lời xúi giục của Ôn Tĩnh đã có tác dụng, nhưng rõ ràng là vẫn chưa quyết tâm. Vậy thì thêm chút chất xúc tác nữa là được. Vương Hạo Nhiên nghĩ vậy, cũng không về chỗ ngồi nữa, đến hành lang đợi chất xúc tác xuất hiện. Câu nói này Vương Hạo Nhiên cố tình nói rất to. Hứa Mộ Nghiên đương nhiên là nghe thấy. Bố gọi con có chuyện gì? Cũng không có gì, chỉ là thấy con hôm qua đi tư vấn tâm lý, muốn hỏi xem tình hình thế nào. Con chỉ bị dọa một chút thôi. Bác sĩ tâm lý cũng nói hoàn toàn không có vấn đề gì, nên về muộn lắm, ngủ cũng không ngon. Phiền chất đi được, đều tại bố con làm quá lên. Hey Si, chú Tần cũng là quan tâm con. Con đừng trách chú ấy nữa. Hừ, chú ấy nào có quan tâm con. Con thấy chú ấy đang hành hạ con đấy. Anh không biết bố con quá đáng thế nào đâu. Lúc nào cũng tìm vệ sĩ cho con. Tự nhiên sao lại tìm vệ sĩ cho con?
Con cũng không biết. Trước sau chú ấy đã tìm cho con 10 người rồi. Đều bị con nghĩ cách đuổi đi hết. Thế mà chú ấy vẫn không bỏ cuộc. Hexi, lần này thế mà lại muốn tìm. Một tên nhà quê khoảng 20 tuổi từ vùng núi hẻo lánh đến. Nói là sẽ sắp xếp vào lớp con, vừa học cùng con vừa bảo vệ con. Con sắp phát điên rồi. Chú Tần có phải đã nói với anh, vệ sĩ lần này rất lợi hại không? Đúng vậy, sao anh biết? Chẳng lẽ anh nghe thấy chúng ta nói chuyện? Vệ sĩ tìm từ trong núi ra. Khoảng 20 tuổi, cô tiểu thư Hoa Khôi mắc bệnh công chúa. Nghe sao giống cốt truyện? Cao thủ ẩn danh thế nhỉ? Hệ thống, tiêu hao 100. Điểm phản diện để tra thông tin của Tần Vận Hàm. Đáng lẽ nên nghĩ đến từ sớm. Tần Vận Hàm xinh đẹp như vậy, gia thế lại tốt như vậy, sao có thể chỉ là nhân vật phụ được? Theo mô đến tít của chuyện đô thị, thì người từ trong núi ra này chắc chắn là một cao thủ ẩn danh, thông thạo nhiều kỹ năng, chắc chắn không phải loại nhân vật chính kém cỏi như Sở Bạch có thể so sánh được. Sao anh không nói gì nữa? Câu hỏi của con anh còn chưa trả lời đâu. Anh không nghe thấy hai người nói chuyện, nhưng anh nghĩ chú Tần tìm người từ trong núi ra bảo vệ con, chắc chắn là cảm thấy cậu ta có điểm hơn người, nên anh mới thuận miệng hỏi một câu. Con không biết có hơn người hay không, nhưng chắc chắn là quê mùa lắm. Nếu loại người này suốt ngày đi theo con, thì con sẽ bị bạn học cười chết mất. Hexi, nếu con không muốn cậu ta đi theo, thì đừng để cậu ta đến nữa. Bất kể nhân vật chính cao thủ ẩn danh kia có liên quan gì đến anh hay nhưng không, chắc chắn thuộc phạm trù phản diện của anh, vẫn nên đuổi đi thì hơn. Bố con đã bàn bạc với người ta rồi, mấy ngày nữa sẽ đến, hơn nữa còn sắp xếp vào lớp con, sắp xếp nhập học luôn. Vậy con có thể giải quyết từ khía cạnh này khiến cho cậu ta không thể nhập học. Chuyện này đâu phải con có thể quyết định được. Bố con quen biết hiệu trưởng Tiêu, muốn sắp xếp một người nhập học quá đơn giản. Chuyện này anh có cách. Thật sao? Vậy anh giúp con đi. Nếu chú Tần biết, chắc chắn sẽ trách anh. Thôi bỏ đi. Anh không nói, con không nói, ai mà biết được chứ. Làm ơn đi mà. Được rồi, nhưng anh cần phải biết thêm một số thông tin, và con phải làm theo lời anh nói. Vương Hạo Nhiên càng nói càng nhỏ. Tần Vận Hàm nghe không rõ, không nhịn được ghé tai lại gần. Hexi, túc chủ đã khiến cho nữ chính Hứa Mộ Nghiên này sinh cảm xúc ghen tuông, nhận được 100 điểm phản diện. Tần Vận Hàm nghe xong mừng rỡ vô cùng, sau đó vui vẻ trở về lớp học. Hệ thống, nếu ta xử lý xong Sở Bạch, từ nay về sau, có phải sẽ không còn gì có thể uy hiếp ta nữa không? Trả lời túc chủ, cho dù Sở Bạch mất đi thân phận nhân vật chính, nhưng ngài vẫn là phản diện, vẫn sẽ xảy ra xung đột với các nhân vật chính khác. Vậy ta trốn đi ẩn cư được không? Trả lời túc chủ, hào quang phản diện trời sinh sẽ thu hút nhân vật chính, khiến họ căm ghét túc chủ, dù trốn đến chân trời góc biển cũng vô dụng. Có cách nào để ta tránh xung đột với nhân vật chính không? Túc chủ tự sát có thể tránh xung đột với nhân vật chính. Mẹ kiếp, cứ tưởng hệ thống này thông minh lắm, thì ra là đồ ngốc. Vậy thế giới này có bao nhiêu nhân vật chính? Trả lời túc chủ, hệ thống không có dữ liệu tương ứng, mời túc chủ tự mình khám phá. Nhưng thế giới rộng lớn như vậy, mà biết có bao nhiêu nhân vật chính? 5 giờ. Tớ, Hứa Mộ Nghiên, đợi cậu ở sân thể dục, có chuyện muốn nói với cậu. Nhìn thấy tin nhắn, Vương Hạo Nhiên không hề bất ngờ, bởi vì cậu đã chú ý cả buổi sáng Hứa Mộ Nghiên đều hồn bay phách lạc. Xem ra Hứa Mộ Nghiên cuối cùng cũng nhịn không được nữa rồi. Vương Hạo Nhiên cũng không vội, ngồi thêm một lát, rồi mới thong thả rời khỏi lớp học. Tĩnh Tĩnh, cậu nói xem Vương Hạo Nhiên có nhìn thấy tin nhắn không? Chắc là nhìn thấy rồi. Chờ thêm chút nữa đi, nếu anh ấy nhìn thấy mà không đến thì sao? Nếu không đến, tớ sẽ đi gọi anh ấy cho cậu. Vậy được chưa? Tĩnh Tĩnh, cậu tốt thật, cậu biết là tốt rồi. Giúp bạn trai mình theo đuổi cậu, tạo cơ hội cho hai người. Đương nhiên là tớ tốt với cậu, Hứa Mộ Nghiên rồi. Đến lúc đó cậu và Vương Hạo Nhiên chính thức thành đôi. Con tớ vẫn không được công khai. Hexi, hai người nói chuyện xong. Vương Hạo Nhiên cuối cùng cũng đến. Hai người cứ từ từ nói chuyện, Ôn Tĩnh thấy vậy, liền biết ý tránh đi. Gọi anh đến đây, có chuyện gì sao? À, em, tối qua may mà có anh giúp, bố em mới phẫu thuật thuận lợi, cảm ơn anh. Hứa Mộ Nghiên cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Chuyện nhỏ thôi mà, cảm ơn, hôm qua anh cũng đã nói rồi, đừng khách sáo như vậy. Hứa Mộ Nghiên đang cố gắng lấy hết can đảm, nhưng ấp úng mãi, vẫn không thể nói ra lời muốn nói. Thôi kệ, liều thì Vương liều. Hạo Nhiên, em gọi anh đến đây, thật ra là muốn nói với anh, em thích anh. Một trong những nữ chính, Hứa Mộ Nghiên đã tỏ tình với túc Bạch chủ. Chuyện gốc đã bị thay đổi lớn, túc chủ nhận được 1000 điểm phản diện. Hào quang nhân vật chính của Sở Bạch trừ 50, hào quang phản diện của túc chủ cộng 50. Lúc này Vương Hạo Nhiên rung động. Có rất nhiều khoảnh khắc, Vương Hạo Nhiên chỉ hận không thể giết Ôn Tĩnh.